Chính là, kết quả là, Lệ Kinh Thiên liền đem Trác Phàm nói một chữ không kém giảng cho bọn hắn nghe. Đang nghe Trác Phàm căn dặn về sau, ba đại cung phụng khẽ nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ, muốn coi Lạc Minh là thành trước kia Lạc gia. Vứt bỏ hết thảy, quay về hắc ám. Trác quản gia ý là, đại tiểu thư, trước kia Lạc gia là dạng gì a? Chúng ta chậm tiến đến, không rõ lắm, tựa hồ có chút mặt mày, nhưng vì xác nhận, ra Cát Trường Phong hay là hỏi. Hơi hơi xịt xịt cái mũi, Lạc Vân Thường vệt một thanh nước mắt, oán hận nói, trước kia Lạc gia còn có thể thế nào? Một nghèo hai trắng, bị đuổi giết thời gian, cũng nhanh chết đói. Cái kia Trác quản gia làm cái gì? Hắn nổ là có bản lĩnh, khắp nơi kéo minh hữu, hãm hại lừa gạt, cái gì phía dưới làm việc đều làm. Có lúc lừa gạt lấy Tiềm Long Các chấp sự, mơ hồ nhiều cho chúng ta một số dược tài tư nguyên. Ta khuyên hắn nói dạng này không tốt, dù nói thế nào cũng là đồng minh. Mà lại khi đó cũng không thể tính toán đồng minh, người ta mạnh hơn chúng ta nhiều. Cùng nói là nhìn chúng Lạc gia, không bằng nói nhìn lên Trác Phàm người khác, tại giúp đỡ hắn đây. Có thể là người khác tâm vô tận, ngay cả minh hữu đều hố, còn nói cái gì, những thứ này thiếu nợ, về sau nhiều lui thiếu bổ. Nguyên lai dạng này a, hố minh hữu. Nhẹ nhàng gật gật đầu, ba vị trí tinh lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra lạnh nhạt nụ cười, sau đó ra Cát Trường Phong nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, xem ra Trác quản gia đã nhìn ra Bách Lý Kinh Vĩ dự định, hắn là nói cho chúng ta biết, chính mình cũng không để ý tới, liền không muốn lại đi việc khác người. Quay về hắc ám, nói là tại sinh tồn trước mặt, cái gì nhân nghĩa chi phong cũng có thể ném đi, trước bảo vệ chính mình làm chủ còn họa từ trong nhà, cũng là tại ủng hộ chúng ta, xuống tay với nội bộ, gây nên Tây Châu nội loạn, cùng Bách Lý Kinh Vĩ dự định nhất trí. Hả? Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Thường kỳ quái nói, người xấu kia nói là, để cho chúng ta đáp ứng Bách Lý Kinh Vĩ, cùng Kiếm Tinh cùng một chỗ công hãm Tây Châu. Hắn lúc nào chạy cái kia một bên đi, còn tới khuyên chúng ta đầu hàng. Ha ha ha, Trác quản gia tâm cao khí ngạo, Bách Lý Kinh Vĩ là bại tướng dưới tay hắn, hắn làm sao có thể chạy chỗ của hắn đi đâu. Mà lại Bách Lý Kinh Vĩ đối Trác quản gia cũng là nhớ mãi không quên, cái này hai kẻ tử địch, là không hội hợp đến cùng đi. Chỉ sợ Trác quản gia, là có khác mưu tính, chúng ta không ngại phối hợp một chút, chiếu hắn nói làm, tốt xấu cũng không có tổn thất gì. Mỉm cười, Gia Cát Trường Phong thở dài lên tiếng, dù sao, Bách Lý Kinh Vĩ cho chúng ta lưu một đầu cuối cùng đường ra, cũng chỉ có đầu này, lấy ngựa chết làm ngựa sống a, Trác quản gia cần phải còn có mưu đồ. Quất hai lần cái mũi, Lạc Vân Thường trong mắt mặc dù còn có nộ khí, nhưng nghe đến đây là Trác Phàm đề nghị, nhất thời như tâm bên trong ăn định tâm hoàn giống như, bình tĩnh trở lại tốt, cho Bách Lý Kinh Vĩ truyền tin, liền nói điều kiện khác, chúng ta đáp ứng. Còn có nhớ Trần Tục, người yên tâm đi, đã cái tên xấu xa kia làm tốt mưu đồ, cha mẹ ngươi thì không có việc gì. Nào nào, nhìn chằm chằm chính mình cô, nhìn nàng kia tin tưởng vững chắc khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Lạc Tư Phàm trong lòng cũng có một loại không hiểu lòng tin. Mù thúc thúc, cha mẹ ta mệnh, thì toàn bộ nhờ ngươi. Một phương diện khác, một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong, một đạo cô đơn bóng người chậm rãi đạp ở cẩn trọng tuyết động phía trên, dẫm ra từng cái trơn nhẵn dấu chân. Hai con người trước vải trắng, tại gió tuyết đầy trời bên trong, hơi hơi phiêu đãng. Hiu! Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, một cái bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thấy một lần hắn mặt, lúc này liền ôm quyền nói, đại ca, người rốt cục đến, muốn rất tiểu đệ. Trường Thanh, đã lâu không gặp, khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, người kia hơi hơi nhấc ngẩng đầu, lộ ra quen thuộc khuôn mặt, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Mà đối diện cái kia nam tử áo bảo xanh, thì là hôm nay Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương Trường Thanh. Bất quá, ai cũng không biết là, vị này Bắc Châu cao thủ, còn có một cái bí ẩn thân phận, cũng là Thiên Ma Điện Tam Đại Thiên Ma làm cho một, Nguyệt Ma làm. Chính bởi vì cái này Nguyệt Ma làm trên mặt nổi địa vị cùng danh vọng, cái này trăm năm trước duy nhất không có bị Thiên Ma Điện thẩm thấu Bắc Châu, hôm nay cũng đã là trải rộng Thiên Ma Điện thế lực phạm vi. Vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, Trác Phàm mỉm cười, mở ra kết giới a, ta đi Bắc Hải. Thế nào, đại ca, lại muốn bế quan a? Đúng vậy a, Bách Lý Kinh Vĩ rốt cục lại động, ta cũng phải bắt gấp thời gian. Thở ra một hơi thật dài, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, lần bế quan này, ta sẽ trùng kích quy nguyên cảnh, nếu là ta không thể tới lúc hoàn thành xuất quan.
lần này ngươi trừ nguyên bản kế hoạch hành động bên ngoài, lại giúp ta chăm sóc một chút Lạc gia. Nhẹ gật gật đầu, Âu Dương Trường Thanh lộ ra một cái yên tâm nụ cười, yên tâm đi đại ca, ta sẽ chú ý. Chỉ là ngươi không phải không dự định cùng bọn hắn liên lụy à, chúng ta Thiên Ma Điện trăm năm qua cũng không có cùng bọn hắn có liên hệ, vì sao lần này bọn họ sẽ? Ta một mực đang chờ Bách Lý Kinh Vĩ theo Tây Châu tuyển quân cờ bố cục, nhưng không nghĩ tới lựa chọn Lạc gia. Đã tránh không khỏi, chỉ có thể để bọn hắn cuốn vào đây không phải là bên trong, chỉ là đến lúc đó nhiều chăm sóc một chút tốt, ngược lại không có gì quan trọng. Thật dài phun ra một miệng bạch khí, Trác Phàm lắc đầu cười khẽ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Âu Dương Trường Thanh gật gật đầu, ấn quyết trong tay một kết, lập tức ông một tiếng, liền mở ra kết giới, hai người chậm rãi tiến vào bên trong, chính là Hải Minh Tông phạm trù. Mà Hải Minh Tông về sau, cũng là Trác Phàm độc hữu bế quan tràng sở, Bắc Hải Hải Yêu chỗ. Có Hải Yêu thay hắn hộ quan, ai có thể quấy rầy hắn tu luyện. Dạng này đãi ngộ, đoán chừng cho dù tại thánh vực, đều không người hưởng thụ qua. Cùng một thời gian, Đế Đô Lôi Ngâm Các trước, Bách Lý Kinh Vĩ một mặt trang trọng, chậm rãi đi vào cái kia sấm sét nổ vang chỗ, khoát khoát tay vẫy lui hai bên, nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia ầm ầm tiếng sấm, trong mắt bất giác lóe qua vẻ kích động ánh sáng. Lão Tổ Tông, Kinh Vĩ lại đến xem ngươi tới. Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Kinh Vĩ vẻ mặt tươi cười, năm đó Kinh Vĩ tính sai, để ngài bị thương nặng, vốn là gần ngàn năm số ngày, rút ngắn đến khoảng trăm năm. Đối với cái này, Kinh Vĩ một mực thật cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước chúng ta không biết như thế nào cho phải, ngài lại khăng khăng muốn tới Lôi Ngâm Các bế quan, cái này khép lại cũng là trăm năm. Ấn ngài năm đó trọng thương, thực sự không nên lại đi vận công, sợ có nguy hiểm tính mạng, nhưng chúng ta cũng biết, ngài quyết ý, ai cũng cải biến không. Thế nhưng là cái này trăm năm qua, ngài một mặt chưa lộ, bên ngoài đều truyền ngôn ngài đã qua trôi qua, đế quốc dung chuyển cũng càng lúc càng lớn. Bất quá ngài yên tâm, có Kinh Vĩ tại, mặc kệ như thế nào, đế quốc đều không có việc gì. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, Kinh Vĩ đối với mấy cái này bất an nhân tố quét dọn, cũng đã bắt đầu. Lão Tổ Tông, mặc kệ ngài hiện tại phải chăng khỏe mạnh, cho dù là trên trời có linh thiêng, ngài cũng nhìn kỹ a, kiếm tinh nhất thống năm châu, diệt trừ tất cả phản nghịch thời điểm, đến. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa đối cái kia sấm sét nổ vang chỗ thật sâu cúi đầu. Hét lớn một tiếng, liền đột ngột đến quay người rời đi, trong mắt đều là tất thắng ánh mắt. Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa rung động, toàn bộ Lôi Ngâm Các đều tại răng rắc vỡ vụn. Trên 9 tầng trời, mấy chục ngàn nói lôi long xuyên tới xuyên lui, sau đó liền cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một thanh dài trăm trượng to lớn lôi kiếm, cuồn cuộn khí thế khủng bố, chỗ ngồi quấy phá bầu trời. Thân thể ngăn không được chấn động. Bách Lý Kinh Vĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, quá sợ hãi, Lão Tổ Tông, ngài. Xuất quan. Lăng Tông Chủ, mời tới bên này. Đằng đẵng trong gió tuyết, mười mấy đạo nhân ảnh siêu xẹt qua chân trời, một tên khóe môi nhếch lên rìa mép, cười rạng rỡ trung niên nam tử, hướng bên cạnh một cái lớn tuổi lão giả A-dua lên tiếng nói, lần này chúng ta thế nhưng là bắt đến một cái Trung Châu thám tử, xem ra Bách Lý Kinh Vĩ lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệt ta Bắc Châu chi tâm không chết a. Trầm ngâm một chút, lão giả kia cũng là nhíu mày, thở dài liên tục, ai, còn tưởng rằng hắn phái đến đặc sứ, là có hòa giải dự định, chí ít trước mắt hắn là đối phó Thiên Ma Điện đúng không? Nhưng là làm sao còn là đối ta Bắc Châu tặc tâm bất tử, lại phái thám tử đến. Bộ Tông Chủ, vẫn là người tâm tư kín đáo, nhiều năm như vậy đều không để xuống đối Trung Châu tăng cường cảnh giác, lúc trước để ngươi tiếp quản Bắc Châu phòng tuyến toàn cục. Thật sự là một điểm không sai a. Lăng Tông Chủ quá khen, đây cũng là ta Hải Dương Tông việc nằm trong phận sự a, ha ha ha. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trung niên nhân kia vẻ mặt đắc thắng. Không sai, hai người này chính là Bắc Châu Hải Minh Tông Tông Chủ, Lăng Vân Thiên cùng Hải Dương Tông Tông Chủ, Bộ Hành Vân không thể nghi ngờ. Bởi vì năm đó Bộ Hành Vân thời điểm then chốt, cứu bốn châu một các vị cấp cao, cái này trăm năm qua. Thế nhưng là rất được Lăng Vân Thiên tín nhiệm. Bắc Châu Ngũ Tông, trừ Hải Minh Tông bàn tay mình quản lĩnh vực ngoại, còn lại cơ bản một nửa trở lên sự vụ, thì tất cả đều giao cho Hải Dương Tông đến giám thị. Lại thêm hắn tông môn tới gần biên cảnh, bên này phòng một chuyện, thì hoàn toàn do hắn toàn quyền xử trí. Mà cái này trăm năm ở giữa, Hải Dương Tông cũng làm tài năng xuất chúng, không có một chút sai lầm,
điều này không khỏi làm Lăng Vân Thiên càng thêm tín nhiệm. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, Bộ Hành Vân tự mình chạy tới hướng Lăng Vân Thiên thỉnh tội, nói là phát hiện Trung Châu thám tử, đã vào bụng chỗ, là mình đem cửa bất lực chi trách, hiện tại chính xem xét đây, hơn nữa còn có Bách Lý Kinh Vĩ hành động trọng đại tình báo. Nghe xong câu nói này, Lăng Vân Thiên lúc này thì ngồi không yên, yêu cầu thân xem xét. Sau đó Bộ Hành Vân thì vội vàng mang theo vị này Lăng Tông Chủ, đi tới nơi này băng tuyết ngập trời, hoang tàn vắng vẻ, bắt đến thám tử kia chỗ, chuẩn bị dò xét lấy tình báo. Bất quá, khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là một mảnh trắng xóa cảnh tuyết, đừng nói thám tử, liền cái bóng người đều không có. Mi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Lăng Vân Thiên bất giác hơi nghi hoặc một chút, Bộ Tông Chủ, người đâu? Đúng vậy a, người đâu? Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Bộ Hành Vân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cười to một tiếng lại là đột ngột đến vang lên, ha ha ha. Lăng Tông Chủ, người muốn dò tìm tử, không phải ngay ở chỗ này sao? Hiu hiu hiu. Ba đạo tiếng xé gió lên, ba cái khí thế cường hãn bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái mặt mũi tràn đầy tà tiếu, vênh váo tự đắc địa nhìn hắn chằm chằm nhóm, một cái mũi đỏ tử. Bên hông một mực treo một cái hổ lô rượu, thỉnh thoảng còn uống hai miệng. Còn có một cái, là người trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng, có một tay hư không tay áo, phiêu đãng tại gió tuyết đầy trời bên trong. Bách Lý Ngự Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Lăng Vân Thiên hoảng hốt lên tiếng, kiếm vương cao thủ xâm nhập Bắc Châu biên cảnh, vì sao không có người thông báo? Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Vân Thiên vừa dứt lời. Liền nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Phía sau hắn, Bộ Hành Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, suy cười một tiếng nói, đó là đương nhiên là bởi vì, bọn họ đều là ta bỏ vào đến, cho nên đoán không có người thông báo a, ha ha ha. Ngươi, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, Lăng Vân Thiên gấp cắn chặt hàm răng, tay run run chỉ lấy hắn, thật lâu nói không ra lời. Ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười. Bộ Hành Vân tà dị địa liếc hắn một cái, Lăng Vân Thiên, trăm năm trước ta thì nhìn ngươi không vừa mắt, vì cái gì các ngươi Hải Minh Tông cũng là ngũ tông đứng đầu a, chúng ta vì cái gì đều phải nghe ngươi chỉ huy. Phải biết, ta cũng là nhất tông chi chủ, dựa vào cái gì cùng hắn chó sù một dạng, đi theo ngươi phía sau cái mông a rua nỉnh hót. Hừ hừ, ngươi không phải rất muốn biết trăm năm trước cái kia bốn châu mật thám là ai chăng? Nói cho ngươi, chính là ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái gì, là ngươi? Đúng a, chỉ có thể cười ngươi lão gia hỏa này còn tự cho là thông minh, để cho ta tới tra cái này mật thám. Sau cùng bản tông đẩy cái dê thế tội đi ra, thì... giống như ngươi lão hồ đồ, dựa vào cái gì thống lĩnh Bắc Châu a, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to, Bộ Hành Vân một trận mỉa mai. Lăng Vân Thiên nhìn lấy đây hết thảy, lại là đầy mắt phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi, đã như vậy, năm đó ngươi vì sao còn muốn cứu chúng ta? Cứu các ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cứu ngươi à? Cười lạnh, Bộ Hành Vân khinh thường nói, muốn không phải vì cứu kiếm tinh đế quốc trụ cột, lão tổ tông lão nhân gia ông ta, cần muốn các ngươi những thứ này bốn châu cao tầng thủ dụ, mới có thể để cho cái kia gần trăm triệu chiến lực dừng lại vây công lời nói, ta mới lười đi tìm các ngươi đây. Nói thật cho ngươi biết à? Đây đều là không có cách nào sự tình, trăm dặm thừa tướng cần cùng các ngươi đàm phán, mới để cho các ngươi còn sống. Mí mắt ngăn không được hơi hơi run run, Lăng Vân Thiên trong lòng kinh hãi, nguyên lai đây hết thảy, đã sớm là Bách Lý Kinh Vĩ bố cục. Chỉ tiếc bọn họ mắt mờ, đúng là không nhìn ra. Còn đem cái này lòng lang dạ thú, làm thành ân nhân cứu mạng, đem Bắc Châu biên phòng đại quyền giao cho hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vân Thiên nhất thời hối hận đau lòng. Như vậy nói như vậy, năm đó người Hải Dương Tông bị Bách Lý Ngự Vũ đột kích, kém chút diệt tông, cũng là Bách Lý Kinh Vĩ kế hoạch. Vì cũng là để ngươi thuận lợi đánh vào ta Hải Minh Tông. Ách, cái này. Không khỏi trì trệ, Bộ Hành Vân ra mặt run run, hai gò má một đỏ, lại là bỗng nhiên lộ ra xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Bách Lý Ngự Vân nghe, lại là nhịn không được cười lớn một tiếng, ha ha ha. Lăng Tông Chủ, người cái này hiểu lầm. Thẳng đến gần nhất chúng ta hành động trước, chúng ta nhưng là cũng không biết Bộ Tông Chủ nội tình, chỉ có trăm giảm thừa tướng, mới biết được thân phận của hắn. Lúc trước sự kiện kia,
thật sự là lũ lụt hướng Long Vương Miếu, Hải Dương Tông chọc tới Ngự Vũ, mới có thể bị giáo huấn. Thực cho dù Hải Dương Tông không có việc gì, bộ tông chủ muốn nhập các ngươi Hải Minh Tông, không phải cũng là thuận lý thành chương à, cần phải làm lớn như vậy hy sinh. Hắn lúc trước nhiệm vụ, chỉ là muốn phá hư các ngươi kết giới kia mà thôi, chỉ bất quá về sau tất cả sự tình đều bị Trác Phàm cho đảo loạn, chỉ thế thôi. Nghe được lời này, Lăng Vân Thiên nhất thời rõ ràng, bộ hành vân lại là càng lộ vẻ xấu hổ, nghĩ tới năm đó tràng cảnh, thật sự là suy thần thân trên, không may thấu, sau đó vội vàng đổi chủ đề, đúng, ba vị kiếm vương đại nhân, hiện tại cái này Lăng Vân Thiên đã cầm xuống, chúng ta là không phải bắt đầu thừa tướng đại nhân kế hoạch. Đúng, thừa tướng đại nhân muốn cũng là tốc độ, tốc chiến tốc thắng. Bình tĩnh gật gật đầu, Bách Lý Ngự Vân nói, hiện tại Lăng Vân Thiên lão tiểu tử này bị bắt, Hải Minh Tông quần long vô thủ, chúng ta thì lập tức đánh bất ngờ Hải Minh Tông, hoàn thành trảm thủ hành động. Hải Minh Tông cái này ngũ tông đứng đầu luân hãm, hắn tông môn cũng là năm bè bảy mảng, trong khoảnh khắc liền có thể bình định hết thảy. Đừng quên, Hải Minh Tông có hai đường cao thủ, Tuyết Phong Tứ Lão cùng Âu Dương Trường Thanh. Chúng ta biết, cho nên chúng ta bên này ba vị kiếm vương. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Bách Lý Ngự Vân nhìn về phía cái kia cụt một tay thanh niên nói, Cảnh Thiên, trăm năm trước ngươi cùng Âu Dương Trường Thanh giao thủ qua, hắn nhưng là bại tướng dưới tay ngươi, mặc dù bây giờ ngươi đoạn một tay, nhưng đối phó với hắn cũng không có vấn đề đi. Ta cùng Tửu Kiếm Tiên đi xử lý Tuyết Phong Tứ Lão, đợi chúng ta đem cái kia bốn cái lão đầu kết, liền đi giúp ngươi. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Bách Lý Cảnh Thiên chậm rãi lắc đầu, không cần, ta có thể ứng phó. Tốt, cái kia cứ như vậy định, bộ tông chủ, chuẩn bị tốt ngươi nhân mã, nghênh đón đại quân chúng ta, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Bắc Châu. Về sau, ngươi chính là Bắc Châu Vương. Vâng, hung hăng liền ôm quyền, bộ hành vân trong mắt tinh mang lóe lên. Kết quả là, đang gạt đến Hải Minh Tông đệ tử mở ra kết giới về sau, tam đại kiếm vương nhất thời mang theo Trung Châu tinh binh cường tướng, xông vào bên trong, đại sát tứ phương, từng đạo ai hô đau nhức gào giống, vang vọng bầu trời. Chạy trối chết, ào ào kẻ chạy nạn, càng là nối liền không dứt. Thế nhưng là, mặc cho ba vị kiếm vương như thế nào tìm kiếm, dường như bốc hơi khỏi nhân gian giống như, Âu Dương Trường Thanh, Tuyết Phong Tứ Lão trở trong tông cao thủ, đã biến mất không thấy gì nữa, không có bóng dáng. Cùng một thời gian, Đông Châu Thượng Quan gia, một đám hung thần ác sát đảo mắt xông tới, người cầm đầu là nữ tử, bên cạnh hắn thì là một cái quen thuộc bóng người, Phi Vân Kiếm Vương, Thượng Quan Phi Vân. Lạnh lùng liếc nhìn nơi này liếc một chút, trống rỗng, Thượng Quan Phi Vân nhìn về phía cô gái kia nói, chớ nương, người trong nhà đây, làm sao cũng không thấy. Đúng vậy à, ta cũng không biết. Mi mắt chăm chú nhíu lại, nữ tử kia hận địa nghiến răng nghiến lợi, bọn này giết nhi tử ta hung thủ, thế mà đều chuồn mất, có phải hay không là ngươi đến thời điểm động tĩnh quá lớn, bị bọn họ thám tử tìm được. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Thượng Quan Phi Vân hung hăng chừng nàng liếc một chút, Thượng Quan chớ nương, ngươi theo ngươi kia không may nhi tử, Thượng Quan Ngọc Lâm một cái bộ dáng, thành sự không có bại sự có dư. Lão phu dẫn đội là đánh bất ngờ, coi như nghe đến tiếng gió, bọn họ cũng rút lui chẳng phải nhanh. Ngược lại là ngươi, có phải hay không trong bóng tối mật báo? Ta nhưng là nghe nói, Yên Nhi cái đứa bé kia, cái này trăm năm qua đối ngươi nhưng là không tệ, tương đương tín nhiệm a. Đó là trong nội tâm nàng hổ thẹn, cảm thấy thiếu nợ ta. Hung hăng hơi vung tay, Thượng Quan chớ nương nổi giận đùng đùng nói, bọn họ giết nhi tử ta, thù này ta nhất định muốn báo, thì coi như bọn họ chui tới lòng đất dưới, lão nương cũng muốn đảo ba thước đất đem bọn hắn tìm ra. Nhị biểu ca, ngươi nhất định muốn giúp ta a. Đi đi đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, Thượng Quan Phi Vân một mặt căm ghét địa liếc nhìn nàng một cái, tóc dài, kiến thức ngắn. Đây là đế quốc đại sự, người khác tổng nhớ thương báo thù. Cầm xuống toàn bộ Đông Châu, mới là chúng ta phải làm. Người tới, truyền tin, Thượng Quan gia đã mất người, Đông Châu quần long vô thủ, để quân đế quốc đội tiến công a, chúng ta nội ứng ngoại hợp, trong một tuần cầm xuống Đông Châu. Vâng, một tên lính liên lạc khom người cúi đầu, đi xuống truyền tin, Thượng Quan Phi Vân trong mắt, lại đã tràn đầy kích động ánh sáng. Đông Châu Vương, rốt cục hắn. Một phương diện khác, cùng Đông Châu Bắc Châu giống nhau, Nam Châu Mộ Dung gia cũng bị công hãm, dẫn đội người là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh, sau đó cấp tốc nội ứng ngoại hợp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cầm xuống Đông Châu toàn cảnh.
Bách Lý Kinh Vĩ mưu đồ trảm thủ hành động, một cách lạ kỳ hữu hiệu. Làm nội ứng, đều là trưởng quản các châu biên phòng cao tầng, có thể cho kiếm vương cao thủ mang theo tinh binh cường tướng, thần không biết quỷ không hay chuồn vào nội địa bên trong, thẳng đến các châu chỉ huy trung tâm. Chỉ muốn bắt lại những địa phương này, các châu thế lực cũng là năm bè bảy mảng, tổ chức không nổi chiến lực tới. Mà lại, bởi vì là đối phó một tông, đột nhập bộ đội cũng không cần có bao nhiêu người, dễ dàng cho ẩn nặc thân hình. Đợi đại công cáo thành, lại nội ứng ngoại hợp, toàn diệt địch phe thế lực. Kết quả là, cứ như vậy, biên cảnh phòng tuyến, cung cấp không có tác dụng tình huống dưới, ba châu nhất thời luân hãm. Còn lại, chỉ có Tây Châu một phương. Siêu siêu. Hai đạo tiếng xé gió lên, một đen một trắng hai bóng người nhất thời xuất hiện tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong, đợi định thần nhìn lại, chính là Song Long Chí Tôn tới. Xa xa nhìn phía dưới một cái nhà gỗ nhỏ, Hắc Nghiêm Chí Tôn sắc mặt trầm ngâm, lạnh lùng lên tiếng, nghe nói Lạc Minh Đại Tiểu Thư cùng Bách Lý Kinh Vĩ người tiếp xúc, thì tại cái này địa phương sao? Theo tin tức truyền đến, hẳn là không sai. Hơi hơi gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn cũng là thản nhiên nói, tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng thật sự là tiếc hận a, Lạc Minh thế mà thật đi ra một bước này, vì Lạc Vân Hải mệnh, cùng Bách Lý Kinh Vĩ người nâng hòa vào nhau, đây là muốn phản bội toàn bộ Tây Châu a. Đúng vậy a, bất kể nói thế nào, phản bội Tây Châu sự tình, cuối cùng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lần này người và tang vật cũng lấy được, ta xem bọn hắn có lời gì để nói, hừ. Trong mắt tràn đầy lửa giận, Hắc Nghiêm Chí Tôn chăm chú nhìn phía dưới hết thảy bất động. Đúng vào lúc này, một tiếng cọt kẹt, cái kia nhà gỗ nhỏ cửa mở ra, Lạc Vân Thường cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài nhìn xem, gặp bốn phía không có người, mới trong tay kết ấn, ông một tiếng, mở ra một cái tỉ mỉ miệng, chui ra đi, theo sát sau ra Cát Trường Phong bọn người, cũng nhất nhất đi ra, sau đó lại kết ấn quyết, đem kết giới kia che lại. Thấy tình cảnh này, Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi khóe miệng giật một cái, oán hận lên tiếng, có tật giật mình, còn dùng kết giới đem căn phòng nhỏ phong lên, không khiến người ta tùy ý dò xét. Hừ hừ, cái này căn phòng nhỏ khẳng định có quỷ, cái kia Trung Châu thám tử, nhất định liền tại bên trong. Ta cũng cảm thấy là như vậy, đi, bắt bọn họ tại chỗ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bạch Mi Chí Tôn nhất thời một bước cước bộ, liền bỗng nhiên hướng phía dưới bay đi. Hắc Nghiêm Chí Tôn gật gật đầu, cũng là theo thật sát. Vù vù. Hai bóng người thẳng tắp rơi xuống, ngăn ở muốn rời khỏi Lạc Vân Thường xuất hiện trước mặt, nhất thời đem mọi người giật mình, khiếp sợ không thôi. Nhìn đến cái này, hai vị Chí Tôn càng thêm xác định lúc trước hoài nghi. Da mặt có chút co lại, Lạc Vân Thường nhìn lấy hai người không khỏi lập lòe cười một tiếng, hai vị Chí Tôn, làm sao lại xuất hiện ở đây a, làm chúng ta sợ nhảy một cái, ha ha ha. Các ngươi đương nhiên không muốn chúng ta xuất hiện, loại này âm mưu quỷ kế. Làm sao có thể bại lộ giữa ban ngày đâu. Cười lạnh, Hắc Nghiêm Chí Tôn mỉa mai lên tiếng. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường hai mắt châu đi loanh quanh, lộ ra một cái mê màng ánh mắt, hai vị Chí Tôn lời ấy ý gì? Ta làm sao nghe không rõ a? Ngươi nghe không rõ, ta thì giải thích cho ngươi nghe. Hung hăng chừng nàng liếc một chút, Bạch Mi Chí Tôn bình tĩnh nói, để ngươi hiện đang rơi xuống kiếm tinh trong tay, cho nên ngươi liền muốn cùng bọn hắn đàm phán. Dùng ra bán Tây Châu phương pháp, đem Lạc Vân Hải mệnh vơ vét trở về, đúng hay không? Cái này trong phòng nhỏ, cũng là Trung Châu thám tử, không sai đi. Bờ môi khẽ run, Lạc Vân Thường trầm ngâm một chút, lại là nhất thời nổi giận lên tiếng, phảng phất có người nào chỗ dựa giống như, không sợ trời không sợ đất, cùng hai vị Chí Tôn la ầm lên, đúng vậy a, ta chính là muốn đem biển mây mệnh cầm về, nỗ lực cái gì cũng không đáng kể, bao quát các ngươi cái kia Tây Châu lợi ích. Thế nhưng là cái này trách ta sao? Để ta luôn luôn vì Tây Châu tận trung cương vị công tác, chịu mệt nhọc, lần này hắn oan uổng gặp nạn, các ngươi liền cái dám đều không thả một cái, tùy ý mạng hắn rơi xuống trong tay người khác, hiện tại còn trách ta bán Tây Châu lợi ích. Là các ngươi trước tiên đem để ta bán. Lạc Vân Thường, ngươi thật sự là cách nhìn của đàn bà. Lạc Vân Hải bị Trung Châu hãm hại, lại không phải chúng ta hãm hại. Hắn vì Tây Châu tránh cho sinh linh đổ thán. Hy sinh chính mình, đó là đại nghĩa. Người bây giờ làm như thế, quả thực nhân bánh hắn vào bất nghĩa chi địa. Hắn coi như nhặt về cái mạng, có thể cao hứng sao? Người lại không là đệ ta, làm sao biết hắn nhặt về một cái mạng không cao hứng? Huống hồ,
hắn có đại nghĩa không có nghĩa là hắn nhất định phải cho các ngươi bọn này không có nghĩa khí người đi chịu chết. Các ngươi đừng cả ngày cầm lớn nghĩa đi bắt cóc hắn, chúng ta Lạc gia nhân nghĩa chi phong, ở chỗ tâm, mà không tại bề ngoài. Nếu là chúng ta người Lạc gia bởi vì như thế cái chữ nghĩa bị trói buộc, nhận hết ủy khuất, chúng ta hôm nay thì đổi, chúng ta thì mẹ hắn giết người phóng hỏa, chúng ta thì mẹ hắn cầm Tây Châu ngàn vạn sinh linh, đổi chúng ta một nhà tánh mạng, làm sao? Chỉ cho phép các ngươi còn sống, không cho phép ta nhóm còn sống a. Lạc Vân Thường cũng là tức không nhịn nổi, mắng to lên tiếng, trong lòng nhất thời một trận thống khổ. Bạch Mi Chí Tôn ria mép khẽ run, lại là giận không chỗ phát tiết, hung hăng khoát tay chặn lại, hầm hầm nói, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, lão phu không chấp nhặt với ngươi. Tóm lại hôm nay lão phu ở chỗ này bắt đến Trung Châu thám tử, các ngươi liền theo chúng ta hồi Song Long Viện. Tại Tây Châu các đại thế lực trước mặt nói rõ ràng a, hừ. Nói, Bạch Mi Chí Tôn đã là không để ý đến bọn họ, thẳng đi vào cái kia phòng nhỏ trước mặt, hét lớn lên tiếng, trong phòng nghe lấy, thức thời mau chạy ra đây cúi đầu, nếu không lão phu đem ngươi bắt tới, có ngươi nếm mùi đau khổ. U, Tây Châu Song Long Viện hai vị Chí Tôn, khẩu khí thật là lớn a. Thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Hai người liên thủ đoán đến qua một cái kiếm vương, tại Trung Châu cái rắm cũng không bằng một cái, tại Tây Châu lại là như thế diệu võ dương oai, cái này Tây Châu thật đúng là không có người a, ha ha ha. Đinh đinh đinh, từng tiếng êm tai cầm âm từ cái này trong phòng nhỏ truyền ra, một đạo có chút chanh chua lại tràn ngập bá khí lời nói, nhất thời truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Song Đồng nhìn không được co rụt lại, hai vị Chí Tôn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lại nhìn về phía trước cái kia phòng nhỏ, sắc mặt đã là trong nháy mắt ngưng trọng lên, ngươi. Đến tột cùng là ai? Soạt. Uyển chuyển cầm âm nhất thời hóa thành leng keng, toàn bộ phòng nhỏ nhất thời nổ tung lên, từng đạo vô hình kiếm khí, trong nháy mắt quét về phía hai người. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, cảm thụ lấy cái kia uy lực kinh khủng, hai người lúc này vội vàng liên thủ, hóa thành một con rồng kình, hung hăng hướng về phía trước đẩy. Đụng một tiếng vang thật lớn, cản hạ một đạo kiếm kình. Thế nhưng là còn có mấy đạo kiếm kình lại là không kịp lại ra tay, né người sang một bên, xoát xoát xoát, 4-5 đạo kiếm kình liền từ trước mặt bay qua, thẳng trên 9 tầng trời, liền toàn bộ bầu trời đều dừng không ngừng run rẩy lên. Thất âm vô hình kiếm. Trong mắt ngăn không được co lại, hai người cùng nhau hét to lớn tiếng, ngươi là Cầm Sắt Kiếm Vương, Liễu Mộ Bạch. Leng keng cầm âm. Lần nữa hóa thành uyển chuyển du dương thanh âm, Liễu Mộ Bạch mỉm cười, vẫn như cũ đánh đàn không thôi. Chỉ là khóe miệng, lại là xẹt qua một đạo như có như không vẻ khinh miệt. Dễ nói, vừa mới hai vị Chí Tôn nói cái gì? Để ta tự bỏ ra đến, không phải vậy có ta quả ngon để ăn. Ha ha ha, hiện tại ta đi ra, hai vị định cho ta cái gì tốt trái cây a? Mi mắt rừng không ngừng run rẩy, hai người lẫn nhau nhìn xem. Nhất thời không còn gì để nói. Còn tưởng rằng là cái tiểu thám tử, kết quả ra tới một cái kiếm vương. Cứ như vậy, hai người bọn họ hợp lực đều nhiều lắm là chỉ có thể chiến mình, muốn cầm xuống đối phương, lại là vạn vạn làm không được. Lạc Vân Thường, người thật lớn mật, thế mà trong bóng tối thanh kiếm vương cao để tay nhập Tây Châu, người biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường không thả. Dâu trắng Chí Tôn thở phì phò nói, người đến tột cùng muốn làm gì? Mí mắt vẩy một cái, Lạc Vân Thường khinh thường bĩu môi, căn bản không đáp lời. Cầm Sắt Kiếm Vương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, khoan thai lên tiếng, với tư cách là kiếm vương, đồng dạng không xuất thủ, xuất thủ hẳn là đại sự. Mà ta lần này đến mục đích, đương nhiên sẽ không là đánh nhỏ đấm nhỏ. Nói thật a, ta là tới lấy hai vị thủ cấp. Không ngại lời nói, xin giao ra tới đi. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, trong mắt ngưng tụ, hai Chí Tôn tuy nhiên cười lạnh, nhưng đã là nhất thời đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Mỉm cười, Cầm Sắt Kiếm Vương từ chối cho ý kiến, dĩ nhiên không phải chỉ bằng ta, có Lạc gia trợ giúp, ta có thể đi vào, chẳng lẽ sẽ không mang nhiều một chút người đi vào sao? Ha ha ha, nói thật a, ta lần này mang 1 triệu tinh binh, chui vào nội địa, đột kích Song Long Viện. Chỉ cần Song Long Viện một bị chiếm đóng. Tây Châu quần long vô thủ, liền 5 bè 7 mảng, sau đó ngoại cảnh ngàn vạn tinh binh, liền sẽ cùng ta nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Tây Châu, đây chính là trăm dặm thừa tướng trảm thủ hành động. Không biết hai vị Chí Tôn cảm thấy,
chúng ta có thể sử dụng bao lâu thời gian hoàn thành cái này hành động? 7 ngày, vẫn là ngắn hơn. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Song Long Chí Tôn trong lòng hoảng hốt, sau đó hung dữ nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút, mắng to lên tiếng, Lạc gia nha đầu, ngươi sẽ trở thành thiên cổ tội nhân a. Vừa mới nói xong, hai vị Chí Tôn đã là không để ý tới hắn, vội vàng vừa nhấc bước, thì hướng Song Long Viện phương hướng đuổi. Hy vọng có thể tại cái này trảm thủ hành động trước, Song Long Viện thực lực, dẫn dắt Tây Châu chống lại. Thấy tình cảnh này, Cầm Sắt Kiếm Vương cũng không đuổi theo, vẫn như cũ đánh đàn. Thế nhưng là còn không đợi hai người rời đi qua một lát, đụng một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem hai người đỡ được. Làm sao, chẳng lẽ còn có cái thứ hai kiếm vương đến? Sợ hãi cả kinh, hai người trong lòng hoảng hốt, nhưng là nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, là ngươi. Không tệ, là ta, Thái Thanh Tông Diệp Lân. Trong mắt lóe lên hai đạo màu vàng liệt diễm, Diệp Lân trên thân cũng là tản ra khí thế cường hãn, không kém Cầm Sắt Kiếm Vương, mỉm cười, vuốt cằm nói, hai vị Chí Tôn, đã lâu không gặp, lúc trước có người cho các ngươi đưa tình báo, nói Lạc gia ở chỗ này riêng tư gặp mật đàm, chính là ta an bài. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hai vị Chí Tôn nhìn xem sau lưng cái kia Cầm Sắt Kiếm Vương, nhìn nhìn lại trước mặt Diệp Lân, nhất thời không sai hết thảy, đồng thời hai tấm mặt mo cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Thì ra là thế, các ngươi là cố ý dẫn lão phu hai người tới đây, muốn kết chúng ta, hoàn thành bách lý kinh vĩ trảm thủ hành động. Không sai, cái này thật là trăm dặm thừa tướng ý tứ. Nhếch miệng lên, Cầm Sắt Kiếm Vương lộ ra tà dị tiếu dung. Ánh mắt suyệt híp mắt, hai vị Chí Tôn tâm bất giác chìm xuống, có chút tuyệt vọng lên, sau đó lại sâu sắc nhìn về phía Diệp Lân, một mặt không hiểu đắc đạo, người mất tích trăm năm, tại sao lại đầu nhập vào kiếm tinh đâu? Hai vị Chí Tôn đừng hiểu lầm, ta chưa từng có đầu nhập vào kiếm tinh. Vậy ngươi ngăn lại chúng ta là? Chúng ta điện chủ ý tứ, Thiên Ma Điện. Mỉm cười, Diệp Lân lộ ra thần bí nụ cười, không dối gạt hai vị. Hiện tại ta là Thiên Ma Điện ba ma làm cho một ngày ma sứ, đây là chúng ta Thiên Ma Điện hành động, không có quan hệ gì với Bách Lý Kinh Vĩ. Nghe được lời này, hai vị Chí Tôn thân thể chấn động, trong mắt nhất thời mê mang. Em gái ngươi, Bách Lý Kinh Vĩ xuất thủ cũng liền thôi, hiện tại liền Thiên Ma Điện cũng cùng theo một lúc xuất thủ. Một cái mặt đất thế lực lớn nhất, cùng một cái dưới đất thế lực lớn nhất, cùng một chỗ hành động, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì a? Hô hô hô, đen nhánh dạ, như mực thôn phệ thương khung, cho dù là ngôi sao đầy trời, cùng ánh trăng thánh khiết, cũng hoàn toàn bị che chắn lên, thả không ra mảy may quang hoa. Chỉ có cái kia một tòa tiểu sơn cốc bên trong, chỉnh chỉnh tề tề hàng tại hai bên, lúc sáng lúc tối nến, nhảy lên quỷ dị vũ đạo. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, một đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Một cái thân mặc hắc bào, sau lưng khắc họa lấy một đạo ngôi sao hình đồ án nam tử. Mặt mũi ẩn vào áo choàng phía dưới, nhưng là cái kia không ngừng rung động nhích người, lại là rất hiển nhiên biểu dương ra hắn giờ này khắc này tâm tình kích động. Hắn phía trước, là một mảnh đen kịt người người nhốn nháo, cũng tất cả đều ẩn vào hắc bào phía dưới, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Tất cả mọi người thấp như vậy bài tĩnh đứng ở đó, không nói một lời, như quỷ đồng dạng yên tĩnh. Trong tai chỉ có cái kia tiếng gió thổi bay, cùng ánh nến thiêu đốt thanh âm. Không biết từ nơi nào xuất ra một chén rượu ngọn, cái kia trước nhất một người cung kính bưng lên, hướng lên trời kính một chút, lại đối diện hướng về phía trước mọi người, hét to nói, đêm tối đánh tới, kiếm tinh đường cùng đã tới, thiên ma quật khởi, duy ta điện chủ xưng hùng. Thiên ma điện thay thế kiếm tinh, nhất thống thiên hạ thời gian, rốt cục đến. Hống hống hống. Vừa dứt lời, phía dưới mọi người nhất thời giơ lên cánh tay phải, cuồng hô ra tiếng, ba lần về sau. Lần nữa bình tĩnh lại, đều nhịp. Hôm nay kiếm tinh đế quốc đại quân, bốn lộ ra đánh, nội bộ trống rỗng, chính là ta chờ công hãm đế đô, thay vào đó cơ hội thật tốt. Ngay sau đó, người kia bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, rắn không đầu không được, đế đô bị chiếm đóng, kiếm tinh đại loạn, chúng ta tứ phương quật khởi, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Như vậy hiện tại, liền theo dự đoán kế hoạch hành động, cái kia ngăn chặn, cái kia đột kích. Chén rượu này phía trên mở trời xanh, chúc chúng ta mã đáo thành công. Nói, người kia đã là ngửa đầu uống xong một chén, sau đó đụng một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất, đem cái ly rơi tứ phân ngũ liệt. Phía trước mọi người,
cũng là đem chuẩn bị từ trước tốt một chén rượu, giơ lên cao cao, hướng về phía trước người kia bái bai, hét lớn lên tiếng, mã đáo thành công, thiên ma vô địch. Phanh phanh phanh. Vừa dứt lời, mọi người cũng tất cả đều đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó từng cái té xuống, cái ly tiếng nổ tung liên tiếp, mọi người mắt bên trong thì là càng phát ra để lộ ra vô tận chiến ý, hưng phấn không hiểu. Thiên ma điện từ tối đến sáng, cải thiên nghịch mệnh thời gian, rốt cục đến. Tinh ma làm đại nhân, không biết lần hành động này, năm vị pháp vương đại nhân sẽ hay không tham gia. Bỗng nhiên, hàng phía trước vị trí một cái cao gầy bóng người run rẩy địa giơ tay lên, sâu xa nói. Liếc mắt liếc một cái hắn, tinh ma làm trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, thiên ma điện sự tình, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Đầu co rụt lại, người kia không còn dám sách, chỉ là một đôi gian rảo ánh mắt, đang không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hừ, không có quy củ đồ vật. Lạnh hừ một tiếng, hung hăng nguyết hắn một cái, tinh ma làm vừa nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người yên tâm, lần này chúng ta hành động, có hoàn toàn chắc chắn. Theo bản điện tình báo truyền đến, Bách Lý Kinh Vĩ lần này vì đối phó bốn châu, sớm đã phái một bộ phận kiếm vương cao thủ chỉ huy nhân mã đột tiến bốn châu nội địa, một bộ phận khác thì là tại biên cảnh tiếp ứng, nội ứng ngoại hợp. Giờ này khắc này, Trung Châu đã không có cao thủ tỏa chấn, lấy thực lực chúng ta, cầm xuống đế đô, dư xài, căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, thiên ma tất thắng. Thiên ma tất thắng. Thiên ma tất thắng. Tinh ma làm một tiếng hò hét, mọi người lần nữa quần tình sục sôi, ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý thăng tới cực điểm, cùng lúc trước cái kia tĩnh mịch so sánh, quả thực là hai thái cực phản tướng. Chờ mọi người hò hét mười mấy âm thanh về sau, tinh ma làm mới hung hăng vung tay lên, xuất phát. Giống. Lại là kêu to một tiếng về sau, mọi người lần nữa bình tĩnh lại, tựa như kiêu ưng dung nhập cảnh ban đêm, cấp tốc tiến lên, quỷ dị vô cùng. Rầm rầm rầm. Nửa canh giờ về sau, bình tĩnh đế đô trước, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tiếng nổ tung vang, to lớn cổng thành trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, biến thành toái phiến. Một đạo người khoác hắc bào bóng người, nối đuôi nhau mà vào, bay thẳng hoàng thành phương hướng tiến đến. Chính đang đi tuần thành vệ quân, chợt nghe động tĩnh như vậy, cũng là giật nảy cả mình, vội vàng tiến đến ngăn cản. Thế nhưng là những người áo đen này người đông thế mạnh, mà lại cao thủ như mây, chỉ là quy nguyên cao thủ thì có gần vạn, quy nguyên đỉnh phong càng là hơn ngàn. Đáng sợ như thế chiến lực, thành vệ quân cái này cả ngày sống an nhàn sung sướng hoàng gia vệ đội, bị trong nháy mắt đánh trở tay không kịp, chỗ nào có thể ứng đối. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền sụp đổ, bị giết đến ai hô kêu thảm, thẹn không thành quân. Cùng lúc đó, kiếm tinh rất nhiều trọng yếu thành trì, quân sự yếu địa, giao thông đầu mối then chốt, thương nghiệp trọng địa các loại, cũng lần lượt bạo phát náo động. Chỉ một thoáng, toàn bộ đế quốc hệ thống chỉ huy, gần kề tê liệt, càng là không có cầu viện đường lối. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ không quá ba ngày, kiếm tinh thì thật muốn xong đời, chia ra thành mấy chục cái thế lực nhỏ. Như mặt trời giữa trưa cường đại đế quốc, trong nháy mắt đổ sụp, cũng chỉ là giây lát mà thôi. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Thiên ma đệ tử nghe lệnh, vương công quý tộc, tướng tướng lương thần, giết hết không xá. Đoán mệnh mạch, bọn họ thì lại không lực phản kích. Tinh ma làm tại liệt liệt cuồng phong phía dưới, áo choàng nghênh phong phiêu đãng, đạp lên núi thây biển máu, một đường hướng hoàng thành đi đến, sắc mặt tàn khốc lạnh lùng. Thỉnh thoảng, còn chỉ phất tay đệ tử, đột nhập những cái kia kiếm tinh cao tầng phủ đệ, chém tận giết tuyệt. Trong lòng của hắn minh bạch, đây đều là kiếm tinh chỉ huy tầng nhân vật, trốn đi một cái, liền có thể mang đến một nhóm viện quân. Cho nên đang đi tới hoàng thành, đem một đám hoàng tộc hoàng thân chém giết bên ngoài, những thứ này trong triều trọng thần, cũng một cái không thể lưu. Kết quả là, một trường giết chóc bắt đầu, nương theo lấy từng đạo ai hô tiếng thét chói tai, liên tiếp vang lên, từng tòa nhà cao cửa rộng trong đại viện, huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một mảnh sinh linh đổ thán chi tướng. Tất cả mọi người đi vào, ánh mắt đều là đỏ thẫm, trong mắt chỉ có giết hại, lại không ai trả lời. Cho dù là năm đứa bé trai 6 tuổi tử, cũng không có muốn thả qua ý tứ, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, sinh mệnh dừng. Bọn họ hiện tại là đám côn đồ, liền muốn làm đám côn đồ sự tình, không thể thời gian ngắn lấy thủ đoạn tàn khốc trấn nhiếp tất cả mọi người, bọn họ thì bắt không được thiên hạ này. Bạo lực tuy nhiên không được ưa chuộng, nhưng không thể phủ nhận là,
trong thời gian ngắn lại là thủ đoạn tốt nhất. Không ai có thể tại tàn nhẫn nhất bạo lực dưới, còn dám phản kháng. Trong tai nghe lấy Ưu Tư gào thét không dứt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một áng lửa ngút trời, toàn bộ đế đô trong khoảnh khắc hóa thành tu la địa ngục. Ngô Nhiên Đông nhìn lấy đây hết thảy, hơi hơi vung lên hai gò má, lộ ra tùy tiện nụ cười, nhưng là rất nhanh, lại không khỏi bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, ai, cái này nếu là thật tốt biết bao nhiêu, chỉ tiếc. Chỉ có thể là ta tự sướng. Oanh! Thế mà, ngay tại lúc này, hắn vừa dứt lời thời khắc, một đạo khí thế cường hãn đã là đột nhiên bao phủ bầu trời, từng đạo dường như có thể chọc mù người hai mắt sấm sét, cũng là càng không ngừng nổ tung bầu trời. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, toàn bộ người đế đô nhóm, cũng không khỏi đến cùng nhau khí tức trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Kiếm vương cao thủ. Bá bá bá. Đúng lúc này, mọi người còn không đợi kịp phản ứng, từng đạo băng lãnh kiếm mang đã là đột ngột đến như mưa xuân đồng dạng rơi xuống, siêu 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 hướng những ngày kia ma điện đệ tử bay đi, chỗ đi qua, một đám xương máu, liên tiếp vỡ ra. Theo từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, gãy chi thân thể tàn phế bay bắn tung tóe khắp nơi. Thiên ma điện, các ngươi rốt cục đến. Một đạo lạnh lùng bóng người chậm rãi rơi xuống tất cả mọi người trên đỉnh đầu, trong mắt lạnh nhược băng xương, không có một chút tình cảm, cho dù là cái kia thanh lệ thoát tục tiếng nói, cũng có một loại rét lạnh tận xương cảm giác. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, mọi người không khỏi hét to lớn tiếng, lãnh vũ kiếm vương, bách lý ngự vũ. Tinh sứ đại nhân, đối phương có kiếm vương tỏa chấn. Không biết năm vị pháp vương có hay không đến. Ngay sau đó, mọi người liền lập tức cầu cứu giống như nhìn về phía Ngô Nhiên Đông. Thế nhưng là Ngô Nhiên Đông trong mắt cũng là một mảnh kinh dị, sau đó hung hăng khẽ cắn môi, mãnh liệt vừa quay đầu lại, hét lớn lên tiếng, rút lui. Bây giờ nghĩ quay đầu, không dễ dàng như vậy, ha ha ha. Thế mà, liền tại bọn hắn muốn quay người thoát đi nơi đây lúc, lại là một tiếng tà dị tiếng cười khẽ, truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó, liền từng đội tinh binh cường tướng, trong nháy mắt đem cổng thành phong tỏa, nối đuôi nhau mà vào, đi ở đằng trước đầu, lại chính là thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ. Liếc xéo hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, vị này cũng là thiên ma điện tam đại thiên ma làm tinh sứ người A, ha ha ha. Xin lỗi, đồng dạng chiêu số, đối với ta Bách Lý Kinh Vĩ là không có dùng. Năm đó nội bộ mâu thuẫn, bị các ngươi thừa cơ phát triển lớn như vậy thế lực, như thế sai lầm, ta cũng sẽ không tái phạm. Chuyện gì xảy ra, kiếm vương không phải đều đi tấn công bốn châu à, nơi này thế mà còn lưu một cái. Mi mắt khẽ run, Ngô Nhiên Đông thật sâu liếc hắn một cái, lại là nhất thời sùi cười ra tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi thì lưu một cái kiếm vương tại thân, thì có ích lợi gì? Chúng ta cũng không chỉ hoàn thành bên này bạo động, thì coi như chúng ta nơi này thất bại. Địa phương khác thành công, người kiếm tinh vận hành cũng đều muốn tê liệt, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ cũng không ở đây ngươi trong dự liệu đi. Thản nhiên cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến gật đầu, kiếm tinh quân sự, thương nghiệp, giao thông toàn tê liệt, xác thực có chút phiền phức, nói không chừng các ngươi còn sẽ có cái gì khác yêu thiêu thân đi ra. Thế nhưng là làm sao ngươi biết, hắn mấy nơi bạo động, bản tướng không có chuẩn bị đâu. Mí mắt lắc một cái. Ngô Nhiên Đông một mặt kinh dị liếc hắn một cái. Thừa tướng đại nhân, tiểu nhiệm vụ hoàn thành, trở về báo cáo công tác. Đúng lúc này, Ngô Nhiên Đông bên người một đạo gầy gò bóng người, chậm rãi cất bước, đi tới đến Bách Lý Kinh Vĩ bên người, khom người cúi đầu. Thân thể bất giác lắc một cái, Ngô Nhiên Đông kinh ngạc vô cùng, là ngươi. Không tệ, tinh sứ người, nhận được ngươi nhiều năm như vậy vun trồng, còn để ta làm phó làm. Thế nhưng là ta vốn là thừa tướng người, xin lỗi. Khom người cúi đầu, người kia mỉm cười. Ngô Nhiên Đông mí mắt run run, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Bách Lý Kinh Vĩ lại là cười lớn một tiếng, ngươi cho rằng bản tướng thật sự là gần nhất mới phát hiện các ngươi thế lực sao. Bản tướng sớm đã phát giác rất lâu, một mực ẩn nhẫn không phát, cũng là đang chờ ta phái đi những thám tử kia, thân ở các ngươi thiên ma điện cao vị thời điểm. Bất quá không thể không nói. Thiên ma điện tổ chức xác thực nghiêm mật. Nhiều năm như vậy, ta cái này thám tử làm đến phó tinh làm, ta cảm giác đã là phần cuối, lại khó tấn thăng. Cho nên ta liền không cần các loại, có thể động thủ. Người mấy cái kia bạo động địa phương, bản tướng đã sớm chuẩn bị, đều có kiếm vương chấn giữ. Ngược lại, ta phái đi tấn công bốn châu lãnh binh, cũng không phải là kiếm vương,
tin tức kia là ta thả ra tin tức giả, các ngươi mắc lừa. Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng khẽ cắn môi, Ngô Nhiên Đông nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, hét lớn, Thiên Ma Điện đệ tử nghe lệnh, cho ta giết ra ngoài. Là, hét lớn một tiếng, mọi người cũng hoàn toàn không sợ, che chở tinh sứ người bóng người, liền hung mãnh hướng Bách Lý Kinh Vĩ bên kia đánh tới, muốn xông ra vòng vây. Thế nhưng là, người ta đã sớm chuẩn bị, lại làm sao có thể lại để cho ngươi có cơ hội chuồn mất. Bách Lý Kinh Vĩ khóe môi nhếch lên mỉm cười ý, hơi hơi lui về phía sau hai bước, hai tay giơ lên, nhẹ nhàng vung lên, sau lưng sớm đã chuẩn bị tốt tinh binh cường tướng, liền đồng loạt hướng về phía trước đột tiến, đem những thứ này thừa cơ bạo loạn đám côn đồ, một mẻ hốt gọn. Chỉ một thoáng, tiếng kêu giết rầm trời, khí phách hiên ngang, chỉ bất quá lần này, không phải một phương diện đồ sát, mà chính là đao binh đối mặt, chiến làm một đoàn. Mỗi người trong mắt, đều là vô tận sát ý, cái gai trong mắt lấy, chỉ có địch nhân. Dù nói thế nào, lần này Thiên Ma Điện tham dự bạo động đệ tử, cũng là tinh binh cường tướng, không phải ăn chay, cho dù thế đơn lực bạc, kiếm tinh tinh binh muốn thoáng cái đem bọn hắn vây giết, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá đáng tiếc là, kiếm tinh bên này còn có một vị kiếm vương cao thủ trợ trận, Bách Lý Ngự Vũ kiếm mang chỗ đi qua, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Điều này không khỏi làm Thiên Ma Điện một phương, trong nháy mắt trầm luân, tựa như không có sức hoàn thủ giống như, chỉ có thể kêu rên không ngừng, mặc người giết hại. Tinh sứ đại nhân, ta điện năm pháp phương ở đâu? Đối phương có một kiếm vương trợ trận, chúng ta chịu không được a? Tinh sứ đại nhân, mau mời pháp phương trợ trận a, vì sao không thấy pháp phương bóng người? Tinh sứ đại nhân, có thể cùng Trung Châu kiếm vương phân cao thấp pháp phương ở nơi nào, vì sao hiện tại còn chậm chạp không hiện thân ảnh, còn có điện chủ hắn, a? Trong tai nghe lấy các huynh đệ cái kia đạo đạo rú thảm, Ngô Nhiên Đông khuôn mặt băng lãnh, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không nói một lời. Trong đầu tựa hồ lại hồi tưởng lại lúc trước khi chia tay, Trác Phàm đối với hắn an ủi, lần này, người chịu lấy điểm ủy khuất. Hừ hừ hừ, một chút ủy khuất lại như thế nào? Chỉ cần có thể để kiếm tinh vẫn lạc, ta cho dù là mai bỏ con, cũng không quan trọng. Nghĩ như vậy, Ngô Nhiên Đông ánh mắt nhất định, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế đại phóng, đột nhiên hướng đối phương phóng đi, tự mình đi đầu chém giết, hung hãn không sợ chết. Cái kia ta muốn sống. Chỉ Ngô Nhiên Đông cái kia điên cuồng bóng người, Bách Lý Kinh Vĩ thăm thẳm lên tiếng, sau đó quét mắt một vòng bốn phía tất cả, trong mắt đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, đúng vậy a, Thiên Ma Điện chủ Hòa Nam Pháp Phương, đều không hiện thân sao. Một phương diện khác, trừ đế đô bên ngoài, kiếm tinh đế quốc rất trọng yếu bao nhiêu thành trì. Đều phát sinh kịch liệt bạo động. Bất quá cùng trăm năm trước khác biệt là, lần này bạo động vừa mới khởi xướng, liền bị đã sớm chuẩn bị kiếm tinh tinh binh kịp thời dập tắt, tối đa cũng bất quá ba ngày mà thôi, liền một mẻ hốt gọn. Tất cả đám côn đồ, chết, thương tổn, bị bắt, cơ hồ không có tạo thành cái gì đại nguy hại, liền cấp tốc bị chôn vùi đi xuống. Sau cùng toàn bộ kiếm tinh thế lực ngầm, lọt vào cơ hồ nhổ tận gốc tiêu diệt toàn bộ. Cho dù là những cái kia tiến hành tình báo điều tra, vẫn chưa tham gia bạo động đệ tử, bởi vì mật thám bán, cũng là cấp tốc bị bắt. Thiên Ma Điện tại Trung Châu hết thảy ám võng, trong chớp mắt thanh trừ hầu như không còn, không một bỏ sót. Bảy ngày sau, cái kia ban đầu Thiên Ma Điện phó tinh làm nam nhân, tại đế đô Hoàng Đình trên đại điện, khom người cúi đầu, bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân, theo tiểu đến xem, kiếm tinh đã lại không Thiên Ma Điện còn sót lại. Mời bệ hạ cùng thừa tướng đại nhân chỉ thị. Kinh Vĩ, lần này, đế quốc nội bộ tính toán an ổn. Dương mắt liếc bên cạnh Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế khẽ gật đầu, cái này trăm năm qua, kiếm tinh nội bộ khói lửa nổi lên bốn phía, đều là tên thiên ma này điện sau lưng từ đó cản trở. Sau này cái này đế quốc, tính toán lại nhất thống. Đúng vậy a, trăm năm trước bị bọn họ tận dụng mọi thứ, lưu lại tai họa ngầm. Rốt cục tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, triệt để thanh trừ. Mặc dù không dám bảo hoàn toàn một mẻ hốt gọn, nhưng chạy thoát cũng hẳn là phượng mau lân giác, lật không nổi cái gì sóng lớn. Thiên Ma Điện tuy nhiên bí ẩn, phó tinh làm biết cũng không đến bên trong một nửa, nhưng đi qua lần này dẫn xà xuất động kế sách, lại thêm phó tinh làm tình báo, đế quốc thầm bên trong Thiên Ma dư nghiệt, cơ bản thanh trừ đến 8-9/10. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí. Bách Lý Kinh Vĩ cũng là đầy mặt vui vẻ, cứ như vậy,
đế quốc lần nữa an ổn, bản tướng cũng không cần lo lắng mỗi lần dùng binh, đều sợ đế quốc lại nội bộ mâu thuẫn, cản tay xiết đuôi. Một mầm họa lớn rốt cục thanh trừ, hiện tại có thể hoàn toàn đối bên ngoài. Cười nhẹ gật gật đầu, Bách Lý Kinh Thế cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này trăm năm lo lắng, rốt cục có thư giải, hiện tại, liền chờ bốn châu bên kia tin tức, ha ha ha. Bên kia cần phải không việc gì, trước tiên nói bên này đi. Hơi hơi nâng tay, Bách Lý Kinh Vĩ vừa nhìn về phía bộ kia tinh sứ nói, tên thiên ma này điện tinh sứ người thân phận cha rõ ràng à, đến tột cùng là ai? Khom người cúi đầu, bộ kia ngôi sao cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, mấy ngày nay bên trong, thuộc hạ đã đối thân phận tiến hành tra xét. Hắn chính là năm đó Hải Xuyên Thương Hội nhị công tử, Ngô Nhiên Đông là vậy. Quả nhiên là hắn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười lạnh thành tiếng, hừ hừ, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trăm năm trước kiếm tinh đại loạn, ta thì đoán là cái này Hải Xuyên Thương Hội dư nghiệt đang gây sóng gió, bởi vì chỉ có bọn họ lưu hành cả nước căn cơ, mới có thể trong nháy mắt tạo ra lớn như vậy tới. Hôm nay xem xét, thật như vậy à. Lần nữa cúi người cúi đầu, phó tinh làm khen, thừa tướng thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Thế nhưng là, đã thiên ma điện là Hải Xuyên Thương Hội ẩn nấp thân phận, vì sao hắn chỉ là tinh ma làm, mà không phải thiên ma điện chủ? Không để ý đến cái kia cái mông ngựa, Bách Lý Kinh Vĩ liếc mắt liếc một cái hắn, hừ lạnh lên tiếng, thiên ma điện chủ, còn có ngũ đại pháp vương, mặt khác hai cái sứ giả thân phận tra được sao? Hơi chậm lại, bộ kia tinh sứ không khỏi có chút nghẹn lời, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thiên ma điện chủ thần bí khó lường, ngũ đại pháp vương rất ít lộ diện. Tam đại ma sứ bên trong, mặt khác hai ma sứ, cũng bí ẩn cực kỳ, thiên ma điện đệ tử cũng rất ít cùng tiếp xúc. Chỉ có cái này tinh sứ người, mặc dù cũng bí ẩn, nhưng tương đối mà nói, mọi người tương đối quen thuộc, rất nhiều trong điện nhiệm vụ, hơn chín thành là từ hắn tự mình dưới, hắn cũng quản lý ba châu đệ tử, quyền lực quá lớn, cho nên. Cho nên cái gì? Cho nên trừ tinh ma làm bên ngoài, thiên ma điện bên trong không một biết mặt khác tám người là thân phận gì. Sắc mặt âm trầm, phó tinh làm khó xử lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ ánh mắt nhất định, hét lớn, đi, đi gặp vị này nhị công tử. Nhìn xem cái này đường đường Hải Xuyên Thương Hội đỉnh đầu chủ tử, lại là thần thánh phương nào. Hừ, vẫy vẫy tay áo, Trăm Lệ Kinh Vĩ dậm chân rời đi, phó tinh làm hướng hoàng đế khom người ôm một cái quyền về sau, cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền tới đến một gian tối như mực trong địa lao. Xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đi vào một cái tối tăm bên trong căn phòng nhỏ. Mà ở nơi đó, Ngô Nhiên Đông bị phong tu vi, lẳng lặng mà ngồi tại một chương trên chiếu cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Ba ba ba, ha ha ha, nhị công tử hiện ở tâm tính thật sự là trầm ổn rất nhiều a. Xem ra cái này trăm năm qua, tại thiên ma điện làm tinh ma làm lịch luyện, để ngươi thành thục không ít. Từng đạo tiếng bạt tai vang lên. Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, gật đầu tán dương, chỉ là để bản tướng không hiểu là, thiên ma điện tiền thân là Hải Xuyên Thương Hội a, nhị công tử làm sao sẽ đem mình lớn như thế sản nghiệp, giao cho ngoại nhân, chính mình ngược lại làm thuê đâu. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Ngô Nhiên Đông nghiêng liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, cấp trên, từ xưa có người tài mới có, ta không phải khối này tài liệu, tự nhiên nhường hiện tại có thể. Mà lại, cũng may mắn như thế. Không phải vậy, lại hại mọi người. Lời ấy ý gì, nhìn chằm chằm hắn, Bách Lý Kinh Vĩ hỏi. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Ngô Nhiên Đông sâu xa nói, lần này điện chủ bế quan, dặn đi dặn lại, để ta ổn định, chờ hắn xuất quan lúc lại dự định. Kết quả ta cái này tính tình nóng nảy a, thấy một lần có cơ hội để lợi dụng được, vẫn là không có ổn định, tự tiện động. Kết quả đem khổ tâm kinh doanh nhiều năm Trung Châu thế lực toàn bộ hủy. Tâm mặc dù đau, nhưng cũng may mắn. May mắn ta không phải điện chủ, nếu không hủy thì không chỉ là Trung Châu thế lực, mà chính là toàn bộ thiên ma điện. Ngươi nói ta, có phải hay không lại suýt chút nữa hại mọi người? Ha ha ha! Khó trách lần này chỉ tinh sứ thủ hạ nhân mã động thủ, địa phương khác đều không động, thì ra là tự tiện hành động a. Phó tinh làm gật gật đầu, nghĩ thông suốt hết thảy. Nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ lại là thật sâu nhìn chằm chằm Ngô Nhiên Đông không thả, trong mắt hơi híp, cười lạnh, ngươi cảm thấy. Ngươi lần giải thích này, ta có tin hay không? Ngươi có thể cho ta nói thật. Ngươi có tin hay không không quan trọng,
ta chỉ là cảm thán chính mình xúc động, cũng không phải là báo cáo cho ngươi cái gì. Ngươi đại khái có thể quên mình lời nói, chính mình đi phỏng đoán trong lòng nghi vấn, ha ha ha. Ngô Nhiên Đông, ngươi biến xảo trá, không giống như trước cái kia xúc động nhị công tử. Nhìn chằm chằm hắn, Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh, đột nhiên nói, Thiên Ma Điện Chủ là ai, năm Pháp Vương đâu? Trầm mặc không nói, Ngô Nhiên Đông khinh thường bĩu môi. Phó Tinh làm thấy một lần, không khỏi lúc này giận dữ, bỗng dưng liền muốn tiến lên, bày ra một chút chó săn cơ bản tố chất, thay chủ tử dùng hình, ép hắn cung khai. Bất quá, hắn vừa phóng ra một chân, liền bị Bách Lý Kinh Vĩ khoát tay, cho ngăn trở. Ta xưa nay không dùng bạo lực bức cung, bởi vì ta cảm thấy, bức đi ra đồ vật, không có nhiều thật. Khóe miệng xẹt qua một tia xảo trá, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai lên tiếng, người tới, truyền lệnh xuống, sau 10 ngày, đem ban đầu Hải Xuyên Thương Hội nhị công tử, nay Thiên Ma Điện Tinh Ma làm, Ngô Nhiên Đông, công khai xử quyết, thụ thiên cực chi hình, để Nam Châu đều biết. Lông mày nhíu lại, Ngô Nhiên Đông tà dị địa liếc hắn một cái, khinh thường cười một tiếng, người hù dọa ta. Không phải hù dọa ngươi, chỉ là để ngươi vị điện chủ kia đại nhân, cho ta ngoan ngoãn đi ra mà thôi. Ta điện chủ mưu tính sâu xa, tàn nhẫn quả quyết, là sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, biết rõ bẫy dập mà đến. Thờ ơ cười cười, Ngô Nhiên Đông từ chối cho ý kiến. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là lộ ra tà dị ánh sáng, ta biết, như thế minh bạch bẫy dập, có nhãn lực người, đều có thể nhìn ra. Thế nhưng là có một cái bẫy dập. Chỉ sợ hắn lại là muốn tránh cũng tránh không rơi. Tiếng người đáng sợ. Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói, Thiên Ma Điện là tại Hải Xuyên Thương Hội trên cơ sở, phát triển. Nói cách khác, bên trong có rất nhiều thương hội lão nhân. Người đem lớn như vậy phần tài sản giao cho hắn xử trí, người gặp rủi ro, hắn nếu không cứu, thì nội bộ lục đục, còn có thể làm người điện chủ này sao? Cho nên hắn cũng đến được đến, không đến vậy được đến. Ta thương hội người, đều là hợp lý thế hệ, biết phân tắc. Thì như năm đó, ta mắt thấy người nhà bị xử tử, cũng là một đám trưởng lão đem ta ổn định. Nói, Ngô Nhiên Đông hai con người có chút đỏ bừng, tựa hồ lại nghĩ tới khi đó cảnh tượng thê thảm, bọn họ biết cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Đó là đối ngươi, Thiên Ma Điện Chủ một ngoại nhân, bọn họ còn có thể giống nhau ý nghĩ sao? Hừ, khinh thường bĩu môi, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai lên tiếng, tóm lại. Thiên Ma Điện Chủ là ai, ta không biết cũng không quan trọng. 10 ngày sau, ta sẽ để chính hắn hiện thân, ha ha ha. Mí mắt hơi hơi run run, Ngô Nhiên Đông chăm chú địa nắm nắm quyền đầu, cắn chặt hàm răng. Tuy nhiên cực lực bảo trì chấn định, nhưng trong mắt tơ máu, cũng đã bán trong lòng của hắn phẫn nộ. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng lên, lộ ra một đạo tùy tiện nụ cười. Đúng lúc này, một đạo gấp rút tiếng bước chân chợt truyền đến. Một tên hộ vệ bước nhanh đi vào Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, khom người cúi đầu, trình lên bốn đạo ngọc giản, thừa tướng đại nhân, bốn châu truyền đến chiến báo, đã hoàn toàn cầm xuống. Chỉ có tán binh tại chạy trốn tứ phía, các vị kiếm vương đều tại phái người cực lực đuổi bắt. Nhưng trên đại thể, bốn châu đã định. Thật, trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng cầm qua ngọc giản, từng cái xem, sau đó cũng là nhìn không được cười to lên, ha ha ha. Thiên hạ vô cùng quyết tâm, ta kiếm tinh nhất thống Nam Châu tâm nguyện, rốt cục đạt thành. Tiếp đó, thì thừa sau cùng hai cái bất an nhân tố, chỉ cần đem bọn nó trừ, hừ hừ. Khóe miệng một phát, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời hăng hái địa đi ra ngoài, giống to lên tiếng, truyền lệnh xuống, đem tất cả công thần gọi trở về đế đô, bệ hạ muốn luận công mà thưởng, phong vương bái tướng, trung khánh thiên phía dưới vô cùng quyết tâm, ha ha ha. Vâng, khom người cúi đầu. Người kia cũng là đầy mặt vui mừng, vội vàng truyền lệnh. Phó Tinh làm liếc mắt sau cùng nhìn Ngô Nhiên Đông cái kia dần dần trầm xuống khuôn mặt về sau, mỉa mai cười một tiếng, đụng một tiếng, đem cái kia trùng điệp hàn thiết nhà tù cửa đóng lại, sau đó theo nhẹ nhõm tự tại tốc độ, dần dần đi xa. Chỉ để lại cái này băng lãnh trong phòng giam, Ngô Nhiên Đông cô độc một người thân ảnh. Thế nhưng là, ngay tại địa lao này chỗ sâu, không còn có một tia tiếng vang thời điểm, Ngô Nhiên Đông bờ môi. Lại là ngăn không được lay động, tự lẩm bẩm, điện chủ thật sự là thần cơ diệu toán, qua nhiều năm như vậy, một mực để ta luyện tập khắc chế tâm tình chi pháp, tự do khống chế khuôn mặt chi thuật. Nếu không mà nói, vừa mới tại Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, ta đều nhanh vui vẻ hơn đến bật cười, ha ha ha.
nói, Ngô Nhiên Đông bộ mặt co rúm, nhịn không được cười to lên, chỉ là tiếng cười kia lại giống như dạ ưng ồn ào, chói tai réo vang, khiến người ta có cỗ gió lạnh thấu xương chi ý, lưng một trận phát lạnh. Dường như lệ quỷ kêu khóc, muốn kéo người nào xuống địa ngục giống như. Ba ngày sau, Tây Châu Song Long Viện, cầm sắt kiếm vương Liễu Mộ Bạch tọa trấn Thông Thiên Các, trong tay cầm âm du dương uyển chuyển, kéo dài ba ngày, dư âm mịt mờ, rất là dễ nghe. Nhưng đúng vào lúc này, từng tiếng to khỏe mà lộn xộn tốc độ đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền nhiễu loạn tiếng đàn này âm điệu, cầm sắt kiếm vương đánh đàn tay cũng là đột nhiên trì trệ, dừng lại, thở dài một hơi. Thô tục người, ai? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm sắt kiếm vương nhìn về phía trước, lại chính gặp Lạc Vân Thường mang theo Lệ Kinh Thiên mấy cái cao lớn thô cái cung phục, đi vào trước mặt hắn, hơi hơi hành lễ nói, chúng ta Lạc gia hiện tại chính phong tỏa toàn bộ Tây Châu, truy sát những cái kia chạy thoát dư nghiệt đây, không biết lúc này, cầm sắt kiếm vương mời chúng ta đến đây, có chuyện gì? Trầm ngâm một chút, cầm sắt kiếm vương thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, bất đắc dĩ nói, không hổ là quân ngũ thế gia, cùng ta không hợp a. Cầm âm, đều bị các ngươi cho dẫm loạn. Mi mắt lắc một cái, mọi người liếc nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đúng, những cái kia dư nghiệt vây quét đến như thế nào? Coi như không có đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cũng không thể để bọn họ chạy ra Tây Châu. Yên tâm đi, chúng ta Lạc gia thế nhưng là nổi danh quân pháp mưu lược, mọi thứ tinh thông, những cái kia tán binh, sao có thể chạy thoát được chúng ta bàn tay? Cầm sắt kiếm vương, người cứ yên tâm đi. Đắc ý dương dương lông mày, Lạc Vân Thường hì hì cười một tiếng. Khẽ gật đầu, cầm sắt kiếm vương cũng lại yên tâm lại, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất ra một đạo ngọc giản, đưa cho hắn nhóm, trăm dặm thừa tướng truyền ngôn, mời lần này đại chiến công thần, nhập đế đô thụ phong. Các ngươi Lạc gia lần này phối hợp chúng ta nội ứng ngoại hợp, hành động vô cùng thuận lợi, làm cư công đầu, cùng bản vương cùng đi chứ. Nói như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ muốn thả biển mây. Sắc mặt chợt nghiêm một chút, Lạc Vân Thường vội vàng cầm qua ngọc giản xem một phen, ánh mắt lộ ra hy vọng ánh sáng. Nhạt nhẹ nhàng gật gật đầu, cầm sắt kiếm vương mỉm cười, hai tay khẽ vuốt, lần nữa lưu chuyển ra du dương cầm âm. Cùng lúc đó, Bắc Châu Hải Minh Tông, Bách Lý Ngự Vân đem một các vị cấp cao gọi vào tông chủ trên đại điện, quét xuống nhất phương mắt, ho khan nói, khụ khụ khục. Các vị gần nhất làm như thế nào a? Trước hồi báo một chút. Mấy ngày nay bên trong chúng ta Hải Dương Tông liên hợp ba vị kiếm vương mang đến 1 triệu tinh binh, lại nội ứng ngoại hợp Trung Châu ngàn vạn đại quân, trong nháy mắt quét ngang Bắc Châu. Không có Hải Minh Tông dẫn đầu, mặt khác Tam Tông căn bản chính là tán binh, con ruồi không đầu, mặc chúng ta giết. Bất quá, rất nhiều người đều dọa đến trốn đi, hơn nữa còn thực sẽ giấu, chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hiện tại, chúng ta ngay tại phạm vi lớn tìm tòi những thứ này chạy trốn dư nghiệt, nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho đế quốc lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Vượt lên trước đứng ra, khắp khuôn mặt là tốt sắc, Bộ Hành Vân ưỡn ngực thân nói, chỉ là cho đến tận này, Âu Dương Trường Thanh cùng Tuyết Phong Tứ Lão mấy cái này cọng rơm cứng còn không tìm được, lại là có chút phiền phức. Dù sao, đây chính là hai đường kiếm vương cao thủ. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Ngự Vân nhếch miệng cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến, ha ha ha. Tính toán, bọn họ trước để một bên đi, coi như kiếm vương cao thủ lại như thế nào. Hiện tại toàn bộ Bắc Châu đều là chúng ta thiên hạ, bọn họ còn dám ra đây nhảy nhót. Coi chừng như năm đó một dạng, bị nhằm vào vây quét. Đúng vậy a, năm đó liền bất bại kiếm tôn bị vây quét, đều rơi vào chật vật không chịu nổi. Hai người bọn họ đường kiếm vương chỉ huy một mình, có gì to tát, ha ha ha. Bộ Hành Vân nghe đến, cũng theo một trận cười to, nhưng là vừa nhìn thấy Bách Lý Ngự Vân cái kia băng lạnh ánh mắt, lại là một trì trệ, chợt cảm thấy khản giọng. Hung hăng theo dõi hắn không thả, Bách Lý Ngự Vân chính trọng lên tiếng, Bộ Tông Chủ, người bây giờ là đế quốc trọng thần, không còn là Bắc Châu người, Lão Tổ Tông là chúng ta kiếm tinh thần, người dám cầm hắn nói đùa. Ây, không, không là, là kiếm vương đại nhân ngài. Ta chỉ nói là một cái đối phó cái kia hai đường cao thủ phương pháp, không có chiếu rọi Lão Tổ Tông, nhưng ngươi. Kiếm vương đại nhân, ta sai, ngài tha ta một mạng đi. Ra mặt lắc một cái, Bộ Hành Vân nhất thời khóc thiên đập đất, bi thương không thôi, đồng thời tâm lý mắng to. Ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, rõ ràng là ngươi trước dẫn đầu, hồi tưởng trăm năm trước chuyện cũ, bây giờ lại quái đến Lão Tử trên đầu,
đây có phải hay không là ngươi cho lão tử gài bẫy con a? Không sai, cũng là gài bẫy nhi. Trong lòng cười lạnh, Bách Lý Ngự Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khoát tay một cái nói, tính toán, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bản vương không so đo, chỉ là lúc sau phải chú ý điểm, lão tổ tông là không thể bôi nhọ. Đúng, đa tạ kiếm vương đại nhân tha mạng, xẹp lấy một cái miệng, bộ hành vân hung ác hút hai cái, mới bình tĩnh lại chính mình tâm tình. Thấy hắn như thế, Bách Lý Ngự Vân hài lòng gật gật đầu, mới đem ngọc giản trong tay xuất ra, đưa tới, trăm dặm thừa tướng phát tới tin tức, mọi người hồi đế đô luận công mà thưởng, phong vương bái tướng. Bộ tông chủ, người cái này Bắc Châu vương, mắt thấy lập tức liền muốn thực hiện a, ha ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Thân thể không khỏi lắc một cái, bộ hành vân trong lòng nhất thời kích động vạn phần, trong mắt tràn đầy dị dạng hào quang, nhưng là vừa nhìn thấy Bách Lý Ngự Vân cái kia tà dị ánh mắt, liền nhất thời minh bạch hết thảy. Hắn nãi nãi, khó trách tiểu tử này cho mình gài bẫy, thì ra là tại ngấp nghé ta Bắc Châu vương quyền lực a. Kiếm vương đại nhân, ngài nói giỡn, lần này bước nào đó có thể lập này công, hoàn toàn là đại nhân thế chân vạc tương trợ chi từ, tại hạ tuyệt không dám quên. Sau này cho dù bị phong Bắc Châu vương, cũng nhất định lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai, bộ tông chủ khách khí. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, Bách Lý Ngự Vân cười quỷ dị cười. Cái này Bắc Châu vương khả là đại tướng nơi biên cương, về sau tại kiếm tinh quyền nói chuyện tuyệt đối rất nặng. Đem Bắc Châu vương khống chế trong tay, chính mình tại kiếm tinh địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, cho nên vừa mới Bách Lý Ngự Vân mới thừa dịp tiểu tử này bay lên trời trước, đánh một phen. Đừng nhìn ngươi muốn vinh thăng, nhưng là lão tử phải nghĩ biện pháp để ngươi chết không có chỗ chôn, thế nhưng rất dễ dàng. Minh bạch hẳn ý tứ, vì ngăn ngừa nhiều sinh chi tiết, bộ hành vân lập tức biểu trung tâm, này mới khiến Bách Lý Ngự Vân vừa lòng thỏa ý. A, à, tử kiếm tiên lão nhi kia đâu? Ta cũng không rõ ràng, mấy ngày nay không thấy hắn bóng dáng. Bách Lý Ngự Vân vừa mới hỏi ra, bộ hành vân trả lời ngay, cùng chó sủ đồng dạng. Lúc này, theo một cỗ nồng đậm tử khí bay tới, tử kiếm tiên ôm lấy một vò tràn đầy thanh tử, nấc rượu nhi liền tới đến trước mặt bọn hắn, cái kia bệnh rosacea tử, lộ ra càng thêm đỏ bừng, hắc hắc hắc. Lão phu vừa mới lật Hải Minh Tông hầm rượu mới phát hiện, nguyên lai Bắc Châu cái này băng hàn chi địa, cũng ra rượu ngon a. Cái này băng tuyết rượu ngon, cửa vào hương trơn, xuyên tim, tâm vui vẻ, chưa bao giờ có tư vị. Các ngươi cũng tới nếm thử, bất quá không cho phép nếm quá nhiều. Lão phu cũng mới tìm được 30 vò mà thôi. Có 30 vò, còn không cho người khác nếm quá nhiều. Hừ hừ, người cái tử người điên. Khinh thường bĩu môi, Bách Lý Ngự Vân không kiên nhẫn phất phất tay, cau mày nói, tử kiếm tiên, thừa tướng triệu chúng ta hồi đế đô thụ phong lĩnh thưởng, chuẩn bị lên đường đi. Cái gì, hiện tại liền trở về. Cái này Bắc Quốc chi địa rất nhiều danh tử, lão phu đều không hưởng qua đây. Nếu không các người đi trước a. Ta lại nhấm nháp mấy ngày. Nắm chặt thời gian, khác lầm đại sự. Chào mày, hung hăng nguyết hắn một cái, Bách Lý Ngự Vân sau cùng căn dặn một câu, vung tay lên liền mang theo những cái kia đã không kịp chờ đợi người rời đi, chúng ta đi trước a, cái này lão sâu rượu chính là như vậy, hừ. Hẹn gặp lại. Hướng về phía mọi người bóng lưng phất phất tay, tử kiếm tiên lộ ra hài tử giống như nụ cười, thẳng đến tất cả mọi người không thấy bóng người. Cái kia hơi say khuôn mặt mới bỗng nhiên nghiêm một chút, biến đến cực kỳ thanh tỉnh, hét lớn lên tiếng, người tới, lão phu muốn chỉnh quân. Mà cùng lúc đó, Đông Châu cùng Nam Châu hai địa phương, cũng đồng thời tiếp vào Bách Lý Kinh Vĩ truyền tin ngọc giản, thượng quan Phi Vân biết được lập tức muốn phong vương, cũng là hưng phấn mà cấp tốc hướng kiếm tinh đế đô tiến đến. Đan Thanh Sinh thì là 10 phần lễ độ, đem lần này đánh bất ngờ Nam Châu công thần toàn bộ đưa đi về sau, cùng tử kiếm tiên một dạng. Phát ra chỉnh quân mệnh lệnh, không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng có thể khẳng định, chỉnh quân 3 ngày, bọn họ đến đế đô về sau, thì tất nhiên so với người khác buổi tối 3 ngày thời gian. Một phương diện khác, liệt liệt hô quát trong gió tuyết, một tên trên đầu bao lấy vải trắng nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở một trương hàn khí lạnh thấu xương xe trượt tuyết phía trên, yên tĩnh tĩnh tọa, hắn phía trước đứng sừng sững lấy một thanh đen nhánh trường kiếm, tại ngày ánh sáng chiếu rọi dưới. Lộ ra quỷ dị mà tà mị. Ong ong ong. Từng đạo không gian ba động càng không ngừng rung động, Trác Phàm trên thân khí thế cũng là càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Toàn bộ bầu trời gió dục mây vần, cuồng phong gào thét. Trong biển thủy triều,
càng là nổi sóng chập trùng, từng đạo đập lấy bên bờ, nôn nóng bất an, dường như có đồ vật gì tại tàn phá bừa bãi bốc lên đại hải một dạng. Chỉ có Trác Phàm vị trí, vẫn như cũ bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng. Bất quá phần này bình tĩnh, lại là có cổ áp lực bực mình, chất chứa bên trong, dường như một khi cái này cổ áp lực phát tiết đi ra, cái kia chính là núi lửa bắn ra, thiên địa sụp đổ nứt, hủy thiên diệt địa chi tượng. Giống. Bỗng nhiên, Trác Phàm thân thể chấn động, bỗng dưng ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng, âm thanh chấn thương khung, khí phách hiên ngang. Toàn bộ bầu trời, một trận run rẩy run run. Ngay sau đó, cuồn cuộn khí lưu màu đen, đột ngột được từ trên 9 tầng trời tuôn ra, dường như dung nham lao nhanh, thôn phệ hết thảy, chỉ là trong nháy mắt, liền giả thiên tế nhật, đem 10.000 dặm thương khung, toàn bộ bao phủ lại. Bất quá giây lát công phu, một mảnh ban ngày bầu trời, liền tất cả đều hóa thành đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này, cũng là Trác Phàm quy nguyên cảnh dẫn dắt lên thiên địa chi uy, ma hóa không gian. Thế nhưng là cái này cũng chưa hết, chỉ thấy Trác Phàm thân thể lần nữa chấn động, nhưng nghe từng đạo ngập trời long ngâm liên tiếp vang lên. Cái kia hắc ám không gian bên trong, không biết như thế nào, đúng là đột ngột lại toát ra mấy chục ngàn điều đen nhánh cự long, dương nanh múa vuốt, bay múa giữa thiên địa, mỗi một lần vẫy đuôi, mỗi một cái lướt thân thể, đều có thể gây nên thiên địa rung động, uy chấn khắp nơi. Dường như cái này mấy chục ngàn hắc long buông xuống, cũng là thượng thiên đối với người ở giữa trừng phạt, muốn hủy thiên diệt địa giống như. Cái này, cũng là Trác Phàm song thần hồn tại quy nguyên cảnh lúc nổi lên dị biến, long chiến 9 ngày. Mạnh nhất thú hồn, thiên long hồn, tại cái này ma hóa trong không gian, liền nhất thời thu thành chính mình long xào. Long chính là vạn thú chi vương, hung thú chi tổ. Bất kỳ vật gì một khi nhập cái này long xào bên trong, liền sẽ bị cái này vạn cái ác long xé thành mảnh nhỏ, không có chút nào không gian tránh né có thể nói. Cùng đan thanh sinh kiếm kia long hợp nhất, lại hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Đan thanh sinh cái kia trảm long kình khí, nhiều lắm thì cường hóa linh binh thôi, người không đấu lại, tránh còn không thể tránh sao. Nhưng là Trác Phàm cái này ma long xào huyệt, lại là một cái tránh thức cối xay thịt. Đây chính là lĩnh vực thần hồn cùng long hồn kết hợp, uy lực tự nhiên càng thêm không thể đánh đồng. Thế nhưng là, cái này thì xong sao? Dĩ nhiên không phải. Đan thanh sinh lực lượng, đến từ kiếm cùng long, Trác Phàm nguyên bản lực lượng, đến từ lĩnh vực cùng long, nhưng hiện trong lòng hắn cũng có kiếm, kết quả là. Đinh đinh đinh. Từng đạo kêu khẽ không ngừng vang lên, cái kia ma kiếm cảm thụ lấy Trác Phàm thể nội lực lượng đang lấy cấp số nhân tốc độ tăng cường, không khỏi nhất thời hưng phấn mà một trận run rẩy. Sau đó đụng một tiếng, liền trong nháy mắt thoát ly mặt băng. Thẳng hướng 9 ngày bay đi. Mà cũng ngay một khắc này, toàn bộ tối như mực bầu trời cũng sôi trào lên. Đậm đến tan không ra hắc vụ, thẳng tắp hướng cái kia ma kiếm dũng mãnh lao tới, vạn cái lao nhanh cuồng hống hắc long, cũng là giống như vạn long về tổ hướng về kia ma kiếm chạy đi. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả đen nhánh lực lượng đều quấn lên cái kia ma kiếm thân kiếm, dần dần mở rộng, biến thành chiều cao 100 trượng, chống trời cự kiếm. Chỉ là cái kia một cỗ khí tức khủng bố, lại là để cái này toàn bộ Bắc Hải kết giới, đều tại ngăn không được địa run rẩy lên. Giống. Lần nữa ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ một tiếng, Trác Phàm cũng là thân thể chấn động, đụng một tiếng phi tướng lên, thẳng hướng về bầu trời, một cái tay hung hăng bắt lấy cái kia chỗ chuôi kiếm. Oanh. Giống như vòi rồng rốt cục triển khai cường đại khí lưu, ngay tại cái này một hơi ở giữa. Quay chung quanh tại trên thân kiếm kia mây đen bỗng nhiên tất cả đều nổ tung lên, tựa như châu chấu một dạng, đột ngột đến hướng bốn phương tám hướng bay ra, cổ cường hãn màu đen kiếm cương, cũng là chất chứa bên trong, khó có thể tin độ dày, đem chỗ đi qua, hoàn toàn đánh nát thành cặn bã. Cho dù là kết giới kia không gian, cũng theo răng rắc phết rách, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Chỉ có cái kia Trác Phàm tay giơ cao ma kiếm, đứng ở trung tâm, dường như địa ngục tu la. Bá thiên liệt địa, yên tĩnh bất động. Mà chung quanh hắn tất cả mọi thứ, đã toàn bộ bị hắc ám thôn phệ, tại vô tận kiếm cương phía dưới, tiêu tán ở hư vô. Hô! Đợi hết thảy bình tĩnh, gió lạnh quét, bầu trời lần nữa lộ ra long lanh ánh sáng mặt trời. Trác Phàm tay nâng ma kiếm, chậm rãi rơi xuống, lại là cũng tìm không được nữa một khối có thể đặt chân tầng băng. Bởi vì vừa mới cái kia một chút, hắn bốn phía đã tất cả đều vỡ thành vụn băng, dung nhập đại hải. Phải biết,
những thứ này băng phong có thể nói là phong thiên hải ngao phong thiên chi lực chỗ ngưng kết mà thành, năm đó bất bại kiếm tôn, cũng không thể lấy bá thiên kiếm nói hủy chi. Nhưng là hiện tại, tại cái này vô tận màu đen kiếm cương dưới, cũng là bị chém rách thành cặn bã, bên trong chênh lệch, coi là thật không thể tính theo lẽ thường. Lúc này Trác Phàm, rất rõ ràng đã siêu việt bất bại kiếm tôn, ít nhất là trăm năm trước hắn. Số tiểu tử, người muốn chết à? Bịch! Bỗng nhiên, theo một tiếng mắng to, một cái thiếu một con mắt đầu to, bỗng nhiên từ đáy biển chỗ sâu chui lên đến, giống to liên tục, long hồn thêm cửu u lĩnh vực, lại thêm kiếm đế bốn loại kiếm đạo chi cùng, tiểu tử ngươi đây là muốn lật trời a? Nơi này đã chứa không nổi ngươi, mau cút a! Nhìn ngươi đem lão phu nơi này làm thành cái gì lung ta lung tung địa phương. Hừ, khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm nhìn về phía hải ngao chỗ đó, khom người thật sâu cúi đầu, thở dài, hải ngao tiền bối, đa tạ ngài trăm năm chỉ đạo, không phải vậy đối với cái này bốn loại kiếm đạo như thế nào lĩnh ngộ, ta còn thực sự là tìm không thấy phương pháp. Ít đến, lão phu chỉ là đem năm đó kiếm đế tu kiếm tâm đắc tiết lộ cho ngươi mà thôi, có thể hay không kiên trì. Tại chính ngươi, lại không tại lão phu. Mà lại, lão phu cũng muốn nhìn một chút, cái này bốn thanh kiếm có thể hợp nhất, bốn loại kiếm đạo, phải chăng cũng có thể tương hợp. Chỉ là làm thí nghiệm mà thôi, không phải muốn giúp ngươi, người khác tự mình đa tình a. Thản nhiên cười, Trác Phàm gật gật đầu tốt, vãn bối minh bạch, chỉ bất quá vãn bối cái này trăm năm qua, ở đây tu kiếm, có nhiều quấy rầy, lần này rời đi, chỉ sợ sẽ không trở lại, tiền bối bảo trọng. Ừm, người thật muốn đi a. Trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng rất nhanh hải ngao liền thở dài một hơi, gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi là nên đi, coi như ngươi không cùng người liều mạng, cũng phải đi tìm tiểu cô nương kia a. Chí ít, ngươi muốn đem vật kia cầm về. Sắc mặt nghiêm một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng bất giác có chút ngưng trọng. Đế cấp đại đạo, chỉ có đế cấp cao thủ mới có thể ngưng tụ thành công, sở hữu giả thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt. Mặc kệ ban đầu là người nào thả ở trong cơ thể hắn, hiện tại đến khuynh thành trên thân, hắn cũng không có gì không muốn. Nhưng là khanh vốn không tội, mang ngọc có tội. Dạng này bảo vật tại thân, bị người phát hiện, nhất định sẽ bị ngấp nghé, tuyệt đối không thể lại để cho nàng thành vì người khác con mồi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lần nữa khom người cúi đầu, sắc mặt một trận nghiêm túc, tiền bối, tại hạ đi, cáo từ. Vừa dứt lời, Trác Phàm đã cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại hải ngao nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng lưng, trong mắt một mảnh giật mình lo lắng ai, thằng nhóc loài người này đi, đột nhiên cảm giác thật nhàm chán a, muốn không còn tìm cái nhân loại đến bồi. Thế nhưng là, trong thiên hạ, ai có thể có tiểu tử này thú vị đâu? Phiền quá à! Ông! Không gian ba động, Trác Phàm theo hải ngao kết giới đi ra, trước mặt đã là cung kính đứng đấy hai đạo nhân ảnh, chính là Cổ Tam Thông cùng Tước Nhi hai người. Nhìn thấy Trác Phàm đi ra, hai người không khỏi vui vẻ, Tước Nhi chặn lại nói, chúc mừng phụ thân, đột phá quy nguyên thành công. À, hiện tại phụ thân là thiên huyền nhất trọng, thực lực kia lại là quy nguyên, trước mắt mang theo mê hoặc, Cổ Tam Thông nghe ngóng nói. Trầm ngâm một chút, cảm thụ một chút chính mình lực lượng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, quy nguyên thất trọng. Thất trọng, ngài một chút đột phá thất trọng. Cái này không có gì, bởi vì lĩnh hội kiếm đạo. Là cha trăm năm qua tu vi một mực tích lũy, đều không sao cả đột phá qua, lần này hậu tích bạc phát mà thôi. Huống hồ, bên trong còn có kiếm đạo lĩnh ngộ hiệu quả. Chỉ bất quá tu vi lui trở về địa hơi ít. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm thản nhiên nói, ta luôn cảm thấy, thượng cổ thập đế bọn họ một mực tại truy tìm đại đạo, không ở phương xa, mà tại bản nguyên chỗ. Bởi vậy cái này bản chân quyết coi là thật kỳ diệu, tuy là tu tâm, nhưng lại càng dán nói gốc dễ chất. Cái này thật là châm chọc, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, một mực tại truy tìm tối cao công pháp, thế mà tại người tầm thường trong tay xuất hiện. Có lẽ nguyên nhân chính là bình thường, mới lớn nhất hợp thiên đạo. Nghe Tước Nhi trêu chọc, Trác Phàm không khỏi cũng là một mặt cảm thán, chỉ là có người đi được quá xa, đã là quên trước kia đường, cho nên chỉ có thể càng chạy càng xa. Nghe được lời này, hai người mặt mũi tràn đầy mê mang, hiển nhiên không hiểu. Trác Phàm chính mình cũng là mông lung, hắn chỉ là có một loại cảm giác, nếu muốn chứng minh, chỉ có thể một mực thực hành đi xuống. Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là hoàn thành cái này thông thiên chi lộ. Kết quả là, Trác Phàm nhìn hai người liếc một chút,
hỏi kế hoạch tiến hành đến còn thuận lợi. Hết thảy như cha thân sở liệu. Tốt, vậy chúng ta cái này đi kiếm tinh đế đô đi một chuyến, hoàn thành là cha tại phàm giai trận chiến cuối cùng đi. Đinh! Một thanh đen nhánh trường kiếm chỉ về phía trước, Trác Phàm nhếch miệng lên, trên mặt đều là vô tận chiến ý. Thiên Ma Điện điện chủ, đêm tối ma quân, rốt cục hướng kiếm tinh lộ ra phản kích răng nanh. Cùng lúc đó, kiếm tinh trong đế đô, nhất thống bốn châu các đại công thần đều là đã đến đủ, đầu tiên đi vào cũng là Tây Châu Cầm Sắt Kiếm Vương cùng Lạc Gia một đoàn người, tiếp là Đông Châu Thượng Quan Phi Vân bọn họ, sau đó Nam Châu cùng Bắc Châu, thì là từng nhóm đến. Đan Thanh Sinh cùng Tử Kiếm Tiên hai người, trễ ba ngày mới miễn cưỡng đến. Ai nha, xin lỗi, tới chậm, ha ha ha. Thứ tội, hướng tất cả mọi người ôm lấy quyền đầu, đánh lấy liếc mắt đại khái, Đan Thanh Sinh cùng Tử Kiếm Tiên đi vào đế đô hoàng cung đại sảnh. Bách Lý Kinh Vĩ nghiêng nghiêng địa xem bọn hắn liếc một chút, cười khẽ một tiếng, Trảm Long Kiếm Vương cùng Tử Kiếm Tiên, vì sao tới chậm a? Cái kia lão sâu rượu tìm tới người ta rượu ngon, thừa tướng đại nhân, người hiểu được, ha ha ha. Không giống nhau Tử Kiếm Tiên nói chuyện, Bách Lý Ngự Vân đã là mỉa mai lên tiếng. Tử Kiếm Tiên hung hăng nguyết hắn một cái, sau đó ngu ngơ hướng mọi người cười cười, từ chối cho ý kiến. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng biết hắn tính khí, liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ là nhìn về phía Đan Thanh Sinh nói, Trảm Long Kiếm Vương, người đây, lại là vì sao chỉ hoãn. Lão phu tại Nam Châu tra được dưới một người rơi, liền đem hắn mời đến nơi đây, cho nên có chỗ chậm trễ, thừa tướng chớ trách. Hơi hơi nâng tay, Đan Thanh Sinh cười nhạt một tiếng. Lông mày nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ nghi nói, người nào? Làm cho Trảm Long Kiếm Vương tự mình xuất thủ, không phải là Mộ Dung gia mấy cái kia cung phụng đi. Dĩ nhiên không phải, cùng cái kia mấy lão già giao thủ, ba ngày sau đủ dùng a, thì càng đừng nói truy tra thời gian. Ha ha ha. Cái đó là, nhíu mày, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt chớp động lên lo nghĩ. Ba ba ba. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Đan Thanh Sinh khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười. Ngay sau đó, liền có hộ vệ đem một cái dung mạo diễm lệ nữ tử dẫn tới, tập trung nhìn vào, cho dù là Bách Lý Kinh Vĩ cũng không khỏi giật mình, Mộ Dung Tuyết. Đúng vậy a, lão phu cũng là nghe đến nàng tin tức, mới có thể trì hoãn mấy ngày, hồi bẩm thừa tướng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Đan Thanh Sinh mỉm cười. Bình tĩnh gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ đại hỉ, Trảm Long Kiếm Vương thật sự là đế quốc giường cột, lần này lại lập nhất đại công a. Cái này Mộ Dung Tuyết ẩn thế trăm năm, lại rơi xuống trong tay chúng ta. Cứ như vậy lời nói, mặc kệ là cái kia Mộ Dung Liệt vẫn là Mộ Dung gia cung phụng nhóm, đều muốn xuất hiện. Ha ha ha, đến lúc đó đế quốc chúng ta liền có thể một mẻ hốt gọn, lại trừ vừa ẩn mắc. Hừ, nghĩ hay lắm, ta đại ca trăm năm ở giữa ta cũng không tìm tới, đoán chừng đã sớm không để ý tới tục sự. Coi như ta bị các ngươi bắt, hắn cũng không biết đi. Cười lạnh, Mộ Dung Tuyết khinh thường bĩu môi. Nhếch miệng lên, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra mỉm cười cho, cái kia Mộ Dung cô nương tốt nhất cầu nguyện, lệnh huynh còn không đến mức trốn đến rừng sâu núi thẳm, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nếu không mà nói, cô nương cái này thanh xuân phương hoa, nhưng là đáng tiếc a. Ha ha ha. Người tới, xử quyết bảng danh sách lại thêm một cái, sau 5 ngày, phản tặc Mộ Dung gia nữ, Mộ Dung Tuyết chỗ thiên cực chi hình, cho ta đem tin tức truyền khắp Nam Châu. Nếu là Mộ Dung Liệt bọn họ không xuất hiện lời nói, hừ hừ, vậy bọn hắn thì cho Mộ Dung đại tiểu thư nhặt xác tốt, dẫn đi. Vâng, cung kính ôm một cái quyền, hộ vệ mang theo đầy mặt băng xương Mộ Dung Tuyết lui ra. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười. Vừa nhìn về phía tại chỗ hắn người nói, các vị đều là có công chi thần, bệ hạ sẽ ở xử quyết phản nghịch ngày, đối các vị trước mặt mọi người phong thưởng, để bày tỏ chư vị làm kiếm ngôi sao chinh chiến chi công. Đa tạ thừa tướng đại nhân vun trồng. Hai mắt tỏa sáng, mọi người cùng nhau đại hỉ, hớn hở ra mặt. Lạc Vân Thường lại là suy nghĩ chốc lát, vừa nhìn về phía hắn nói, thừa tướng đại nhân, không biết đệ ta phu phụ hai người, có thể hay không thả ra. Á! Lạc Minh Chủ. Dường như mới giống như, Bách Lý Kinh Vĩ bừng tỉnh đại ngộ địa gật đầu, sau đó hì hì cười một tiếng, trong mắt một địa lóe qua một đạo sắc bén ánh sáng, hét lớn lên tiếng, người tới, đem Lạc gia cả đám trở bắt lại cho ta. Cái gì? Không khỏi giật mình, Lạc Vân Thường bọn người trong lòng hoảng hốt, còn đến không kịp động đậy, siêu siêu siêu, mấy đạo tiếng xé gió lên,
Cầm Sắt Kiếm Vương cùng Thượng Quan Phi Vân bọn họ đã là trong nháy mắt đem mọi người chế trụ, liền Lệ Kinh Thiên bọn họ cũng không kịp động, liền đã thân thể cứng đờ, rốt cuộc không động đậy. Trăm Dặm Thừa Tướng, người cái này là ý gì? Rear mép khẽ run, Gia Cát Trường Phong tức giận nhìn về phía hắn. Hơi hơi nhún nhún vai, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra tà dị tiếu dung, thở dài một tiếng, ai, cái này vẫn chưa rõ sao, các ngươi là phản tặc, bây giờ bị bắt được, sau 5 ngày cùng theo một lúc hành hình đi. Trăm Dặm Thừa Tướng, chúng ta đều đã quy thuận, ngươi vì sao? Các ngươi là quy thuận, nhưng các ngươi người minh chủ kia không có về a. Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ rất buồn rầu, người nói các ngươi giúp bản tướng cầm xuống Tây Châu, hẳn là công thần, ta cái kia khen thưởng, thuận tiện thả Lạc Minh chủ. Nhưng là các ngươi người minh chủ kia không chịu quy thuận, một khi thả hắn, hắn lại cho ta gây chuyện làm sao bây giờ? Cũng không thả đây, các ngươi lại cái kiểu án trách bản tướng lật lọng, nói không chừng cũng sinh ra mưu nghịch chi tâm. Ai, quá phiền phức, cho nên bản tướng thẳng thắn quyết định, nhất sát chi. Không có các ngươi Lạc Minh, cái này đường nét chẳng phải vuốt thuận sao? Ha ha ha. Rear mép hung hăng run run lấy, Gia Cát Trường Phong mắng to lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi nói không giữ lời. Bản tướng là muốn nói lời giữ lời, nhưng thật sự là các ngươi người minh chủ kia không biết điều a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Gia Cát Trường Phong ba người, châm chọc nói, lại nói, ban đầu ở cái kia trong phòng nhỏ, bản tướng thì cùng ba người các ngươi nói qua, đoán đúng ta ý đồ, ta mới cùng các ngươi nói. Thế nhưng là sau cùng, các ngươi không có một cái nào có tư cách cùng ta đàm phán. Tất cả thẻ đánh bạc đều trong tay bản tướng, các ngươi từ đầu tới đuôi đều không quyền lựa chọn lực, mang đi. Một tiếng hô quát, lập tức liền có hộ vệ mang theo Lạc gia một các vị cấp cao rời đi. Chỉ nghe chửi rủa không ngừng bên tai, vang vọng toàn bộ cung điện, Bách Lý Kinh Vĩ lại là một mực cười nhẹ. Không để bụng, chỉ có yếu đuối người, mới có thể chửi rủa, mắng chửi người hữu dụng lời nói, vậy còn muốn quyền đầu làm gì? Ha ha ha! Thừa tướng đại nhân anh minh, mọi người khẽ khom người, khen. Hài lòng gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ vừa nhìn về phía Cầm Sắt Kiếm Vương nói, Liễu Kiếm Vương, Lạc gia bản bộ người thu thập không có. Lạc gia trưởng khống Tây Châu biên cảnh, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ phát giác, không có cách nào một hơi thu thập. Không sao. Hiện tại thu thập A, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái, chạy bao nhiêu cũng không quan trọng. Chỉ cần đem Lạc Minh một các vị cấp cao sắp nhận lấy cái chết tin tức truyền đi, đám kia không đầu tán binh, tự sẽ tự chui đầu vào lưới. Ta hiện tại liền đi truyền tin, để cho thủ hạ đại tướng thu lưới. Đạm Mạc gật đầu, Cầm Sắt Kiếm Vương mỉm cười. Thấy tình cảnh này, bọn người người liếc nhìn nhau, trong lòng run lên. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ tốt độc thủ đoạn. Thật sự là khắp nơi tính toán chết, căn bản không cho đối phương lưu một đầu sinh lộ a. Không quan tâm trong lòng mọi người chỉ trích, Bách Lý Kinh Vĩ vĩnh viễn khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lại hướng mọi người ôm ôm quyền nói tốt, hiện tại các vị có thể tại trong Hoàng Thành an bài tốt chỗ ở nghỉ ngơi, chờ sau 5 ngày lại thụ bệ hạ phong thưởng. Liên quan tới Lạc Minh một chuyện, mọi người tuyệt đối đừng nhạy cảm, Kinh Vĩ không phải tá ma giết lừa người. Phàm là trung thành tại đế quốc, Kinh Vĩ nhất định sẽ không bạc đãi. Lạc gia, thật sự là tâm tư bất định, Kinh Vĩ không thể bỏ mặc, mọi người có thể lý giải đi. Thừa tướng suy nghĩ chu toàn, chúng ta xấu hổ, khom người cúi đầu, mọi người cung kính lên tiếng. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thỏa mãn rời đi nơi này, bọn người người cũng là tất tất dẫn dẫn rời đi, nhỏ giọng thảo luận lúc trước sự tình. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới là... Liền tại bọn hắn rời đi nháy mắt, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa quay đầu nhìn bọn họ bóng lưng liếc một chút, trong mắt đều là lạnh lùng, khóe môi nhếch lên khinh miệt đường cong. Sau 5 ngày phong thưởng. Hừ hừ, các ngươi thật sự là nghĩ đến quá ngây thơ. Sau 5 ngày thế nhưng là ta Kiếm Tinh đế quốc, nhất triều yên ổn lễ lớn, tất cả bất an nhân tố, đều muốn ngày hôm đó bị thanh trừ hầu như không còn, ha ha ha. Trong lòng một trận cười như điên. Bách Lý Kinh Vĩ đắc ý rời đi nơi này. Sau 5 ngày, đế đô quảng trường, đầu người toán loạn, toàn bộ đế đô bách tính, cơ hồ đều đi tới nơi này, một mặt kinh dị nhìn lấy cái này sắp hành hình chỗ. Bởi vì lần này, tràng diện chi tráng xem, hành hình tù phạm nhiều, không bao giờ có. Trước kia hành hình, chỉ có Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế cùng Thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ tại chỗ mà thôi, nhưng lần này,
thập đại kiếm vương đều tới không tính, còn có mấy vị bốn châu công thần, cũng ngồi đến trên bàn tiệc, chính là bộ hành vân mấy người bọn hắn phản đồ. Mà tại cái kia trên đài tử hình, thuần một sắc quỳ một đám người, bên trong ngược lại là các cái thế lực đều có. Mà lại, đều là một số nổi tiếng bên ngoài đại nhân vật. Đầu tiên, Bắc Châu Tổng Biểu Bà Tử, Hải Minh Tông Tông Chủ Lăng Vân Thiên, liền kẻ cầm đầu. Bị phong tu vi, quỳ sát trước đài, nhìn lấy chính mình như bị làm khỉ đùa nghịch giống như, để mọi người chung quanh vây xem, hắn thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ khó làm, ngửa mặt lên trời thét dài, bộ hành vân, người cái này tiểu nhân hèn hạ, bán Bắc Châu Ngũ Tông, một ngày nào đó sẽ gặp trời phạt. Thôi đi, trời phạt, hiện tại cái thứ nhất bị trời phạt, thế nhưng là ngươi lão gia hỏa này. Khinh thường bĩu môi, bộ hành vân tà dị cười một tiếng, cứ như vậy đắc chí mà nhìn xem phía trước cái kia lão già đầu đầy râu tóc, tung bay không trung, bi phẫn đan sen, lại là càng thêm đắc ý. Đón lấy, Ngô Nhiên Đông quỳ trên đài, lại là sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Chỉ bất quá nhìn đến tên hắn, nghĩ đến thân phận của hắn, dưới đáy một đám bách tính lại là một trận chỉ trỏ, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Ai, Hải Xuyên Thương Hội trăm năm trước thì chết nhiều người như vậy, thật vất vả lưu cái dòng độc đinh tiếp theo, hiện tại lại bước lên đồng dạng theo gót, muốn bị xử hình. Đây thật là tác nghiệt a, người liền không thể cho người ta lưu cái căn sao. Sau đó, cũng là lạc ra một đoàn người, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, tố không lên tiếng. Lạc Vân Thường cũng là một mặt phiền muộn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghe lấy phía dưới những người kia ô môn uế ngữ, thở phì phò theo trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô tới. Đáng chết Trác Phàm, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì quỷ a, bản tiểu thư qua nhiều năm như vậy, còn không có nhận qua như thế khuất nhục đây. Mà lại hiện tại lão nương liền muốn treo, hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện tới cứu ta, khó đến muốn làm cho ta vào chỗ chết à, cái này không có lương tâm. Đại tỷ, người đang nói cái gì? Một bên Lạc Vân Hải, nghe nàng nói nhỏ, không rõ ràng cho lắm. Nàng thì là hung hăng nguyết hắn một cái, mắng to lên tiếng, an tâm chờ chết a, người quản ta nói cái gì, hừ. Không khỏi trì trệ, Lạc Vân Hải nhất thời ngốc, một trận dở khóc dở cười. Xin nhờ, đại tỷ, mình đều muốn người một nhà cùng xuống hoàng tuyền, ngài liền không thể cho mình một cái ấm áp nhớ lại sao? Tuy nói, rất nhanh cũng không có cái gì nhớ lại. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lạc Vân Hải thở dài, đại tỷ, ta biết ngươi vì ta suy nghĩ, nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ người kia, ngươi sao có thể tin đâu. Hiện tại chúng ta cả nhà gặp rủi ro, chỉ mong nhớ Trần Tục nàng không có sao chứ. Yên tâm đi, nhà đầu kia không có việc gì, mà lại chị gái ta làm sao có thể tin tưởng Bách Lý Kinh Vĩ tiểu tử kia. Chị gái ta là tin, ai, tính toán, hung hăng lắc đầu, Lạc Vân Thường lời đến khóe miệng, lại là lại nuốt vào. Lạc Vân Hải nhìn càng thêm mê mang, suy nghĩ một chút, lại là không hiểu lắc lắc đầu. Đại tỷ có phải hay không bị dọa sợ? Ai? Than thở một phen, Lạc Vân Hải vừa nhìn về phía một bên Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, một hồi chúng ta cùng xuống hoàng tuyền, ngươi nhưng là sợ hãi. Có ngươi ở bên người, ta không sợ, mỉm cười, Nguyệt Nhi sắc mặt lạnh nhạt. Đạm mạc gật gật đầu, Lạc Vân Hải cũng là nở nụ cười hớn hở. Trong mắt không vui không buồn càng không sợ, chỉ có tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời liệt dương, Bách Lý Kinh Vĩ tà cười một tiếng, gật gật đầu, lớn tiếng nói, thời gian đến, hành hình đi. Lời nói xong, cao trung quanh đài, mấy cái trận pháp đại sư, cấp tốc kết động thủ ấn, cuồn cuộn sấm sét cũng đang không ngừng tại bầu trời tàn phá bừa bãi lưu chuyển, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Thấy tình cảnh này, bộ hành vân cùng thượng quan phi vân bọn người trên mặt trở nên kích động. Bởi vì tử hình về sau, liền muốn luận công mà thưởng, bọn họ liền muốn phong vương bái tướng, thành vì một phương chư hầu. Chỉ có Đan Thanh Sinh cùng số ít người, mí mắt khẽ run, nhẹ nhàng suyệt suyệt, nhìn xem đỉnh đầu cái kia lôi quang chợt hiện, lại nhìn xem nơi xa trống rỗng bầu trời, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, thiên cực chi hình, vì kiếm tinh đế quốc chỗ cao nhất hình thủ đoạn. Khai quốc tức thiết lập, quảng trường trung tâm nhất bố trí cấp 12 trận thức bên trong, chứa đựng kiếm tinh chi thần, lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên kiếm đạo sơ thành lúc lĩnh ngộ địa giai vũ kỹ, kiếm trảm hư không. Tập hợp 12 vị trận pháp đại gia hợp lực kết ấn, liền có thể tụ 9 tiếng sét đánh, thành hủy thiên lôi kiếm, những nơi đi qua, long trời lở đất, không có một ngọn cỏ, hủy thiên diệt địa.
Thụ hình người, đừng nói thân thể, cho dù là thần hồn, đều sẽ chớp mắt bị bổ thành hư vô, chết không có chỗ chôn. Cũng là bởi vì đạo này hình phạt bá đạo tàn nhẫn, uy lực vô biên, không ai có thể ngăn cản, cho nên mới bị thiết đặt làm đế quốc chỗ cao nhất hình, không phải trọng đại trọng phạm, không được mở ra. Mà lại mỗi lần tử hình, hoàng đế cùng thừa tướng chờ đầy triều văn võ cũng sẽ ở tràng, lấy đó đối lão tổ tông lòng kính trọng. Lão tổ tông cũng là thần, thần uy buông xuống, thần phạt nhân gian, bọn họ tự nhiên muốn quỳ bái. Thiên cực chi hình, lập tức buông xuống, nhưng là ra hỏa kia bóng người đâu. Nương theo lấy bầu trời chấn thiên triệt địa gào thét, chói tai sấm sét khuấy động bụi mù, một cỗ lôi xà cũng đang không ngừng toán loạn, hội tụ vào một chỗ, dần dần hình thành một chi khí thế mãnh liệt khủng bố kiếm mang. Mộ Dung Tuyết ngửa mặt lên trời nhìn một chút cái kia chói mắt cường quang, không khỏi ai thán lắc lắc đầu, bật cười một tiếng, ta nhất định điên, vì cái gì đáp ứng hắn làm loại sự tình này, biết rõ hắn không đáng tin cậy. Mà những cái kia vây xem đế đô dân chúng, cũng là từng cái mặt hiện kinh dị, trong mắt lộ ra đã hưng phấn, lại cực kỳ rung động thần quang. Ngày này vô cùng chi hình nhưng là rất khó nhìn đến a, dù sao thiên hạ nào có nhiều như vậy ảnh hưởng rất lớn trọng phạm, thụ đế quốc coi trọng như vậy, dùng cái này hình chấn nhiếp thiên hạ đâu. Sớm nhất một lần là 2-3 ngàn năm trước phát sinh, chỉ sợ rất nhiều gặp qua cái kia lần thứ nhất hình phạt, hiện tại còn sống đều không có nhiều. Về sau cũng liền mấy trăm năm có một lần mà thôi, thẳng đến kiếm tinh đế vị, uy chấn tứ hải về sau, loại hình phạt này cũng tươi thiếu xuất hiện, ngàn năm không thấy, cũng không đủ. Lần gần đây nhất, cũng là trăm năm trước hải xuyên thương hội lần kia. Nhưng là bây giờ, lại nhìn thấy ngày này uy buông xuống. Những người ở đây vẫn là ngăn không được hưng phấn trong lòng chi tình, cảm xúc bành trướng. Dạng này hùng vĩ tràng diện, thật là bất kể nhìn mấy lần, đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Có người càng là lần đầu tiên nhìn thấy, sớm đã kích động run rẩy lên. Mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người cái kia ánh mắt si mê, Ngô Nhiên Đông trong lòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Muốn người phía tử pháp có rất nhiều, kiếm tinh hết lần này tới lần khác làm trận thế lớn thế này. Đến tột cùng là cho người nào nhìn, còn không phải liền là cho các ngươi nhìn sao? Một đám ngu muội chi đồ a, giết gà dọa khỉ, chúng ta là gà, các ngươi là khỉ. Kiếm tinh thanh này thiên lôi kiếm tuy là treo ở đỉnh đầu chúng ta, nhưng làm sao không là treo ở trong lòng các ngươi, các ngươi? Lại có gì có thể cao hứng, hừ hừ. Nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, Ngô Nhiên Đông không muốn lại nhìn thế gian này vẩn đục, chỉ là một mặt lạnh nhạt đang đợi, chờ đợi trong lòng đêm tối đánh tới. Hoặc là cũng là chờ đợi cái kia lôi kiếm tới người trong tích tắc, như vậy giải thoát. Dù sao hắn có thể làm, đã tất cả đều làm, không oán không hối, không có tiếc nuối. Bất quá, hắn không có tiếc nuối, hắn thủ hạ rất nhiều người lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhìn lấy đỉnh đầu lôi mang sợ mất mật, khóc lóc kể lể lên tiếng, cứu mạng a, điện chủ, năm vị pháp phương, cứu mạng a, chúng ta muốn chết. Đúng vậy a, điện chủ. Người nhanh tới cứu chúng ta a, chúng ta nhưng là một mực tin tưởng vững chắc ngài lão nhân gia thần uy, mới là thiên hạ đệ nhất, đêm tối hội thôn phệ tinh mang, kiếm tinh chắc chắn vẫn lạc. Thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ta xưng vương. Thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ta xưng vương. Từng tiếng hò hét, tê tâm liệt phế, không biết bọn họ đáy lòng thật sự là cho rằng như thế. Còn là muốn bắt lấy sau cùng một tia an ủi. Thiên ma điện đệ tử, từ một người dẫn đầu, tiếp lấy càng ngày càng nhiều đệ tử theo hò hét, sau cùng biến thành nhóm âm thanh huyên náo, thẳng phá thương khung. Cái kia cỗ truyền chú thần quang, đỏ thẫm hai mắt, nổi gân xanh địa gào rú, nhất thời hóa thành một cỗ chói tai ngược dòng, truyền khắp đế đô to to nhỏ nhỏ, các ngõ ngách. Những cái kia vây xem náo nhiệt bách tính, nhìn thấy cái này, cũng là không khỏi sững sờ, bỗng dưng ngây người. Bọn họ chỉ là người bình thường, căn bản không biết thiên ma điện vì sao. Nhưng là thấy đến những người này trước khi chết chỗ họ hét tục danh, lại là ngột đến trong lòng hơi động, trong mắt bất giác có chút mê mang. Bọn họ lại muốn được cứu, mà lại được cứu phương pháp, không phải hướng kiếm tinh cầu xin tha thứ, mà chính là khẩn cầu cái gì thiên ma tất thắng. Chẳng lẽ nói, cái này thiên ma, có thể theo minh mông đế quốc trong tay, bảo vệ bọn họ sao? Cái này... Làm sao có thể? Mọi người dưới đài đều là không tin, nhưng nhìn bọn họ chuyên chú như vậy ánh mắt, trong tai nghe lấy trong lòng bọn họ phát ra từ tín ngưỡng hô quát, không cảm thấy cũng là có chút bị lây bệnh,
trong miệng lầm bầm thuật lại lấy. Thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ta xưng vương. Thiên ma tất thắng, đêm tối đánh tới, thôn phệ thương khung, duy ta xưng vương. Lỗ tai hơi hơi động động, Bách Lý Kinh Vĩ ngồi trên đài cao, mắt lạnh nhìn phía dưới một màn, tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này tất dẫn thanh âm, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn muốn cũng là dẫn tên thiên ma này điện chủ đến đây, một mẻ hốt gọn. Chờ hắn đến, đem cái này thiên ma điện triệt để diệt trừ, mọi người tự nhiên minh bạch đế quốc hùng phong, không người có thể địch đạo lý. Thế nhưng là hắn như không dám tới lời nói, hiện tại đám người này gọi càng hung, đêm tối ma quân danh vọng thì càng hội ngã xuống đáy cốc. Một cái không có lực thu hút người, coi như thực lực mạnh hơn, lại làm sao có thể cùng minh mông đại quốc so sánh. Hừ hừ hừ. Lăng Vân Thiên các loại châu tù binh, nghe đến sau lưng một đám thiên ma điện đệ tử, điên giống như địa hô quát, cũng là bất đắc dĩ dao động cái đầu, cũng không báo bao lớn hy vọng. Đám người này nhập tà dậy a, não tử đều bị tẩy ngốc. Tại cái này kiếm tinh nội địa, mười kiếm vương đóng quân chỗ, các ngươi kia cái gì điện chủ, cho dù có lòng có thực lực, lại thế nào dám tùy tiện hiện thân. Hai quyền khó địch tứ thủ, năm đó bất bại kiếm tôn cũng là tốt nhất ví dụ, hắn ngốc, hội bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu các ngươi. Khác làm nằm mơ ban giữa ngày, hừ. Lạc Vân Hải nhìn lấy những người kia, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm, ai, những người này thật sự là quá đơn thuần, thượng tầng như thế nào lại quan tâm bọn họ những thứ này tiểu lâu la mệnh đâu. Cái kia đêm tối ma quân, làm sao có thể đến cứu bọn họ. Im miệng biển mây, hắn coi như không tới cứu bọn họ, cũng hội tới cứu chúng ta. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một bên Lạc Vân Thường, chính hung hăng theo dõi hắn không thả, trong mắt tản ra kiên định ánh sáng, điều này không khỏi làm hắn nhất thời mê mang, chị gái, ngươi. Làm sao khẳng định như vậy? Chẳng lẽ ngươi biết kia cái gì đêm tối ma quân? Đâu chỉ ta biết, ngươi cũng nhận biết, hắn không phải liền là. Ầm ầm. Thế nhưng là, còn không đợi nàng nói xong, một tiếng kinh thiên lôi minh đã là đột nhiên nổ vang bầu trời. Trên 9 tầng trời, hơn 100 trượng cao lôi kiếm đã thành hình, mang theo không gì địch nổi khí thế cường hãn, nhất thời hướng phía dưới mọi người đập tới. Bách Lý Ngự Thiên toàn lực nhất kích, cho dù là mấy ngàn năm trước, cũng không phải thường nhân có thể địch a. Dưới một chiêu này, toàn bộ trên đài tử hình người, đem không một may mắn còn sống sót. Hết thảy, đã muộn. Rầm rầm rầm. Khí thế cường đại, dẫn tới thiên địa gió dục mây vần, cấp tốc tới gần khủng bố uy áp, đặt ở trên người mọi người, cũng đặt ở tất cả mọi người tâm lý. Lúc này, vẫn chưa có người nào xuất thủ tới cứu lời nói, thì chứng minh đã như thế. Dù sao tốt nhất cứu viện thời gian, cũng là tại cái này lôi kiếm hình thành trước đó, hiện tại. Không có cơ hội. Cảm giác mình bị ném bỏ giống như, thiên ma điện các đệ tử cái kia kiên định tiếng gào thét, dần dần yếu đi xuống. Thỉnh thoảng phát ra ríu rít ưu tư thanh âm, điện chủ. Ô ô ô, cái kia chết người, thật mặc kệ lão nương sao. Lạc Vân Thường nhìn đến cái kia lôi kiếm cấp tốc rơi xuống khủng bố uy thế, cuối cùng dọa đến rít lên một tiếng, mắng to lên tiếng. Lạc Vân Hải sắc mặt bình tĩnh, sau cùng lại sâu sắc nhìn một chút bên cạnh thê tử, mỉm cười cùng lên đường đi. Tốt, phu quân, vui mừng nhẹ nhàng gật gật đầu, Nguyệt Nhi đầy mặt ý cười, cũng là chăm chú nhìn hắn. Đón lấy, hai phu phụ chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi sau cùng tử vong hàng lâm. Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng hướng về sau dựa dựa thành ghế, khóe miệng hoa qua vẻ đắc ý, đêm tối ma quân, không gì hơn cái này, ha ha ha. Hết thảy, tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc, không thể quay lại cơ hội. Địa giai, thiên ma trường. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt quát nhẹ lại là chợt truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Lộ ra là như vậy tùy tiện thoải mái, chẳng thèm ngó tới. Soạt. Ngay sau đó, đằng đẵng bát ngát trong hư không, một đạo hắc ảnh không lý do địa đột nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, chỉ là trong nháy mắt, liền có đếm to khoảng 10 trượng, đúng là cái đen nhánh tay ảnh. Mà cái kia lôi kiếm phốc một tiếng, cũng là hung hăng nện ở cái tay này ảnh phía trên, phát ra một đạo một ngạt vang động, cuồn cuộn khí thế khủng bố nhất thời hướng bốn phía phát tán ra. Lại là lại không còn cách nào di động mảy may. Phía dưới cái kia chúng tính mạng người, nhất thời bảo trụ. Trong mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn qua, song quyền không khỏi hung hăng nắm nắm. Chẳng lẽ nói,
hắn thật đến. Bốn phía bách tính cũng là bỗng dưng khẽ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị, rất là kinh dị. Ngăn trở, ngày này vô cùng chi hình thế mà bị ngăn trở, cái này sao có thể? Như thần bách lý ngự thiên địa giai vũ kỹ, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy ngăn trở? Đến tột cùng là ai, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ào ào ào, nương theo lấy gió nhẹ phất động, từng đạo áo khuyết tung bay thanh âm, bỗng dưng truyền vào mọi người trong tai. Tất cả mọi người giật mình, không khỏi vội vàng quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lại chính gặp một đạo thân mang áo trắng, hai con ngươi che một tầng vải trắng người trẻ tuổi, giống như thiên thần hạ phàm, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, lăng không phất phới, chậm rãi hướng tử hình đài bay đi, khóe miệng mang theo một tia tà dị tiếu dung. Mà cái nụ cười này, làm cho tất cả mọi người xem xét, thì tất cả đều ngơ ngẩn, bởi vì không biết sao, cái nụ cười này luôn luôn cho bọn hắn một loại chấp chưởng hết thảy cảm giác, thần bí khó lường, mà lại mạnh mẽ vô biên. Trác Phàm, nhịn không được hét lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ lại khó ức chế trong lòng kinh dị, bỗng nhiên đứng lên. Song đồng thỉnh thoảng run run, không biết là chấn kinh vẫn là kích động. Bá bá bá, còn lại 10 vị kiếm vương, cũng là theo chân ào ào đứng lên, nhìn về phía cái kia quen thuộc bóng người, trong mắt trừ kinh hãi, cũng là thật sâu kiêng kỵ. Còn có, thì là rung động sau khi, chính là vô tận cuồng hỉ. Trong mắt bất giác có nước mắt mang chớp động, Bách Lý Ngự Vũ nhịn không được lộ ra mừng rỡ nụ cười. Tiểu tử này, còn chưa có chết, hắn, còn sống, quá tốt. Rầm rầm rầm, trên đỉnh đầu cuồng bạo sấm sét, vẫn tại ngăn không được địa oanh tạc, phát ra phẫn nộ gào thét. Đạo thiên lôi này cự kiếm, cũng đang không ngừng hướng phía dưới trùng phong, muốn đem phía dưới hết thảy sinh linh, diệt sát thành cặn bã. Thế nhưng là, cái kia màu đen trưởng ảnh, một mực tại chỗ đó chống đỡ, lại dường như một mặt thuẫn bài giống như, đem cái này 9 tiếng sét đánh, hoàn toàn cản tại hư không bên trên, không được rơi xuống mảy may. Mà Trác Phàm cũng không nóng nảy, dường như đối với mình chiêu này 10 phần tự tin, thì nhẹ nhàng như vậy địa phiêu đáng trên không trung. Chậm rãi hướng chỗ kia hình đài bay đi. Không có người ngăn cản hắn, bởi vì thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ cùng 10 kiếm vương tha nhóm, nhìn lấy cái này trăm năm không thấy đáng sợ đối thủ hiện thân, đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Những cái kia kiếm tinh hộ vệ, cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn cùng tất cả đế đô trăm họ giống nhau, nhìn thấy thiên cực chi hình phía dưới, lại có thể có người còn có thể ngăn cản, đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Trác Phàm, tựa như từ trên trời giáng xuống thần linh. Ngay tại tất cả mọi người cái kia ngốc trệ trong ánh mắt, cứ như vậy yên ổn địa bay tới trên đài tử hình, nhếch miệng lên, chậm rãi cúi đầu trước những cái kia quỷ sát, sớm đã nhắm chặt hai mắt chờ đợi tử vong mọi người bước đi. Mọi người cũng không có quấy rầy, toàn trường tĩnh đến lặng ngắt như tờ, tựa hồ một cây châm rớt xuống đất, đều có thể rõ ràng có thể nghe. Số tiểu tử, ta lúc nào dậy qua ngươi, đối mặt cường địch, muốn như thế ủy khúc cầu toàn. Đang chờ đại nạn sắp tới Lạc Vân Hải, chợt nghe cái này thanh âm quen thuộc vang lên, không khỏi thân thể nhất thời run lên, khuôn mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhấc đầu đến, chiếu đến cái kia chói mắt mặt trời dưới, lại là quả nhiên thấy tấm kia, lệnh hắn mong nhớ ngày đêm, đã lâu quen thuộc khuôn mặt, một dòng nước ấm cũng là nhất thời nghênh chạy lên não, hốc mắt trong nháy mắt liền ướt át. Đường đường Tây Châu Lạc Minh Minh Chủ, Lạc Vân Hải. Tây Châu ngồi tại đứng thứ hai nam nhân, người nào đều sẽ không nghĩ tới, giờ này khắc này đúng là giống như một đứa bé giống như, nghẹn ngào cao. Trác đại ca, sư phụ, Trác quản gia. Ngay sau đó, Lạc gia người khác cũng ào ào mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước đứng đấy cái kia nói thân ảnh màu trắng, sắc mặt đại hỉ, kích động hét to lớn tiếng. Trăm năm không thấy Lạc gia giường cột, đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, rốt cục lại trở về. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn lấy hắn, hai con người đỏ bừng, không nói gì, trong mắt tản ra một chút giận dữ, nhưng càng nhiều lại là vui sướng, khỏa khỏa nước mắt cũng là ngăn không được rơi xuống. Người Lạc gia cuồng hoan, truyền khắp toàn bộ đế đô quảng trường, cũng làm cho còn lại trọng phạm theo mở mắt ra, nhìn sang, nhưng cũng là cùng nhau giật mình. Trác Phàm, hắn, không chết. Lăng Vân Thiên cùng trong mắt rất nhiều người đều mang mông lung, Mộ Dung Tuyết thì là thở dài một hơi. Nở nụ cười hớn hở. Còn tốt, hắn không có nuốt lời, rốt cục chạy đến, không phải vậy bản cô nương liền muốn đần độn u mê chôn cùng. Ngô Nhiên Đông nghe đến tiếng vang, cũng là lập tức mở mắt ra, nhìn sang,
khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười, sâu xa nói, điện chủ, ngài rốt cục đến. Điện chủ, hắn chính là chúng ta Thiên Ma Điện điện chủ, đêm tối ma quân đại nhân. Nghe được lời này, những ngày kia ma điện đệ tử không khỏi kinh hãi, nhìn nhìn lại đỉnh đầu cái kia bị ngăn cản phía dưới lôi kiếm, càng thêm kích động vạn phần. Không sai, cũng là điện chủ, hắn là chúng ta điện chủ. Điện chủ đại nhân, ngài tới cứu chúng ta, tham kiến điện chủ. Tham kiến điện chủ. Một người đi đầu, còn lại những đệ tử kia cũng ào ào hô uống, tuy nhiên quỳ, nhưng cũng là nỗ lực hướng Trác Phàm đập phía dưới đầu, trong mắt đều là hưng phấn ánh sáng. Lần này, còn lại người lại bất giác kinh hãi. Trác Phàm, cũng là Thiên Ma Điện chủ, trưởng khống năm châu thế lực ngầm đêm tối ma quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử hình đài đều sôi trào, tất tất dẫn dẫn, ồn ào không ngừng, trong mắt mọi người, đều là kinh hãi cùng mê mang. Năm đó bốn châu đại nguyên soái, làm sao lại biến thành trăm năm qua mạnh nhất thế lực ngầm đầu lĩnh đâu? Mà phía trên một trận thảo luận, phía dưới những cái kia bách tính cũng từng cái kinh dị nhìn lấy Trác Phàm, một trận chỉ trỏ, ào ào suy đoán thân phận của hắn. Có thể đem thiên cực chi hình ngăn lại, còn gây nên nhiều như vậy trọng phạm truy phủng, đến tột cùng là đại nhân vật gì a? Chỉ một thoáng, mọi người tiêu điểm dường như đều tập trung ở Trác Phàm trên thân, lại không có người ý thức được, nơi này chính là tử hình đài, kiếm tinh đế quốc sự quyết trọng phạm địa phương, thần thánh dị thường. Đỉnh đầu bọn họ, còn treo lấy một thanh hủy thiên diệt địa lôi kiếm đâu. Da mặt ngăn không được hơi hơi run run, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nâng lên hai tay, ba 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 địa đập lên. Mà cũng chính là theo đạo này tiếng bạt tai vang, những cái kia tiếng ồn ào chợt trì trệ, trong nháy mắt dừng lại. Phía dưới bách tính kiêng kỵ nhìn lên nhất phương mắt, dường như mới phản ứng được, nơi này chính là đế đô trung tâm, không thể lỗ mãng, hoàng đế cùng thừa tướng đều ở phía trên nhìn lấy đây, tuyệt đối đừng không để ý, liên lụy đến chính mình mới tốt. Trên đài tử hình mọi người cũng là nhất thời ngậm miệng lại, sắc mặt nặng nề. Tuy nhiên Trác Phàm đến, nhưng là có thể hay không đem bọn hắn yên ổn cứu đi, còn hai chuyện đây. Dù sao nơi này, thế nhưng là kiếm tinh trọng địa, mười kiếm vương tề đến, sao có thể dễ dàng như vậy cứu người. Hiện tại thì cao hứng, lại là quá sớm một chút. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Bách Lý Kinh Vĩ bất giác mỉm cười, khoan thai lên tiếng, Trác tiên sinh, thật sự là đã lâu không gặp, vốn là ta còn tưởng rằng ngươi chết, tiếc hận mấy năm, nhưng không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện. Thực sự quá làm cho bản tướng cao hứng. Lần này, chúng ta lại có thể phân cao thấp, ha ha ha. Chờ một chút, ôn chuyện sự tình một hồi lại nói, ta trước tiên đem trên đầu cái đồ chơi này xử lý một chút. Không phải vậy trên đầu luôn luôn treo lấy một thanh kiếm, thật sự là để ta bất an a, trái tim nhỏ nhảy bịch bịch, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Sau đó liền tại tất cả mọi người ngưng trọng trong ánh mắt, ra sức vồ một cái quyền. Oanh! Không chung cái kia đạo màu đen to lớn tay ảnh, cũng hung hăng vào trong một nắm, bất quá giây lát mà thôi, cái kia sấm sét cự kiếm, liền ầm vang một tiếng nổ tung lên, hóa thành lấm ta lấm tấm, bay ra bốn phía. Cường đại uy thế, nhất thời quét ngang khắp nơi, những cái kia bố trận trận sư, bị trận thức xông lên, không khỏi cùng nhau phốc 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 địa liền nôn mấy đạo máu tươi. Liền liên tục không ngừng ngã về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đế đô xem náo nhiệt dân chúng, cũng là bị cái này tuôn ra khí thế đè ép, cùng nhau khí tức trì trệ, trong lòng hãi nhiên, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Kiếm tinh chi thần, lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên lưu lại thiên cực chi hình, dễ dàng như vậy liền bị hủy, làm sao có thể. Trong mắt ngăn không được co lại, mười vị kiếm vương gặp này. Cũng là trong lòng hãi nhiên, sắc mặt đều là trầm xuống. Nhất trưởng hủy thiên vô cùng lôi kiếm, cho dù là kiếm vương cũng làm không được a. Tiểu tử này công lực, xưa đâu bằng nay. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như, Trác Phàm lại hướng Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, người muốn trò chuyện cái gì? Khiêu khích, trong lòng run lên, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt trầm hơn. Nhưng rất nhanh liền lại bật cười một tiếng, phủi phủi tay nói, ha ha ha. Trác tiên sinh văn võ song toàn, kinh vĩ vạn vạn so ra kém, bất quá có lúc đại thế đã mất, coi như Trác tiên sinh dạng này kỳ mới ra tay, chỉ sợ cũng không có khả năng thay đổi càn khôn đi. Há, có đúng không,
làm sao ngươi biết? Đây không phải rõ ràng a, Trác tiên sinh bế quan mấy ngày nay, bản tướng đã tia chớp xuất thủ, đem bốn châu cầm xuống. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, Bách Lý Kinh Vĩ cười đắc ý, hôm nay thiên hạ nhất thống, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, con cờ trong tay không đến, bất lực có thể mượn, lại có thể làm được gì đây? Nhưng bản tướng lại có thể điều động năm châu tất cả chiến lực, đưa ngươi tiêu diệt, thì cùng lúc trước ngươi làm một dạng. Ngươi lẻ loi một mình xông đến ta đế đô trung tâm, thật sự là tự chui đầu vào lưới a, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, Lăng Vân Thiên bọn họ cũng là ngăn không được lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, trước kia bọn họ còn có thể lưng tựa bốn châu, đối trung châu tiến hành chống cự, nhưng bây giờ bốn châu đều là mất, bọn họ đã là lại không chiến lực có thể dùng. Chỉ dựa vào lực lượng một người, sao có thể địch nổi năm châu binh lập tức hùng phong đâu. Năm đó Bách Lý Ngự Thiên chỉ là đối kháng hai châu chiến lực, thì làm đến kém chút mất mạng, hiện tại vẻn vẹn Trác Phàm một người, lại làm sao có thể. Ai? Tất cả mọi người là mất mát dao động cái đầu, cũng không coi trọng Trác Phàm hành động, phía trước một vùng tăm tối. Chỉ có Lạc Gia số ít người, minh bạch một chút, giếng cổ không gợn sóng, cũng không xuống dốc thái độ. Trác Phàm trầm ngâm một chút, cũng là lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, thừa tướng đại nhân, ngươi nói rất đúng, bằng sức một mình ta, trong tay không có quân cờ cùng chiến lực sử dụng, sao có thể cùng khổng lồ như thế đế quốc đối kháng. Chỉ bất quá, ngươi làm sao sẽ biết trong tay của ta vô binh có thể dùng đâu. Làm sao? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bách Lý Kinh Vĩ một trái tim chợt đến nhấc lên, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng đầy là hồ nghi, thiên ma điện tại Trung Châu thế lực. Ta đã hoàn toàn rút ra, chẳng lẽ Trác tiên sinh tại hắn địa phương thế lực, có thể đối với ta Trung Châu hình thành uy hiếp? Ha ha ha, ngươi tại làm ta sợ sao? Muốn là như thế lời nói, ngươi sớm động thủ, còn dùng chờ tới bây giờ. Ta cũng không tin, trăm năm qua ngươi đều không có lực lượng cùng ta đế quốc nhất chiến, hiện tại thế lực lớn tổn hại, ngược lại có cái này lực lượng. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, có một số việc, không phải do ngươi không tin. Có lẽ, thật sự là như thế đâu. Ngươi có ý tứ gì? Trong lòng lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng bất an, dần dần phát lên. Khóe miệng xẹt qua một tia đạm mạc mỉm cười, lộ ra chút cảm giác thần bí, Trác Phàm thở dài một hơi, khoan thai lên tiếng, ngươi muốn biết lời nói, thừa tướng đại nhân không ngại đem cái này trăm năm kế hoạch thôi diễn một lần a, tự nhiên vừa nhìn thấy ngay. Tốt, Trác tiên sinh xin chỉ giáo. Nhìn chằm chằm hắn hai con ngươi, Bách Lý Kinh Vĩ suy nghĩ chốc lát, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu. Vốn là cái này như là người khác đưa ra yêu cầu lời nói, hắn sẽ chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn kinh thiên động địa mưu đồ, phàm phu tục tử sao phối nghe. Cũng chỉ có Trác Phàm, cái này suốt đời đối thủ, mới đáng giá hắn cùng gặp chiêu phá chiêu, thận trọng từng bước. Dường như hai cái kỳ đạo thánh thủ đánh cờ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn ván này tinh diệu mưu đồ, phải có cái tri âm đến lắng nghe, mới hoàn mỹ. Mà chính mình địch nhân vốn có, cũng là tốt nhất tri âm. Như vậy Trác tiên sinh, ngươi nhưng muốn nghe kỹ, tất cả mọi thứ đều là theo trăm năm lần kia năm châu đại chiến sau bắt đầu. Tuy nhiên khi đó đế quốc rơi vào trong lịch sử khó khăn nhất bình phục náo động, nhưng là bản tướng ánh mắt, nhưng xưa nay không có theo năm châu rộng lớn trên mặt đất rời đi. Liếc mắt liếc bộ hành vân một hàng kia đặc thù mật thám trong bữa tiệc mọi người về sau, Bách Lý Kinh Vĩ bất giác khẽ cười một tiếng, êm tai nói, lúc trước năm châu đại chiến, tuy nhiên lấy cùng kết thúc, ta kiếm tinh tổn thất tương đối bốn châu cũng ít nhất, nhưng là bị Trác tiên sinh tính cả Hải Xuyên thương hội, tại ta hậu viện phóng hỏa, như thế không chính cống cách làm đến cũng là sứt đầu mẻ chán, sụp đổ. Khi đó ta liền biết, không có trăm năm, đế quốc khó có thể tu bổ cái này thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên thì cùng bốn phía châu cao tầng những cái kia đứa ngốc định cái trăm năm hiệp định. Không phải ta không muốn bốn châu, mà là ta sợ bốn châu cho ta thêm phiền, làm cho chúng ta kiếm tinh nội bộ càng thêm bất ổn. Lời vừa nói ra, kiếm tinh đế quốc mọi người đều là sùi cười một tiếng, nhìn về phía còn lại bốn châu những cái kia trọng phạm đều là vẻ khinh bỉ. Đám ngu xuẩn này, bên trong chúng ta chỉ hoãn kế sách, còn tại minh minh đắc ý, thật sự là một đám ngu ngốc a. Lăng Vân Thiên bọn họ thì là đầy mặt phẫn nộ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng to, cái này Bách Lý Kinh Vĩ thực sự quá xảo trá. Nguyên lai chúng ta lúc trước đàm phán, đối mình một chút chỗ tốt đều không có a. Sớm biết như thế, liền để hắn cắt đất đền tiền cũng tốt a, ai.
Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, lấy bọn họ mưu lược, sao có thể tại Bách Lý Kinh Vĩ trong miệng, cướp tới thịt ăn đâu. Hơn nữa lúc trước sau đại chiến, ta cũng nhìn đến kiếm tinh nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ sợ lại khó khôi phục lại giống như trước thùng sắt cũng đã không thể tiến hành giống trăm năm trước lớn như vậy chiến. Tối thiểu một nửa trở lên binh lực, đến lưu tại đế quốc duy trì ổn định, không phải vậy một lần nữa nội bộ mâu thuẫn, đế quốc không phải bị chỉnh sập không thể. Cái này để bản tướng siết tay siết đuôi, đối mặt bốn châu liên thủ, lại khó toàn lực ứng phó. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ tiếp tục kể rõ, sau đó trong mắt một đạo tinh mang lóe qua, chỉ hướng Bộ Hành Vân chỗ đó nói, thế nhưng là lúc này, Bộ Tông chủ cho bản tướng không ít dẫn dắt. Hắn vốn là lần trước đại chiến, bản tướng an bài tại Bắc Châu một cái mật thám, nhiệm vụ cũng rất đơn giản, thừa cơ phá hư Hải Minh Tông kết giới. Thế nhưng là về sau hắn bởi vì cứu bốn châu một các vị cấp cao, mà bị Lăng Tông chủ đặc biệt coi trọng, ủy thác trách nhiệm. Dần dần quyền thế càng lớn, thậm chí toàn bộ Bắc Châu biên phòng đều đến trong tay hắn. Điều này không khỏi làm ta nghĩ đến, nếu là địch nhân cao tầng là chúng ta người, cái này thì đơn giản nhiều. Không cần đại chiến, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, trong nháy mắt liền có thể cầm xuống địch nhân hang ổ. Thật dài địa than một hơi. Lăng Vân Thiên đầy mặt xấu hổ, nếu không phải hắn đối Bộ Hành Vân quá mức bỏ mặc lời nói, Bách Lý Kinh Vĩ nào có dễ dàng như vậy, đột phá Bắc Châu phòng tuyến, cầm xuống Bắc Châu toàn cảnh đâu. Không có để ý vị này Lăng Tông chủ hổ thẹn, Trác Phàm trên mặt vĩnh viễn mang theo một tia lạnh nhạt nụ cười, cho nên thừa tướng đại nhân liền bắt đầu tìm kiếm đặc thù mật thám sao. Không tệ, tại các châu ảnh hưởng rất lớn nhân vật, trở thành bản tướng mật thám, tất nhiên có thể làm bản tướng đại nghiệp. Làm ít không to. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ cười đắc ý, chỉ cái kia mật thám trên ghế người từng cái nói, đại chiến vừa mới kết thúc, các châu chiến lực hao tổn, nhu cầu cấp bách bổ sung, chính là các đại thế lực tranh nhau leo lên trên thời cơ tốt nhất. Bản tướng liền vừa vặn chọn lựa có tiềm lực thế lực, làm việc cho ta. Đầu tiên Đông Châu, bản tướng chọn Thượng Quan Ngọc nhất định, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn là đã từng Đông Châu đệ tử đầu tiên. Thượng quan Ngọc Lâm mẫu thân. Theo Thượng quan Ngọc Lâm ban đầu ở Thượng quan gia địa vị, liền nên minh bạch mẫu thân hắn địa vị như thế nào, chỉ bất quá về sau Thượng quan Ngọc Lâm phản bội chết thảm, mẫu thân hắn lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên trong lòng có hận, đây là không thể tốt hơn. Địa vị lại cao, trong lòng vừa đau hận lên quan viên bản gia, ở đâu tìm tốt như vậy tài liệu a, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ cười to lên, cái kia Thượng quan Ngọc nhất định lại là hung hăng nguyết hắn một cái. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, ngươi nhìn ta làm gì, cái này cũng không phải là ta nói, là Phi Vân Kiếm Vương nói. Nhưng sự thật xác thực như thế, một người trong lòng có hận, thì không quan tâm, gia tộc tính là thứ gì. Như cũ đưa nó hủy đi, thế nhưng là, nàng như mang theo như thế lòng cừu hận, sao có thể bò lên trên cao vị. Cho nên bản tướng để cho nàng chịu đòn nhận tội, đổi tên chớ nương, ý là chớ làm mẹ người. Vì nhi tử tha tội. Đúng lúc đó Thượng quan Phi Hùng quy ẩn, như vậy đại gia tộc, chỉ có một tiểu nha đầu làm chủ. Nữ nhân A, hung ác lên thật hung ác, mềm lòng lên đây, cũng thật mềm. Vậy mà thật tiếp nhận nàng bồi tội, còn đợi nàng lúc này lấy trước một dạng thân cận. Ách không, hẳn là càng thân cận mới đúng. Toàn bộ trong nhà, chỉ nàng cô đơn một người, tại lúc này cho tiểu cô nương tùy tiện dỗ dành, nàng thì đem ngươi trở thành người thân nhất người. Đây cũng là trời trợ giúp bản tướng. Thượng quan chớ nương tại đại tiểu thư này bên người, từng bước một lôi kéo thế lực, đề cử chính mình người trưởng khống biên cảnh, hoàn thành bản tướng cho nàng bố trí. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm duỗi ra một cái ngón tay cái, hoàn mỹ. Đa tạ Trác quản gia khích lệ. Mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ nhún nhún vai, tiếp tục nói, đến mức Nam Châu, Mộ Dung gia đã là không có người, chỉ có mấy lão già bảo dưỡng tuổi thọ. Thì càng tốt phát triển mật thám, chỉ là duy chỉ có Tây Châu, có chút phiền phức. Theo lý thuyết Lạc Gia như mặt trời giữa trưa, hứa chi lấy lợi, tốt nhất lôi kéo. Bất quá gia tộc này là quá cứng, phòng tuyến cuối cùng thủ cực kỳ chết, không có hoàn toàn chắc chắn, bản tướng là không dám tùy tiện cùng bọn hắn tiếp xúc. Sau cùng, đành phải lấy kế ly gián, để bọn hắn quy thuận bản tướng. Còn có ta Thiên Ma Điện, lúc này, Trác Phàm nhắc nhở. Bật cười lớn. Bách Lý Kinh Vĩ gật gật đầu, đúng, còn có Trác quản gia tự lập môn hộ sáng tạo Thiên Ma Điện, mới là bản tướng lớn nhất tâm phúc chi hoạn. Chỉ vì nó không tại địa phương khác,
thì tại Trung Châu sâu trong lòng đất. Cũng là bởi vì nó, bản tướng hành động bất tiện, không dám có quá đại động tác. Sau cùng chỉ có thể mượn lần này đối phó bốn châu cơ hội, giả bộ Trung Châu trống rỗng, dẫn nó đi ra, một mẻ hốt gọn. Ba ba ba. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Trác Phàm tán cho phép lên tiếng, trăm dặm thừa tướng quả nhiên tư duy kín đáo, tính toán không bỏ sót, cái này trăm năm kết quả, bố phải là không chê vào đâu được a. Trác quản gia quá khen, bản tướng đại khái tính toán cũng là như thế, hiện tại đến lượt ngươi, hôm nay cục diện này, Trác quản gia lại nên như thế nào giải đâu. Mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm bật cười ra tiếng, thừa tướng đại nhân nói giỡn, ta đều nói cái này không chê vào đâu được, còn sao có thể giải đến mở đâu. Trác quản gia không cần quá khiêm tốn, ta cái này thiên hạ đệ nhất tướng, thế nhưng là vẫn muốn cùng ngươi cái này thiên hạ đệ nhất quản gia, lại giao thủ một lần a, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ tà dị cười một tiếng, bình tĩnh lên tiếng. Khóe miệng hơi vỉnh, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đạm mạc gật đầu, đã như vậy, vậy tại hạ bêu xấu. Bất quá, vừa mới ta đã nói, trăm dặm thừa tướng này cục rất là tinh diệu, không chê vào đâu được, bên ngoài cầm bốn châu, bên trong trừ tai họa ngầm, có tiến có thối, không có kẽ hở. Thế nhưng là, nếu là ở thừa tướng đại nhân bố cục mới bắt đầu, ta cũng đã tận dụng mọi thứ đâu. Cái này không chê vào đâu được kết quả, phải chăng lại sẽ biến lộ động chồng chất đâu. Ha ha ha. Song đồng bất giác ngưng tụ, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước còn mỉm cười khuôn mặt, cũng là chậm rãi chìm xuống, cung kính liền ôm quyền nói, nguyện nghe chỉ giáo. Hơi hơi nâng tay, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, trăm dặm thừa tướng tất cả kế hoạch quan trọng, thì đang tuyển lựa các châu mật thám phía trên, thế nhưng là nếu là những thứ này mật thám, chọn sai đâu. Mi mắt ngăn không được lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng cả kinh. Một đôi hàn mang bỗng dưng bắn về phía bộ hành vân bọn họ. Ách, thừa tướng đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta không có vấn đề. Không khỏi hoảng hốt, mọi người vội vã khoát khoát tay, sắc mặt kinh hoàng, mà chừa đường rút hành vân thì vội vàng nhìn về phía Trác Phàm chỗ ấy, mắng to lên tiếng, uy, họ Trác, ngươi chớ có nói hưu nói vượt, chúng ta cũng không có phản bội qua đế quốc. Yên lặng cười cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, bộ tông chủ trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không phản bội, ta nói là. Chúng ta cũng không có phản bội, thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, thượng quan chớ nương những người kia cũng đã là vội vàng tự chứng minh trong sạch, hét lớn lên tiếng, trên đầu mồ hôi lạnh, cuồn cuộn ứa ra. Bách Lý Kinh Vĩ như thế nào đối phó phản đồ, nhìn Lạc Gia liền biết, quả thực vô tình. Chỉ bởi vì người ta một người không có quy tâm, là có thể đem người ta cả nhà diệt, thủ đoạn độc ác. Nếu là mình những người này bị Bách Lý Kinh Vĩ nghi ngờ, cái kia còn có quả ngon để ăn. Cho nên, bọn họ hiện tại không giống nhau nói cái gì, đều cực lực phủ nhận, biểu thị trong sạch. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta không phải nói các ngươi, ta nói là trăm dặm thừa tướng chính mình. Ta, làm sao, mi mắt lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ sâu xa nói. Mỉm cười, Trác Phàm cũng là một mảnh vẻ nhẹ nhàng, thừa tướng đại nhân. Nếu là ngay từ đầu, người tuyển những thứ này mật thám, liền đã bại lộ, cái kia lại nên làm như thế nào? Mí mắt ngăn không được nhảy một cái, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt một đến ngưng trọng lên. Nguyện nghe tường. Tốt, hiện tại đến phiên ta đến trình bày cái này kế hoạch trăm năm. Mỉm cười, Trác Phàm gật gật đầu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, một cái điều phụ làm sao có thể thoáng cái thì biến đến thông tình đạt lý, vì nhi tử chuyện sai chịu đòn nhận tội. Còn đổi chính mình tên đến làm rõ ý chí, ngươi không cảm thấy có chút quá sao? Tuy nói một chiêu này, đối tiểu cô nương thật rất dễ sử dụng, lòng của nữ nhân luôn luôn rất mềm, bất quá khi ta sau khi nghe được, lại là người được bên trong không ổn, cho nên ta khiến người ta nhìn chằm chằm vào thượng quan chớ nương. Chỉ thấy nàng chỉ là đang cố gắng phát triển thế lực, cũng không cùng Trung Châu có liên hệ, nhưng ta khẳng định, hiện tại không có, về sau cũng nhất định sẽ có. Nàng muốn báo thù. Tại Đông Châu một người, là vạn vạn làm không được. Mà bộ tông chủ, lúc nghe hắn đem tất cả bốn châu cao tầng tụ tại cùng một chỗ sau đó, ta liền hoài nghi hắn là nội gián. Về sau hắn lại sống đến mức phong sinh thủy khởi, rõ ràng đã có rất lớn quyền thế, nhưng vẫn là cẩn thận cực kỳ, ngược lại càng thêm thu liếm, cái này hoàn toàn không phải hắn phách lối tính cách.
lại vừa nghĩ tới thượng quan chớ nương, ta chợt phát hiện, đây là một người sách lược đi. Tuy nhiên thừa tướng đại nhân vì bảo vệ bọn hắn, trăm năm không cùng bọn hắn liên hệ một lần, nhưng bọn hắn tác phong lại không có sai biệt, cao điệu làm việc, điệu thấp làm người, hết sức leo lên trên, không đắc tội đồng liêu. Da mặt hơi hơi run run, Bách Lý Kinh Vĩ chăm chú nhìn hắn không thả, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Nếu là tất cả mọi thứ, đều đã sớm bị người này xem thấu, lấy hắn lối làm việc, hội ngồi chờ chết sao? Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng là đối cái này hết thảy, ta đều bất động thanh sắc, làm không thấy được một dạng, để ngươi tiếp tục phát triển tiếp. Dù nói thế nào, hướng đối phương trận doanh an khỏa cây đinh đã rất khó, thừa tướng đại nhân trước kia như có thể làm được, còn dùng phát động năm châu đại chiến, ngạnh công sao? Không phải liền là thừa dịp cái kia sau đại chiến, nhân tài điêu linh, một ngày này đại lương máy sao? Ta lại sao nhẫn tâm phá hư, phí đại nhân một phen tâm huyết đúng không? Lại nói, ta tâm thực như thiếu nữ, cũng là rất mềm, ta thế nhưng là, ấm áp nam nhân a. Ô, thân thể bất giác lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ ra mặt hung ác run rẩy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người nhà muốn là ấm áp nam nhân, thiên hạ liền không có cái khác mẹ trời đông giá rét. Bọn người người cũng là tức sạm mặt lại rơi xuống, riêng là Lạc gia mọi người, càng là thật dài thở phào. Nhiều năm như vậy không gặp, Trác quản gia cái gì đều biến, cũng là cái này không biết xấu hổ tính tình, làm sao đều đổi à không? Trác quản gia, người tiếp theo đến tột cùng làm cái gì, bản tướng thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Mí mắt hung hăng rung động, Bách Lý Kinh Vĩ chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, bình tĩnh lên tiếng, bản tướng ngược lại muốn nhìn xem, người sau cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói tốt, vậy ta thì nói một câu. Kiếm tinh tuy nhiên gặp biến đổi lớn, nhưng thực lực vẫn còn tồn tại, riêng là đi qua thừa tướng đại nhân nhiều năm bình an ủi, lại phục trước kia vinh quang, đơn giản vô cùng. Chỉ cần cỗ này chiến lực tụ tại một đoàn, cũng là phòng thủ kiên cố, ai cũng không động đậy. Cho nên, ta cũng muốn thành toàn đại nhân dã tâm, để ngài động một chút. Trong mắt ngăn không được lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ quá sợ hãi, người muốn để ta động. Vậy ngươi là nghĩ? Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm lộ ra tà dị tiếu dung, thừa tướng đại nhân, còn nhớ đến trăm năm trước không thành kế. Khi đó là hư không mà bất không, hiện lần này lại là thực mà không thật, không thành kế. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa kinh hãi, sau đó vội vã nhìn về phía những cái kia công hướng bốn châu kiếm vương nhóm, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Trầm ngâm một chút, thượng quan Phi Vân đầu tiên nói, chúng ta đi thượng quan ra, bên trong sớm đã người đi nhà trống, không biết giấu ở đâu, rất nhanh liền chiếm lĩnh Đông Châu, chỉ là có thật nhiều người đều chạy mất. Chúng ta ngược lại là phốc cái thực, tại Hải Minh Tông đại sát tứ phương, nhưng Tuyết Phong Tứ Lão cùng Âu Dương Trường Thanh không tại, những cái kia đào tẩu dư nghiệt, bốn phía tiêu diệt toàn bộ, cũng không có phát hiện manh mối. Lúc này, Bách Lý Ngự Vân cũng là theo chân nói. Đan Thanh Sinh suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu, Mộ Dung gia không có một ai, sau cùng chỉ phát hiện Mộ Dung Tuyết. Các ngươi vì cái gì không nói sớm? Ách, chúng ta cảm thấy cái này rất bình thường, không cần thiết. Lập lòe cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vân nhún nhún vai, bọn họ tự giác không địch lại, nghe đến chúng ta tiếng gió, lập tức chạy, cũng thuộc về hợp tình lý a. Đúng, hợp tình lý. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, Trác Phàm cũng mỉm cười, nói tiếp, nhưng là càng hợp tình lý là, các ngươi tiếp vào phong thưởng tin tức, sẽ chỉ đem công lao mang lên, đâu còn hội đem một vài chỗ sơ suất báo ra đến đâu. Ha ha ha, thế nhưng là chính là những thứ này chỗ sơ suất mới là mấu chốt nhất. Các ngươi chẳng lẽ không biết, cái gì gọi là lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh sao? Sợ hãi cả kinh, Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến Trác Phàm trêu chọc, sắc mặt nặng đến lợi hại hơn, song quyền hung hăng nắm lại đến, gấp cắn chặt hàm răng. Thế nhưng là Bách Lý Ngự Vân lại là khinh thường nói, một đám đánh tơi bời chạy trốn dư nghiệt mà thôi, có gì to tát. Cát! Báo! Thế mà, hắn vừa mới nói xong, một tiếng gấp gáp bận bịu hoảng hét lớn, đã là đột ngột đến vang vọng đế đô các ngõ ngách, một tên lính liên lạc vội vã chạy vội tới Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, khom người trình lên một cái ngọc giản, vội vàng nói, thừa tướng đại nhân. Việc lớn không tốt, Tây Châu đại quân công phá biên cảnh, một đường hướng Trung Châu nội địa thẳng tiến, biên cảnh đóng giữ đại quân toàn quân bị diệt,
mong rằng thừa tướng đại nhân lập tức phái binh tiếp viện. Cái gì? Thân thể ngăn không được chấn động, không chỉ Bách Lý Kinh Vĩ, tất cả nghe đến tên này tin tức người, tất cả đều chấn kinh. Bách Lý Kinh Vĩ càng là ra sức vồ một cái người kia cổ áo, điên cuồng mà hét lớn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, Tây Châu không phải đã bị ta lấy xuống à, tại sao lại đột nhiên đánh vào Trung Châu nội địa? Cái này, bờ môi lắc một cái, người kia đầy mặt đắng chát, cũng là vì khó, hắn chỉ là cái lính liên lạc, tiền tuyến sự tình hắn chỗ nào biết. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói chuyện, lại là hét lớn một tiếng vội vã truyền đến, báo, Nam Châu đại quân xông qua biên cảnh, đánh vào ta Trung Châu nội địa, thừa tướng đại nhân mời phái viện quân. Con, dường như trong đầu có một cái chuông đồng gõ vang, Bách Lý Kinh Vĩ trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn người người cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, làm sao Nam Châu? Báo, Bắc Châu binh biến, đã đột phá biên cảnh, hướng ta đế quốc nội địa xâm chiếm, mời thừa tướng đại nhân đổ xô vào viện quân. Lúc này, lại là một người hét lớn một tiếng, vội vã chạy tới. Bất quá, hắn vừa dứt lời, Trác Phàm lại là mỉa mai cười một tiếng, trêu ghẹo nói các ngươi thừa tướng đại nhân chuẩn bị binh mã, là dùng tới đối phó ta, cái nào còn có người còn lại đi ra. Cho các ngươi viện quân. Ngươi hồi báo cho bọn hắn, tự nghĩ biện pháp a, ta Thiên Ma Điện chủ thế nhưng là rất trọng yếu trọng phạm a, ha ha ha. Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng theo dõi hắn, hai mắt đỏ bừng, ngươi đến tột cùng làm gì? Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện, một đạo du dương tiếng đàn đã là đột ngột đến tiếng vọng tại tất cả mọi người bên tai. Bên trong vui sướng thanh âm, cho dù không hiểu âm luật người, cũng có thể nghe được rõ ràng. Không phải hắn làm gì, hắn chỉ là làm mưu đồ mà thôi, sau đó thì bế quan đi, động thủ là chúng ta. Cầm sắt kiếm vương, Liễu Mộ Bạch. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia đánh đàn người, nhất thời phẫn nộ lên tiếng, vì cái gì, người bán đế quốc. Mỉm cười. Liễu Mộ Bạch thở dài một hơi, trăm dặm thừa tướng, có lẽ ngươi không biết, năm đó tộc nhân ta, cũng là tất cả đều chết tại ngày này vô cùng chi hình xuống. 2000 năm, ta lại đến tìm nơi nương tựa kiếm tinh, không biết là cái kia bất bại kiếm tôn sớm đã quên việc này, vẫn là căn bản không có đem ta để vào mắt, căn bản không có đề cập qua. Hôm nay ta cùng đêm tối ma quân liên thủ, chính là muốn đem cái này đế quốc đưa vào chỗ chết, vì tộc nhân ta rửa nhục báo thù, lý do này khá đầy đủ đi. Thân thể chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, coi như thế, ngươi lại làm sao có thể chỉ huy được những cái kia kiếm tinh tướng sĩ, phản công ta đế quốc đâu. Bọn họ đều là nhận ta kiếm tinh quân lệnh, coi như để ngươi mang một lần đội, bọn họ cũng không có khả năng nghe ngươi mệnh lệnh, phản công quốc gia mình. Mỉm cười, lộ ra thần bí đường cong, cầm sắt kiếm vương trong tay cầm âm vẫn như cũ không ngừng cái kia nếu là... Bọn họ căn bản không phải Trung Châu kiếm tinh tướng sĩ đâu. Cái. Bỗng dưng trì trệ, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng hoảng hốt, trong đầu nhất thời mộng. Trác Phàm mỉm cười, giải thích nói, trăm dặm thừa tướng, ta không còn sớm theo ngươi nói à, đó là cái không thành kế, thực mà không thật. Ngươi nhận vì hành động lần này sau đó, là kiếm tinh chiếm lĩnh bốn châu, nhưng trên thực tế, người nào chiếm lĩnh người nào, còn không nhất định đâu. Thân thể rung mạnh. Bách Lý Kinh Vĩ nhịn không được lui về phía sau hai bước, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Thừa tướng đại nhân, nói thực ra a, lần này Lạc gia gặp nạn, ta với tư cách đệ nhất quản gia, một mực tại bên cạnh nhìn lấy, không có động thủ, thì là muốn ngươi xuất thủ đối phó bốn châu. Cứ như vậy, kiếm tinh chiến lực mới có thể phân tán. Mà ngươi phái đi Tây Châu binh lực, đã sớm bị Lạc gia cùng cầm sắt kiếm vương dẫn vào trong vòng luẩn quẩn, bị một lần hành động tiêu diệt. Hiện tại đóng giữ Tây Châu, chẳng qua là đổi Trung Châu trang phục Tây Châu vốn tướng lĩnh mà thôi, có cầm sắt kiếm vương làm yểm hộ, sự kiện này không có người biết. Biên cảnh chú quân coi là người một nhà, liền thư giãn tiếp theo, thậm chí ngay cả biên cảnh phòng ngự trận pháp đều rút lui, dạng này bị Tây Châu đại quân đánh trở tay không kịp, căn bản không có sức hoàn thủ. Nói như vậy, còn lại ba châu cũng giống vậy, trong mắt không khỏi hung hăng co lại. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi hoảng hốt lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cười nhạt nói, không tệ, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ám độ trần thương. Ngươi nhận vì thiên hạ nhất thống, thì đối bốn châu buông lỏng cảnh giác,
biên cảnh cũng rút lui đại quân, mới cho bốn châu phản kích cơ hội. Không đúng, thừa tướng đại nhân, người đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta thế nhưng là đánh xuống Bắc Châu a. Thế mà, nghe đến Trác Phàm nói, Bách Lý Ngự Vân lại là vội vã khoát khoát tay. Ấn hắn nói như vậy, chính mình những thứ này đi tấn công các châu người dẫn đầu, chẳng phải đều là phản đồ, như vậy sao được? Mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thế nhưng là một cái bệnh Rosacea lão giả, lại là vỗ vỗ hắn đầu vai nói, uy, Bách Lý Ngự Vân, không cần giải thích, tiểu tử kia nói không sai, chính là như vậy. Tử kiếm tiên. Đúng vậy a, chúng ta là đánh xuống Bắc Châu, thế nhưng là tại các ngươi rời đi về sau, lão phu thì mệnh lệnh chỉnh quân, đem tất cả đại quân đều gom lại một cái sơn cốc nhỏ bên trong, để sớm đã chuẩn bị tốt Âu Dương Trường Thanh những người kia tất cả đều giết sạch, không lưu một cái, cho nên lão phu mới đến chậm 3 ngày. T. Ngươi, bất giác thở hốc vì kinh ngạc, Bách Lý Ngự Vân tức giận đến toàn thân loạn chiến. Lão gia hỏa này, ngày bình thường cà lơ phất phơ, kết quả thời điểm then chốt thế mà hạ lớn như vậy độc thủ, đây chính là mấy chục triệu tướng sĩ mệnh a, hắn thật là đủ hung ác tâm. Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến, lại là cứng ngắc đầu, chuyển hướng Đan Thanh Sinh chỗ đó, cắn răng nói, Trảm Long Kiếm Vương lúc đó cũng chậm 3 ngày, cũng là như vậy nguyên nhân đi. Đúng vậy a, bất quá ta không có tử kiếm tiên tốt như vậy cớ lừa gạt qua, về sau tiểu tử kia đem Mộ Dung cô nương giao cho lão phu, nói là cầm nàng làm lý do. Người tuy nhiên tính cách đa nghi, nhưng là vừa nhìn thấy như thế một món lễ lớn, nhất định sẽ liền cha mình kêu cái gì đều quên. Quả nhiên, nói với hắn một dạng, người lập tức thì bỏ qua cái này gốc dạ, không truy cứu. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Đan Thanh Sinh lơ đễnh nói. Đã là tức giận đến phổi đều nhanh nổ, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, từng cái đảo qua, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thượng quan Phi Vân chỗ đó, Phi Vân Kiếm Vương, người sẽ không phải. Thừa tướng đại nhân đừng hiểu lầm, ta cùng mấy tên khốn kiếp này không giống nhau, người cũng biết ta đối thượng quan gia hận ý. Hiện tại bốn châu bên trong, thì ta cái kia châu không có việc gì, còn không đủ để chứng minh vấn đề à. Báo. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, hét lớn một tiếng đã là vang lên lần nữa, một tên truyền lệnh quan khom người đi vào trước mặt mọi người, đưa lên một cái ngọc giản nói, Đông Châu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, nhìn thừa tướng đại nhân phái binh viện trợ. Nghe được lời này, thượng quan Phi Vân giật mình, Trác Phàm lại là hì hì cười nói, xác thực, Phi Vân Kiếm Vương là ta một cái duy nhất không dám, cũng không muốn lôi kéo người, cho nên hắn nơi đó còn là kiếm tinh trung thành tuyệt đối tướng sĩ đóng quân. Chỉ bất quá giờ này khắc này, cũng đã bị che giấu thượng quan ra một đoàn người bạo động cho cuốn lấy a, đoán chừng giúp không thừa tướng đại nhân cái gì, ha ha ha. Ngươi, nhất chỉ Trác Phàm mặt, Bách Lý Kinh Vĩ giận dữ. Tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, thân thể rung động, liền muốn ngã xuống. Nghĩ không ra ngắn ngủi 10 ngày không đến công phu, toàn bộ năm châu chiến cục đúng là lần nữa phát sinh nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, chấp chưởng hết thảy kiếm tinh đế quốc, nhất thời chìm đắm vào bốn bề thọ địch chi địa. Lớn như thế nghịch chuyển, là để Bách Lý Kinh Vĩ cái này thừa tướng vạn vạn không nghĩ đến. Hắn lần này, lại bại ở cái này đáng sợ dưới tay nam nhân. Khóe miệng hơi vểnh lên. Trác Phàm xa xa hướng về Bách Lý Kinh Vĩ cái kia thở hồng hộc bóng người, cuối cùng đem toàn bộ kế hoạch đỡ ra, thừa tướng đại nhân, Thực Thiên Ma Điện muốn phát triển lớn mạnh, không bị người phát hiện là không thể nào, nhưng là vài thập niên trước, để thừa tướng đại nhân phát hiện, lại là ta cố ý gây nên. Bao quát người hướng ta trong điện phái thám tử một chuyện, ta đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí cố ý hành động, người biết tại sao không? Ha, ha, ha. Đã là tức giận đến khuôn mặt trắng xám, Bách Lý Kinh Vĩ từng ngụm thở hổn hển, lại là không nói ra một câu. Rất đơn giản, bởi vì ta muốn trưởng khống, không chỉ trưởng khống chính mình, còn có người khác. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, ngươi nếu là không biết Thiên Ma Điện tồn tại, ngươi có thể rất lớn mật địa đối bốn châu dùng binh, chúng ta cũng có thể lần nữa cho ngươi hậu viện phóng hỏa, nhưng là cái này không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Trăm năm trước năm châu như thế nào ngưng chiến, người ta đều rõ ràng, chỉ cần ngươi dăm ba câu đe dọa một tiếng, những cái kia bốn châu cao tầng tất nhiên lại hội dẫm lên vết xe đổ, an với hiện trạng. Người rút quân về bình loạn, cũng là có thể trong nháy mắt duy trì đế quốc an ổn. Mặc kệ tạo thành nhiều đại tổn thương, đều có thể thời gian sử dụng ở giữa chữa trị, kiếm tinh sẽ không hết. Cho nên ta cố ý để ngươi biết Thiên Ma Điện tồn tại, còn để ngươi phái thám tử tiến đến.
cũng là hướng dẫn ngươi tự cho là trưởng khống toàn cục, thực trưởng khống toàn cục là ta. Thiên ma điện tồn tại, để ngươi như nghẹn ở cổ họng, không dám tùy ý phát binh. Ta khống chế ngươi chỗ phái tới thám tử tấn thăng tốc độ, thì có thể khống chế ngươi tốc độ xuất thủ. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng trăm năm trước một dạng, vẫn như cũ như vậy tham lam, không đến thập toàn thập mỹ, tuyệt không xuất thủ. Ha, ha, ha. Tức giận đến bệnh hen suyễn kém chút phạm, Bách Lý Kinh Vĩ tại Bách Lý Ngự Vân nâng đỡ, toàn thân run rẩy, nhưng một đôi phẫn nộ ánh mắt, vẫn là chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, nghe lấy hắn sở thuyết hết thảy. Mỉm cười, Trác Phàm tiếp tục, ngươi không có nắm giữ đầy đủ tình báo trước, không chịu động thủ, ta liền từng chút địa thả tin tức cho ngươi thám tử, một mực nắm lỗ mũi của ngươi, tự cho là đúng tiến hành mưu đồ. Thực là đang vì ta chính mình tranh thủ thời gian, trước kia ta chưa chuẩn bị xong, bây giờ chuẩn bị tốt, ta liền cũng đưa ngươi thám tử lên tới tương ứng vị trí, giải càng nhiều tình báo. Bất quá giới hạn tại Trung Châu, mặt khác bốn châu tình báo cũng không thể lộ ra, không phải vậy ta cái này không thành kế thì băng, ha ha ha. Vậy ngươi vì sao lại muốn cho Ngô Nhiên Đông chủ động phản loạn, đem chọn trong đó châu thế lực ngầm bán đi, là vì hấp dẫn ta chú ý lực sao? Cắn thật chặt răng, Bách Lý Kinh Vĩ nộ hống lên tiếng. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm trầm ngâm không nói, một bên quỳ sát Ngô Nhiên Đông, đã là lộ ra tùy thiện nụ cười. Lẩm bẩm nói, trăm dặm thừa tướng, đây chính là ta điện chủ cao minh chỗ. Ngươi hướng bốn châu xuất thủ, cố ý làm ra Trung Châu trống rỗng bộ dáng, nói rõ là muốn chúng ta rơi vào ngươi trong cạm bẫy, nếu là chúng ta bất động, ngươi lưu lại kiếm vương không liền vô dụng sao? Có lẽ thì sẽ phái người đi dò xét bốn châu chiến sự như thế nào, chỉ sợ rất dễ dàng ra manh mối. Mà lại, thiên ma điện tại Trung Châu thế lực một ngày chưa trừ diệt, ngươi thì một ngày không yên lòng. Không sẽ nhanh chóng tiến vào bước kế tiếp, một lúc sau, bốn châu sự tình cũng rất dễ dàng bại lộ. Cho nên, chúng ta con cờ này ném đi ra, chính là cho ngươi ăn viên thuốc an thần. Quả nhiên, ngươi vui mừng, không kịp xác minh bốn châu tình hình chiến đấu, lập tức tiến vào bước kế tiếp, dụ bắt ta điện điện chủ, còn có một số chạy trốn dư nghiệt. Sau đó liền đem tất cả chiến lực, tề tụ đế đô, làm cho biên cảnh trống rỗng. Cứ như vậy. Ngược lại làm ngươi vốn cho rằng tiêu diệt ba châu đại quân tùy tiện đánh vào Trung Châu nội địa. Bắt rùa trong hũ kết quả, nhất thời biến thành địch nhân nội ứng ngoại hợp, bốn bề thọ địch nguy cảnh. Trăm dặm thừa tướng, so với trăm năm trước, ngươi lần này thế nhưng là thua càng triệt để hơn a, ha ha ha. Thì ra là thế, thiên ma điện tại Trung Châu nhiều năm như vậy kinh doanh, lại là vì bốn châu giấu giếm kế sách đánh yểm trợ. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Bách Lý Kinh Vĩ ra mặt không khỏi co rúm địa càng thêm lợi hại, cắn răng nói, Trác Phàm, người được, bản tướng lần này xem như thua tâm phục khẩu phục, đối người bội phục sát đất. Bách Lý Kinh Vĩ mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là cắn chặt hàm răng gạt ra, tuy nói là hận, nhưng cũng không thể không nói, bên trong có thật sâu kính ý. Trong thiên hạ, người tầm thường khắp nơi, có thể đem hắn Bách Lý Kinh Vĩ để lên một đầu, cũng chỉ có cái này Trác Phàm. Hắn hận, chỉ là đã sinh du. Sao còn sinh lượng ghen ghét, nhưng kính cũng là thật đánh đáy lòng chịu phục. Thật sâu liếc hắn một cái, cầm sắt kiếm vương thở dài một hơi, vừa nhìn về phía tùy tiện giạt rào Trác Phàm chỗ đó, thì thào lên tiếng, thế mà có thể đem Bách Lý Kinh Vĩ trăm năm mưu đồ, tính kế đến trình độ như vậy, cái này đáng sợ nam nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được lời này, bọn người người liếc nhìn nhau, cũng hơi hơi gật gật đầu, trên mặt nghiêm túc một mảnh. Thế nhưng là... Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này thì thắng, ta kiếm tinh không rơi, tự có nó đứng thẳng lý do. Nhưng là bỗng nhiên, Bách Lý Kinh Vĩ lại là nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chỉ phía trước những cái kia trọng phạm nói, ngươi phải cứu những người này, ta trước hết bắt bọn hắn khai đao. Ngươi hai tay hai chân một người, lại có thể hộ được bao nhiêu? Kiếm tinh hộ quốc kiếm vương nghe lệnh, cho ta giết, coi như hắn thắng toàn cục, cũng không thể để hắn thống khoái. Là, hét lớn một tiếng. Bách Lý ra sáu vị kiếm vương, liền cùng nhau động thủ, hướng cái kia trọng phạm chỗ đang bay đi. Khí thế cường đại, nhất thời như gió dục mây vần, uy hiếp khắp nơi. Thượng quan Phi Vân ngay từ đầu có chút do dự, không biết nên gia nhập một bên nào, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cùng Trác Phàm có oán niệm trước đây, liền không chút do dự dứt khoát gia nhập vào Trung Châu kiếm vương hàng ngũ, cùng theo một lúc đi đổ sát những cái kia trọng phạm. Đan Thanh Sinh bọn họ cùng Trác Phàm có giao tình. Mà lại lần này cũng đều lập công, chính mình không có cái gì, người ta cũng chướng mắt chính mình,
chính mình đứng cái kia một bên có chỗ tốt gì. Hừ, nghĩ như vậy, thượng quan Phi Vân trong lòng đã định, mặc kệ kiếm tinh vận mệnh như thế nào, đã là triệt để cùng đế quốc này buộc chung một chỗ, rốt cuộc không thể tách rời. Bởi vì hắn đã không đường có thể đi. Hưu, một cái lắc mình, đi vào Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, cầm sắt kiếm vương một thanh nắm được hắn cổ, quát to, Bách Lý Kinh Vĩ, nhanh để bọn hắn dừng lại. Hừ, dừng không được, cho dù chết, ta cũng phải nhìn cái này Trác Phàm thua ta một phần. Đại cục thắng không, tại lòng hắn ở giữa lưu cái tiểu tiếc núi cũng không tệ, ha ha ha. Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra tà dị đường cong. Mi mắt lắc một cái, cầm sắt kiếm vương không có cách nào. Những thứ này kiếm vương nghe Bách Lý Kinh Vĩ mệnh lệnh làm việc, hoàn toàn đến từ Bách Lý Ngự Thiên chỉ thị, bản thân cũng không quan tâm vị này thừa tướng chết sống, thậm chí cũng không quan tâm hoàng đế sinh tử. Cho nên chỉ cần hắn không hé miệng, bảy người kia liền sẽ không dừng lại. Mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn một chút Trác Phàm chỗ đó, cầm sắt kiếm vương thở dài một hơi. Tuy nhiên vị này đêm tối ma quân thực lực cường hãn, cho dù mấy cái này kiếm vương liên thủ, đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn là phân tán ra giết người, cái này Trác Phàm lại không phân thân thuật, làm sao có thể bảo hộ đến nhiều người như vậy đâu. Hắn đối bên trong một ít người coi trọng, cho dù là cái này cầm sắt kiếm vương, trong lòng cũng rất rõ. Sợ sợ tử thương mấy cái, trong lòng của hắn đều sẽ lưu lại khó có thể ma diệt bị thương. Kết quả là, không cần phải nhiều lời nữa, cầm sắt kiếm vương vừa nhấc chân, đã là trong nháy mắt hướng chỗ đó phóng đi, muốn giúp đỡ chống cự một phen, Đan Thanh Sinh cùng Tử Kiếm Tiên thì sớm đã xuất động. Bất quá, đồng dạng là kiếm vương thân thủ, bảy người kia động trước, bọn họ sau động, tự nhiên trễ một bước. Hô! Cường đại sức gió, thẳng hướng Mộ Dung Tuyết bước tới. Bách Lý Ngự Vân lộ ra nụ cười dữ tợn. Khủng bố uy thế, đánh úp về phía Lăng Vân Thiên chỗ đó, Bách Lý Ngự Vũ khóe mắt thỉnh thoảng liếc Trác Phàm chỗ đó liếc một chút, gặp hắn không có động tác gì, liền trong lòng nhất định, cái này có thể giết. Nàng nhưng là không muốn bởi vì giết không nên giết người, cùng Trác Phàm trở mặt. Bách Lý Kinh Vĩ nếu là nhìn thấy một màn này, đoán chừng cái kia tức chết. Bách Lý Ngự Vũ, người cái này lấy tay bắt cá a hỗn đản. Cái kia Lăng Vân Thiên cùng Trác Phàm có lông quan hệ a, người giết hắn hữu dụng không? Bất quá may mắn, hắn hiện tại đang ở vào hưng phấn cùng cừu hận phía dưới, cái gì đều không nhìn thấy, không phải vậy lại để cho hắn bắt ra một cái nội gián tới. Cứ như vậy, mãnh liệt sát khí hướng tất cả mọi người đánh tới, mỗi người đều là trong lòng cả kinh, cảm giác được tử vong tới gần, thỉnh thoảng có người hướng Trác Phàm chỗ đó nhìn qua, nhìn hắn cứu người nào, thế nhưng là kỳ quái là Trác Phàm cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, chẳng quan tâm, tựa như việc không liên quan đến mình một dạng, không có nửa phần xuất thủ ý nguyện. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nhanh khóc lên. Đại ca, ngài không phải tới cứu chúng ta, chỉ là tới trang bước đi. Phanh phanh phanh. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thụ lấy kiếm kia vương uy áp từng bước tới gần, tử vong khí tức đã là vần quanh trong lòng, Trác Phàm lại một lần đem tất cả mọi người vứt bỏ lúc. Từng đạo rung động màng nhĩ vang động, lại là nhất thời nổ tung tại tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó, thượng quan Phi Vân chờ bảy vị kiếm vương cùng nhau lui lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy thất đạo nhân ảnh, đã là thoáng chốc cản tại trước mặt bọn hắn. Tuyết Nhi, không có sao chứ? Mộ Dung Tuyết bên người, đứng đấy một cái thân mặc áo bào đỏ, bên hông đeo lấy một khối hỏa vân lệnh bài nam tử. Mộ Dung Tuyết thấy một lần, không khỏi vui vẻ, đại ca. Thượng quan Phi Hùng, người lại xuất hiện, ánh mắt khẽ híp một cái, thượng quan Phi Vân chăm chú nhìn phía trước, nghiến răng nghiến lợi. Rear mép khẽ nhúc nhích, thượng quan Phi Hùng hướng hắn ôm một cái quyền, cười nói, Phi Vân, trăm năm không thấy, có mạnh khỏe hay không? Mi mắt lắc một cái, thượng quan Phi Vân trên dưới dò xét, lại là chính gặp bên hông treo một khối ngọc bài, giống như núi đá. Lão cha, cái này Bách Lý Cảnh Thiên giao cho ta, ta có chút nợ cũ có thể coi là. Tốt, cẩn thận một chút. Một đôi cha con, phụ thân bên hông treo một khối nước chảy đồ án ngọc bài, nhi tử người khoác hắc bào, sau lưng có tầm một tháng răng đồ án. Đúng lúc này, một cái khác người khoác hắc bào, sau lưng lại là vẽ lấy một vòng mặt trời thanh niên, nhìn về phía hai người nói, muốn nói nợ cũ ta cũng có, đem hắn nhường cho ta đi. Dựa vào cái gì? Ta so với người còn mạnh hơn. Cát, khoát khoát tay,
cái kia trăng lưỡi liềm thiếu niên khinh thường bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Bỗng dưng, Trác Phàm vẫn như cũ bất động, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng là nơi này tất cả mọi người lại là hoàn toàn ngơ ngẩn, bởi vì mấy cái này quen thuộc bóng người, bọn họ đã trăm năm không thấy. Biến mất cao thủ, tái hiện giang hồ, làm bọn hắn kinh dị vô cùng. Chỉ có những ngày kia ma điện đệ tử, thật sâu dò xét bảy người liếc một chút về sau, nhất thời hớn hở ra mặt, hưng phấn kêu lên, ta thiên ma điện năm pháp phương cùng nhật nguyệt song làm, rốt cục xuất hiện. Cao thủ tề tụ, sau cùng quyết đấu, sắp bắt đầu. Kít, ngay tại cấp tốc chạy về phía trước cứu viện Đan Thanh Sinh ba người, một đến dừng thân, trong mắt tản ra từng tia kinh dị. Mộ Dung Liệt, Thượng Quan Phi Hùng, Âu Dương Lăng Thiên cha con vậy mà đều đến, mà lại cái này biến mất trăm năm ba đại cao thủ, lại là thiên ma điện pháp phương. Khó trách, mi mắt lắc một cái, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn Tử Kiếm Tiên liếc một chút, cười khẽ một tiếng. Khó trách người cái này lão sâu rượu vô duyên vô cớ cũng cùng thiên ma điện nhập bọn với nhau, thì ra là Mộ Dung Liệt giao tình. Chỗ nào, lão bằng hữu tìm tới cửa, lão phu cảm thấy có thể thực hiện, tự nhiên muốn cho chút thể diện, ha ha ha. Yên lặng cười cười, Tử Kiếm Tiên bệnh rosacea hơi hơi co rúm một chút, lộ ra vui vẻ nụ cười. Đan Thanh Sinh hai người gặp, cũng là khẽ gật đầu, trong lòng không sai. Tử Kiếm Tiên tuy là kiếm tinh kiếm vương, nhưng thân ở Tào Doanh lòng tại Hán, đối Mộ Dung gia thế nhưng là một mực tâm hệ cực kỳ. Có lẽ, hắn ngay từ đầu đáp ứng gia nhập kiếm tinh kiếm vương hàng ngũ, liền đã có vì Mộ Dung gia đánh yểm trợ dự định. Dù sao, nếu là cũng có ngày, kiếm tinh thật công hãm Nam Châu, hắn với tư cách là kiếm vương, cũng có thể xuất thủ bảo toàn Mộ Dung một mạch. Kiếm tinh bảy đại kiếm vương, đối lên thiên ma điện năm pháp phương cùng Nhật Nguyệt song làm, song phương khó phân trên dưới. Nhưng Đan Thanh Sinh ba người phản bội, lại nhất thời khiến kiếm tinh tại cao thủ tầng thứ bên trong họa vô đơn chí, nhất thời rơi vào hạ phong. Mắt thấy cảnh này, Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế mi mắt sâu nhăn, bình sinh lần thứ nhất mất lòng người, vội vã nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, Kinh Vĩ, cái này nên làm thế nào cho phải? Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhưng là còn chưa tới sơn cùng thủy tận chi địa đâu. Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là sắc mặt âm trầm. Cắn chặt hàm răng, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, nộ hống lên tiếng, kiếm tinh tướng sĩ nghe lệnh, cho ta công. Trảm giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Hống hống hống. Vừa mới nói xong, nhưng nghe từng đạo thét dài nộ hống đột ngột đến phát ra, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, ầm ầm địa một trận dâng trào, ngàn vạn kiếm tinh cao thủ, liên tiếp hướng đế đô trung ương bao vây quanh, cuồn cuộn lạnh lẽo sát khí, càng là phô thiên cái địa áp hướng nơi này các ngõ ngách. Mục tiêu thẳng trong ngón tay Tử Hình Đài, Trác Phàm bọn họ chỗ đó. Quả nhiên, là cái dụ địch cái bẫy. Lỗ tai hơi hơi động động, Trác Phàm nhếch miệng lên, từ chối cho ý kiến. Đan Thanh Sinh bọn họ thì là trong lòng cả kinh, nhìn về phía tứ phương đám kia phong xuất động giống như cao thủ dâng trào chi thế, đạp chân xuống, bá 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 điện liền cùng nhau đi vào chỗ kia hình đài bốn phía, đem mọi người bảo hộ ở bên trong, một đôi lãnh mâu cũng là chằm chằm hướng bốn phía địa phương. T. Đế đô bách tính, nhìn lấy cái này sát khí ngút trời thanh thế, cũng là ngăn không được hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi kêu lấy vội vã đi tứ tán, một trái tim bịch bịch trực nhảy, đều nhanh đụng tới. Em gái ngươi a, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, chọc ai gây người nào, hết lần này tới lần khác gặp gỡ dạng này đại loạn. Kiếm vương trong cao thủ đấu không nói, liền đại quân đế quốc đều hợp bốn phía, rất nhiều đồ thành chi thế. Thượng thiên phù hộ, mình cũng không muốn bị vạ lây a. Trong lòng một trận ai hô, những cái kia tìm đầu bách tính đã là chạy nháy mắt không thấy. Kiếm tinh những cái kia quân tướng cũng không có đem những này con kiến hôi để ở trong lòng, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, thiên ma điện một đám phản nghịch đầu người. Ầm ầm, khủng bố khí áp từng bước tới gần, Đan Thanh Sinh bọn người nhìn lấy cái kia một mảnh đen kịt, sắc mặt cũng là càng ngày càng trầm trọng. Trác Phàm thở sâu, nhếch miệng lên. Lại là khoan thai tự đắc, tình cảnh này, có vẻ như rất quen tất, trăm năm trước phát sinh qua đi. Đúng vậy a, Trác quản gia, chiêu này là năm đó ngươi dùng đến đối phó chúng ta lão tổ tông vây kín kế sách, lần này ngược lại, đối phó các ngươi. Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra tà dị đường cong, coi như hôm nay đế quốc hủy diệt, Nam Châu không muốn, nhưng đầu ngươi, bản tướng muốn định. Tuy nói hiện tại ba châu đại quân xâm chiếm, ta đế quốc bốn bề thọ địch. Nhưng là tại bọn họ trước khi đến,
chỉ sợ các ngươi đã bị mất mạng a, hừ hừ hừ. Nghe được lời này, Trác Phàm mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thượng quan Phi Vân mấy người bọn hắn kiếm tinh kiếm vương, thì là lộ ra nụ cười dữ tợn, bình tĩnh gật đầu, đúng vậy a, coi như kiếm tinh hôm nay hủy diệt, chỉ cần có chúng ta mấy cái tại, lại đánh hạ một cái giang sơn như thùng sắt, cũng không thành vấn đề. Nếu không lại kinh doanh mấy ngàn năm, thì lại là một cái kiếm tinh. Nhưng là các ngươi những cao thủ này một khi ở chỗ này bỏ mình, coi như làm bằng sắt giang sơn, cũng có thể cho ném. Giờ này khắc này, thắng bại số lượng, còn chưa quyết đây, thượng quan Phi Hùng. Phi Vân, người cao hứng không khỏi quá sớm, có thể hay không cầm xuống chúng ta đầu, nhưng vẫn là không thể biết được đâu. Khinh thường đến bĩu môi, thượng quan Phi Hùng cười nhạt một tiếng. Nhịn không được cười lớn một tiếng, thượng quan Phi Vân đầy mặt mỉa mai, ha ha ha. Người khác lúc này nếu là lại kêu rầm rĩ hai câu, cũng liền thôi. Người cái này bại tướng dưới tay bản vương, có tư cách gì nói như vậy? Đại ca, người lão hồ đồ, vẫn là để bản vương lấy trước xuống người đầu, cho hắn kiếm vương làm gương mẫu a, hừ hừ. Vừa mới nói xong, thượng quan Phi Vân nhất thời đạp chân xuống, dẫn đầu hướng thượng quan Phi Hùng chỗ đó chạy đi, còn lại kiếm vương cũng cùng nhau đuổi theo. Phi Vân, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Một phương diện khác, thượng quan Phi Hùng cũng là hét lớn một tiếng, đột ngột đến chạy về phía trước, Mộ Dung Liệt bọn họ thì là theo thật sát, ào ào cùng chính mình đối thủ giao thủ qua. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, 14 cỗ khí thế cường đại hung hăng đụng vào nhau, dẫn tới toàn bộ bầu trời đều là không ngừng run rẩy. Kiếm vương cấp cao thủ hỗn chiến, nhất thời triển khai. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, thượng quan Phi Vân cùng thượng quan Phi Hùng hai người dùng đều là trùng thiên kiếm kính, hai đạo khí phách hiên ngang hồng mang hung hăng đối cùng một chỗ, nhất thời bắn ra cường hãn uy thế. Thượng quan Phi Vân khóe môi nhếch lên khinh miệt, trong mắt đều là khinh thường, nhưng điều hắn vạn vạn không nghĩ đến là, soạt một tiếng, một đạo kiếm kình đúng là chợt xuyên qua hắn bên người, hắn cả một cái ống tay áo nhất thời tại cái kia thật không thể tin trong ánh mắt, vỡ ra, bắn ra bốn phía bay ra. Một cỗ kình khí cũng là thẳng tắp xuyên qua hắn lồng ngực, lệnh hắn ngăn không được run run thân thể, hướng về sau liền lùi lại, sắc mặt một đỏ, một đạo đỏ tươi chi sắc, không tự chủ được chảy ra. Bờ môi ngăn không được run run, thượng quan Phi Vân khó có thể tin nhìn về phía thượng quan Phi Hùng cái kia đạm mạc khuôn mặt, thì thào lên tiếng cái này. Làm sao có thể, ta lại, thua ngươi một chiêu, từ nhỏ đến lớn, ta thượng quan Phi Vân đều là người thắng, chưa từng thua qua ngươi, lần này sao lại thế? Phi Vân, ta sớm nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Khóe miệng hơi vểnh lên, thượng quan Phi Hùng tiếng cười khẽ nói, cái này trăm năm qua, ngươi tranh quyền đoạt lợi, trăm phương ngàn kế, đoạt Đông Châu chi vị. Lão Phu thì là tính tâm ngộ đạo, lĩnh hội trùng thiên kiếm kính chân tủy, không để ý tới thế tục trần thế. Ngươi thiên phú tại trên ta, nhưng ngươi tâm lại không tính, thần lại không ngưng, trăm năm không có chút nào tiến triển, nơi này chênh lệch, ngươi nhưng là rõ ràng. Da mặt ngăn không được địa co rúm, thượng quan Phi Vân hung hăng chừng lấy trước phương đại ca bóng người, lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đều là không muốn tin tưởng chi sắc, không có khả năng, ta thượng quan Phi Vân mỗi cái phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, cho nên ngươi làm gia chủ, trong lòng ta 10.000 cái không phục. Nhưng là vì cái gì hiện tại, ngươi lại siêu việt ta? Ta không tin, ta không tin. Đụng! Thượng quan Phi Vân chính đỏ mặt tía tai địa giống giận, nhưng là lại một đạo tiếng vang đã là trong nháy mắt vang vọng bên tai. Ngay sau đó, nhưng gặp một đạo hắc ảnh lóe qua. Bách Lý Ngự Vân sắc mặt cháy đen, miệng phun máu tươi ngã xuống tại bên cạnh hắn, sắc mặt trong nháy mắt thì rất trắng lên, trong mắt đều là kinh dị. Làm sao có thể, Mộ Dung Liệt công lực làm sao lại mạnh nhiều như vậy? Bách Lý Ngự Vân, năm đó bất bại kiếm tôn cùng tam thủ quái nha chi chiến, người ta đều là tại chỗ, thật chẳng lẽ không có cảm ngộ đến cái gì không? Bạch, một nói bóng người màu đỏ lóe qua, Mộ Dung Liệt nhất thời xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong mắt tản ra đạm mạc buồn bã sắc, thật đáng buồn a, thân thể vì một cái võ đạo tu giả, thế mà không có theo một cái chính thức cường đại võ giả trên thân, nhìn đến chỗ cường đại, các ngươi thật sự là Bách Lý gia người sao? Tuy nhiên trên thiên phú, các ngươi từng cái chảy bất bại kiếm tôn cường đại huyết mạch, thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có một cái nào chính thức truyền thừa cả đời đối võ đạo chấp nhất. Các ngươi, không có một cái nào giống hắn a.
ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Bách Lý Ngự Vân chăm chú nhìn phía trước đỏ thẫm bóng người, trong mắt mang theo một chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thượng quan Phi Vân thấy một lần, càng thêm lớn kinh hãi, thế nào, đồng dạng là kiếm vương cao thủ, người dễ dàng như vậy ngay tại Mộ Dung liệt thủ hạ bại trận, làm sao có thể? Bởi vì, bọn họ đã không phải là kiếm vương cấp. Trong mắt tản ra thật sâu ngưng trọng, Bách Lý Ngự Vân cắn chặt hàm răng nói, năm đó lão tổ tông đại chiến cấp 9 linh thú về sau, ta cũng cảm giác ba người bọn hắn ánh mắt xuất hiện biến hóa, tựa hồ cả người cảnh giới sách cao hơn nhiều. Quả nhiên, biến hóa này trăm năm sau xuất hiện, thông hơn trăm năm tu hành, bọn họ vậy mà nâng cao một bước, đã siêu việt kiếm vương. Cái gì? Không khỏi giật mình, Thượng quan Phi Vân lại nhìn về phía Thượng quan Phi Hùng chỗ đó, lại chỉ thấy khóe miệng của hắn vẫn như cũ treo lạnh nhạt đường cong, tại ba người chúng ta bên trong, lão phu vẫn là yếu nhất, lão phu thiên phú vẫn như cũ ngu dốt, không có thay đổi gì. Chỉ bất quá lão phu tâm cảnh đề cao, đối trùng thiên kiếm nói lĩnh hội, tự nhiên có khác một phen kiến giải. Hiện tại ngươi phải biết, võ đạo, võ phía trước, nói ở phía sau, từ võ cùng nói mới trọng yếu nhất ha. Ngươi tâm không trầm ngưng, cho dù thân có mạnh võ, làm sao có thể bằng nói. Rear mép ngăn không được hung hăng lay động, Thượng quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tâm cũng không ngừng chìm xuống dưới. Bởi vì hắn đã phát hiện, đối mặt cái này đã từng chẳng thèm ngó tới đại ca, trong bất chi bất giác, hắn đã mất sau hắn rất nhiều rất nhiều. Kết quả là, cơ hồ là nghiêng về một bên, có Mộ Dung Liệt cái này ba cái siêu việt kiếm vương cấp bậc tồn tại xuất thủ, kiếm tinh bảy đại kiếm vương, đã là hoàn toàn khó có thể ngăn cản, từng bước lui lại, liền chiến cái ngang tay tư cách đều không có. Mà những cái kia kiếm tinh thiết đệ tuy nhiên cũng đang không ngừng hướng tử hình giữa đài tâm trùng phong, nhưng là có Đan Thanh Sinh ba người ở phía trước cản trở, một lát, những người kia cũng chịu không đến nơi đây. Chỉ là liền Đan Thanh Sinh ba người cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Mộ Dung Liệt bọn họ ba lão gia hỏa này không biết xảy ra chuyện gì, cái này trăm năm ở giữa vậy mà lại có tiến triển, đều siêu việt bọn họ rất nhiều. Điều này không khỏi làm mọi người vừa sợ lại kỳ, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng đầy là kinh dị. Rất hiển nhiên, ba người lần nữa mạnh lên, cùng tiểu tử này có quan hệ. Kinh vĩ, song phương đều là kiếm vương cấp cao thủ. Vì sao đối phương so chúng ta bên này mạnh nhiều như vậy? Chúng ta lập tức liền muốn chịu không được. Bách Lý Kinh Thế nhìn lấy đây hết thảy, gấp đầu đầy là mồ hôi, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, kiếm vương cao thủ nếu là xong, chúng ta có thể đối phó bọn hắn thẻ đánh bạc thì càng thiếu a. Mi mắt rừng không ngừng run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng hướng sau lưng cái kia lôi âm nổ vang chỗ nhìn xem, trong mắt chỗ sâu lóe qua một đạo không hiểu tinh quang, tựa hồ tại chờ lấy cái gì giống như. Ầm ầm, từng đạo lôi xà chạy trốn trong mây, phát ra trận trận gầm nhẹ, dường như dã thú tê minh, đem nơi xa bầu trời chiếu lên lúc thì trắng sáng. Chỗ đó, chính là kiếm tinh đế quốc chi thần, bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên nơi bế quan. Mặc dù bây giờ đế đô quảng trường đã là tiếng kêu giết rầm trời, từng đạo cường đại khí bạo âm thanh, cũng là cơ hồ đem tất cả mọi người lỗ tai nhồi vào, làm bọn hắn nghe không được khác tạp âm. Nhưng là trên đài tử hình, Trác Phàm yên tĩnh đứng sừng sững trung ương, lại là cái gì cũng nghe không được, chỉ là thẳng tắp mặt hướng cái kia sấm sét chỗ, cùng Bách Lý Kinh Vĩ một dạng, tựa hồ cũng đang chờ cái gì giống như. Giống. Một đạo long ngâm chấn thiên, Đan Thanh Sinh vung tay lên, trước mặt mấy ngàn cao thủ tại một đạo kình khí dưới, nhất thời hóa thành bụi phấn. Từng đạo tiếng leng keng hiển hiện, cầm sắt kiếm vương thất âm vô hình kiếm, đem trước mặt tất cả mọi thứ oanh sát đến cặn bã. Tử kiếm tiên một miệng rượu mạnh phun ra, đầy trời biển lửa trong nháy mắt đem trước mặt thiết kỵ, hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Ba người hợp lực, cản trở cái kia ngàn vạn đại quân công tới, sắc mặt nghiêm túc một mảnh, biết rõ Trác Phàm ở nơi đó lười biếng, lại cũng không có cái gì lời oán giận. Bởi vì bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, vương đối vương, tướng đối tướng, đêm tối ma quân đang đợi đối thủ, còn chưa xuất hiện đâu. Ầm ầm, một đạo tử lôi lóe qua. Tước Nhi một chân đá hướng Bách Lý Ngự Vũ mặt. Bách Lý Ngự Vũ vung tay chặn lại, đụng một tiếng, hai người vừa chạm vào tức tán, lại là liều cái bình sinh. Hung hăng nhìn chằm chằm cái này tóc màu tím tiểu cô nương không thả, Bách Lý Ngự Vũ đã là có chút thở hồng hộc, trong lòng nói thầm. Tiểu tử thúi kia đến tột cùng từ chỗ nào chiêu mộ được quỷ dị như vậy cao thủ, tuổi tác không lớn, thực lực biến thái như vậy. Ta vẫn được nghĩ lấy đánh thời điểm.
cho tiểu tử kia cái mặt mũi, cho nhà đầu này thả cái nước, ứng phó một chút. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình lúc trước những phiền não kia thật mẹ hắn là lo ngại. Nhà đầu này hung ác như thế, thả cái gì nước a? Đoán chừng lão nương một cái không lắm, đều muốn ăn quả đắng. Nha nha nha, tiểu tử kia hành động trước, không có đối thủ phía dưới phân phó, xuống tay với lão nương điểm nhẹ sao? Hừ, không có chút nào chú ý trước kia tình nghĩa. Vũ tỷ, thế mà, nàng trong lòng đang thầm hận, đối diện thiếu nữ tóc tím kia cũng đã hì hì cười một tiếng, trêu chọc nói, đã lâu không gặp, thân thủ vẫn như cũ đến a. Ách, bất giác trì trệ, Bách Lý Ngự Vũ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngươi là. Thế nào, không biết, ngươi còn giả trang qua mẹ ta đâu. Tước Nhi, không khỏi giật nảy cả mình, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời nhớ tới, chăm chú nhìn nàng, khó có thể tin nói, thế mà đều đã lớn như vậy, công lực cũng thâm hậu như thế. Thật sự là theo ngươi cái kia lão cha một dạng, thấy thế nào đều không giống người. Ta vốn cũng không phải là người. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, Tước Nhi từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, Phu tỷ, chúng ta trước kia ở chung qua một đoạn thời gian, chung đụng được cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng một mực đem ngươi trở thành chính mình người nhìn. Hiện tại kiếm tinh nhanh xong, ngươi không bằng đến chúng ta bên này a, như thế nào? Chớ nói nhảm, chúng ta kiếm tinh sẽ không xong. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ đầu tiên là giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó liền nhíu mày nhăn chán, do dự lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao nàng là Bách Lý gia người, người khác đều có thể phản bội, không có gì nói. Nhưng nàng như thế vô duyên vô cớ phản chiến đối mặt, trong lòng thủy chung có chút áy náy. Dù sao lão tổ tông tuy nhiên đối nàng hung ác, nhưng không có làm có lỗi với nàng sự tình, nàng làm sao có thể nói phản địch thì phản địch đâu. Thản nhiên cười, Tước Nhi từ chối cho ý kiến, phất phất tay nói, tính toán, ngươi bây giờ không nghĩ tới đến, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao kiếm tinh đổ vào, ngươi không chỗ có thể đi, còn không phải đến chúng ta chỗ này. Ha ha, tiểu nha đầu. Người khác mơ mộng hão huyền, chúng ta kiếm tinh binh hùng tướng mạnh, giờ này khác này bị vây là các ngươi còn là lo lắng một chút. Đó chính là các ngươi binh hùng tướng mạnh, thế mà, còn không đợi nàng nói xong, Tước Nhi đã là nhếch miệng cười một tiếng, chỉ phía sau nàng. Nhíu mày, Bách Lý Ngự Vũ nghi ngờ quay đầu đi, lại là nhất thời khuôn mặt khẽ giật mình, bỗng dưng ngây người, sao? Làm sao có thể? Chỉ thấy giờ này khác này. Bách Lý ra một đám kiếm vương đã là từng cái trọng thương ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, rất khó tái chiến. Mộ Dung Liệt bọn họ thì là từng cái cười lạnh nhìn nhau, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, lộ ra bay trái bay phải. Bất quá một phút công phu, song phương đều có 7 cái kiếm vương cao thủ, lại là rất nhanh phân ra thắng bại, cơ hồ là tính áp đảo nghiêng về một bên kết cục. Nhìn lấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ trong nháy mắt mắt trợn tròn, làm sao thiên ma điện cao thủ phương diện. Mạnh như vậy sao? Ai, Vũ tỷ, nói thật cho người biết, cái này trăm năm qua, trừ ta cùng Tam ca hai cái pháp phương thay ta cha làm việc bên ngoài, còn lại 3 cái kia lão đầu tử, cũng chỉ là theo cha ta bế quan lĩnh hội mà thôi, căn bản không để ý tới thế tục. Méo mó đầu, Tước Nhi hì hì cười một tiếng, người có thể suy nghĩ một chút, cái này 4 cái đều là ai a? Mỗi ngày lăn lộn cùng một chỗ, cũng là đang không ngừng nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tâm đắc. Lại có cha ta dẫn đầu chỉ đạo, thực lực kia còn không cọ cọ thẳng tăng a. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là so với bình thường kiếm vương muốn mạnh hơn, ta ngay từ đầu tuyển ngươi làm đối thủ, chính là sợ 3 cái kia lão già kia thất thủ thương tổn ngươi. Ta thế nhưng là một mực cho ngươi thả rất nhiều nước, đủ ý tứ a, hắc hắc hắc. Da mặt ngăn không được co lại, Bách Lý Ngự Vũ ngơ ngác liếc nhìn nàng một cái, ngươi cho ta thả. Nước? Đương nhiên. Không phải vậy ngươi bây giờ còn có thể như thế hoàn chỉnh đứng đấy. Ây, tốt a. Trong lòng một mảnh mồ hôi đổ như thác lao nhanh mà ra, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời im lặng, liên tục cười khổ, trong nháy mắt cảm thấy mình già rất nhiều giống như. Đây thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, đem sóng trước đập chết tại trên bờ cát. Nghĩ không ra lúc trước một cái mũm mím hồng hồng, tình điêu ngọc trác tiểu cô nương, trong nháy mắt thì vượt qua chính mình, còn cho chính mình tưới nước. Ai? Một phương diện khác, nhìn lấy đây hết thảy, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, rung động thân thể, bịch một tiếng ngồi liệt ở trên hoàng vị. Xong, hết thảy đều xong, liền kiếm vương cao thủ đều. Bách Lý Kinh Vĩ thì là lạnh mắt nhìn đi, song quyền gấp siết chặt,
vẫn như cũ cứng chắc đứng thẳng, tựa hồ còn đang chờ cái gì giống như, trong mắt cũng không có nhận thua ý đồ. Đụng! Theo sau cùng một tiếng vang thật lớn phát ra, thượng quan Phi Vân thân thể nặng nề mà rơi xuống mấy vị kiếm tinh kiếm vương chỗ đó, thượng quan Phi Hùng cùng Mộ Dung Liệt bọn người, chậm rãi hướng về phía trước, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đem bọn hắn vây quanh. Âu Dương Trường Thanh hì hì cười một tiếng, chỉ Bách Lý Cảnh Thiên nói, thế nào, hôm nay ngươi rốt cuộc biết cái gì gọi là quân tử báo thù, trăm năm không muộn a, cụt một tay kiếm vương. Muốn giết cứ giết, nghỉ nói nhảm nhiều. Nhẹ hừ một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Hơi hơi bĩu môi, Âu Dương Trường Thanh cười nhạo liên tục. Thượng quan Phi Hùng thì là chăm chú nhìn thượng quan Phi Vân chỗ đó, trịnh trọng nói, Phi Vân, ngươi phản bội gia tộc, lão phu với tư cách là tộc trưởng, có trách nhiệm đưa ngươi mang về trừng phạt. Được làm vua thua làm giặc, không có gì nói. Hơi hơi nhắm lại mắt, thượng quan Phi Vân thở dài một hơi, không cam lòng nắm nắm quyền đầu, mang theo từng đạo vết máu trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ cô đơn. Nhẹ nhàng gật đầu, thượng quan Phi Hùng hướng bọn người người ôm ôm quyền nói, các vị, thượng quan Phi Vân giao lão phu xử trí a, những người còn lại tính toán Thiên Ma Điện tù binh, các ngươi tùy ý. Đạm mạc gật đầu, mọi người từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người muốn xuất thủ, đem cái này một đám bại tướng buộc chặt cầm xuống lúc, ầm ầm một tiếng sấm nổ, lại là bỗng dưng từ cái này xa xa sấm sét toán loạn chỗ vang lên. Ngay sau đó, nhưng gặp một đạo tử mang lấp lóe, một cỗ không gì sánh kịp mãnh liệt khí thế, đột ngột đến hướng cái này tiếng kêu giết rầm trời chỗ đánh tới. Cái này, đây là, thân thể ngăn không được chấn động, mọi người cảm thụ lấy cỗ này quen thuộc cảm giác áp bách, cùng nhau quá sợ hãi. Bách Lý Kinh Vĩ thì là hai mắt tỏa sáng, rốt cục cuồng cười ra tiếng, ha ha ha. Rốt cục đến, ta kiếm tinh bảo hộ thần, Trác Phàm, Thiên Ma Điện, các ngươi hết. Hiu, tử mang bay lượn, lôi long lăng không, giống như yêu tinh lâm thế, theo một đạo chói mắt màu tím ánh sáng, từ đằng xa cấp tốc đánh tới, toàn bộ bầu trời cũng dần dần hóa thành một mảnh lôi hải, khủng bố uy áp, dường như nuốt tận thương khung, hướng về vùng này đen nghịt đám người, cấp tốc chạy tới. Bất bại kiếm tôn, Bách Lý Ngự Thiên, lão gia hỏa này thế mà còn sống. Lão tổ tông, trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, Mộ Dung Liệt bọn người lúc này hét to lớn tiếng, Bách Lý Ngự Vân bọn họ cũng là ngăn không được một trận cuồng hỉ, hô to liên tục, trong lòng lần nữa phát lên tất thắng niềm tin. Chỉ cần kiếm tinh còn có lão tổ tông tại, thì vĩnh viễn không sẽ vẫn lạc. Ngay tại ngăn cản kiếm tinh đại quân vây công Đan Thanh Sinh bọn họ, cũng là bỗng dưng thân thể trì trệ, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia tử mang bay tới chỗ, một trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Trăm năm, một mực không có lộ diện bất bại kiếm tôn, nghĩ đến đã là sớm đã quy thiên, nhưng không nghĩ tới thật còn sống. Cái này nhưng là phiền phức, bất quá. Nghĩ như vậy, Đan Thanh Sinh bọn người lại sâu sắc nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong mắt mang theo hy vọng chi sắc. Đụng, hung hăng đạp lên mặt đất, Mộ Dung Liệt không quan tâm hắn. Nhất thời hướng cái kia tử mang bay tới chỗ chạy đi, trong mắt chớp động lên nồng đậm chiến ý, thiên hạ đệ nhất bất bại kiếm tôn, trăm năm qua đi, năm đó bại tướng hướng ngươi lại phát khiêu chiến. Chúng ta cũng là, không có chút nào do dự, mọi người cũng là không tiếp tục để ý những cái kia trọng thương kiếm vương, mà chính là từng cái theo Mộ Dung Liệt bóng người, cùng nhau hướng cái kia tử mang bay đi, trong mắt nồng đậm chiến ý, dường như chói mắt ánh sáng mặt trời, sáng rõ người mắt mở không ra. Cho dù là Tước Nhi, Bách Lý Ngự Vũ một cái không có ngăn lại, cũng là đuổi kịp đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bao quát những cái kia kiếm vương, cũng không khỏi đến giật mình chứng. Bọn họ cùng tiến lên, là bởi vì tự giác, bảy người liên thủ có thể đánh bại lão tổ tông sao? Không, trong mắt bọn họ không có tất thắng, chỉ có chiến mà thôi. Chỉ là không thắng chi chiến, đánh tới lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, những cái kia kiếm vương nhìn lấy cái này thất đạo thân ảnh, cũng bất giác ngơ ngẩn, nhưng là cũng giống như minh bạch cái gì, cường đại huyền bí. Hiu, lóa mắt tử mang, trong nháy mắt xuyên qua bảy người bay lượn bóng người, đụng một tiếng, nện đến đế quốc trung ương trên quảng trường, lộ ra cái kia tinh xảo khải giáp, liệt liệt áo choàng, còn có một đầu trắng xám sợi tóc. Chậm rãi ngẩng đầu, hai cái đôi mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến thương khung, lại chính là năm châu cao thủ mạnh nhất, bất bại kiếm tôn đến. Bính bính bính. Sấm sét nổ vang, từ thất đạo thân ảnh ở giữa xuyên qua, từng đạo xương máu,
mang theo từng tia mùi tanh, tràn ngập hướng bốn phía các nơi. Ngay sau đó, nhưng ngửi phốc 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 bảy đạo buồn bực thanh âm liền vang, Mộ Dung Liệt bọn họ đã là cùng nhau phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, đổ vào cái kia vũng máu bên trong, đứng không dậy nổi. Hô hô hô, tính, giống như chết tính, trừ cái kia liệt phong gào thét, quét lên lão nhân kia trắng xám sợi tóc, toàn bộ kiếm tinh trong sân rộng, trong nháy mắt dừng lại đầy trời kêu gào tiếng hò giết. Không chỉ có là những cái kia kiếm tinh tướng sĩ dừng lại trùng phong, cho dù là Đan Thanh Sinh chờ ba kiếm vương, cũng bỗng dưng dừng lại trong tay động tác. Tất cả mọi người, đều thẳng tắp nhìn về phía giữa sân lão nhân kia, tráng kiện thân thể, như đem giơ cao thiên thần kiếm giống như, yên lặng đứng ở đó. Phong mang tất lộ, không ai bì nổi, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một hơi mà thôi, chỉ là trong nháy mắt công phu thôi, đem kiếm ngôi sao chư vị kiếm vương phút chốc đánh bại thiên ma điện pháp vương cùng nhật nguyệt song làm, đúng là đảo mắt thì bị trọng thương ngã xuống đất. Cái này, cũng là thiên hạ mạnh nhất, bất bại kiếm tôn thực lực, là bọn họ kiếm tinh đế quốc vĩnh viễn không sẽ vẫn lạc chứng minh. Trong lòng nghĩ như vậy, tất cả kiếm tinh tướng sĩ nhìn về phía lão nhân kia bóng người, tràn đầy kính trọng chi sắc. Còn lại những cái kia bốn châu cùng thiên ma điện đệ tử bọn người, nhìn lấy cái kia đáng sợ lão quái vật, lại là giống như yêu nghiệt, không ngừng địa ai thanh thở dài, tâm chìm xuống phía dưới. Lăng Vân Thiên càng là có chút hối hận, lúc trước thật sự là mỡ heo che tâm, tại sao không có đem cái này lão quái vật giết chết đâu. Lưu đến bây giờ, quả nhiên là đại hậu hoạn a. Ha ha ha, một tiếng ngửa mặt lên trời cười to, vang vọng thương khung, Bách Lý Kinh Vĩ bỗng dưng tiến về phía trước một bước, nhìn về phía Trác Phàm, đầy mắt đều là đắc ý ánh sáng, Trác quản gia, người tính sai, trăm năm qua một mực chưa lộ diện lão tổ tông, cũng chưa chết. Chỉ cần lão nhân gia ông ta tại, chúng ta kiếm tinh liền sẽ không xong đời. Hôm nay chết ở chỗ này, sẽ là ngươi, còn lại những cái kia bốn châu phản nghịch, cũng sẽ theo ngươi mà đi. Ngươi trăm năm kế hoạch, thì sẽ nước chảy về biển đông. Hống hống hống. Vừa mới nói xong, những cái kia kiếm tinh tướng sĩ cũng là cùng nhau ngửa mặt lên trời gào to lên tiếng, một trận hưng phấn không hiểu. Kiếm tinh mạnh nhất biểu tượng, cũng không phải 10 kiếm vương, mà chính là cái này kiếm tinh chi thần, lão tổ tông bất bại kiếm tôn. Chỉ cần hắn không có việc gì, coi như 10 kiếm vương đô chết, cũng không quan hệ, bọn họ đấu trí vẫn như cũ không diệt. Mi mắt hơi hơi run run, Bách Lý Ngự Vũ một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, song quyền khẩn trương nắm lên tới. Tuy nói không biết năm đó hắn là như thế nào theo lão tổ tông trong tay thoát thân, nhưng là hiện tại trực diện lão tổ tông uy nghiêm, hắn thủ hạ cái kia thất đại cao thủ cũng đã toàn quân bị diệt, hắn lại cái kia ứng đối ra sao đâu. Không để ý đến mọi người chung quanh, hoặc ngưng trọng, hoặc lo lắng, hoặc hưng phấn, hoặc khinh miệt ánh mắt, Trác Phàm yên tĩnh đứng tại trên đài tử hình, trầm ngâm một chút về sau, cuối cùng động. Nhẹ nhàng mở ra tốc độ, chậm rãi hướng bất bại kiếm tôn nơi đó đi tới, yêu nhã mà lạnh nhạt. Trăm dặm thừa tướng, vừa mới ta cũng đã theo ngươi nói, ta cái này trăm năm qua bố cục ý đồ, đại thể cũng là khống chế ngươi tốc độ xuất thủ. Nhưng là vì sao muốn khống chế đâu? Ha ha, tự nhiên là chờ ta chuẩn bị tốt, mới có thể tiến hành xuống cái này trận chiến cuối cùng a. Nhếch miệng lên, chợt lộ ra một cái tà dị tiếu dung, Trác Phàm trong tay một đạo hắc mang lấp lóe. Một thanh bốn màu khảm một bên đen nhánh trường kiếm, liền đột ngột đến ra hiện tại trong tay, dưới chân bỗng nhiên một bước, liền cấp tốc hướng Bách Lý Ngự Thiên phóng đi. Bảo vệ bọn hắn. Tốt. Minh bạch hắn ý tứ, Đan Thanh Sinh ba người cũng là vội vã đi vào những cái kia trọng phạm trước mặt, toàn thân khí thế đại phóng, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đinh. Đồng dạng, lớn lên kiếm ra khỏi vỏ, Bách Lý Ngự Thiên không nói hai lời, đối mặt Trác Phàm đoạt công. Trước tiên cũng là xuất ra cái kia thanh sấm sét nở rộ bổ thiên thần kiếm. Dưới chân đạp mạnh, liền hóa thành một đạo tử mang, hung hăng hướng Trác Phàm phóng đi. Chỉ một thoáng, hắc ảnh kết bạn với tử ảnh, cơ hồ tại mọi người phản ứng cũng không kịp tình huống dưới, một đen một tím hai thanh thần kiếm, đã là hung hăng đối chặt cùng một chỗ. Oanh! Cường đại trùng kích sóng, bỗng nhiên theo hai người trong lúc giao thủ khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, uy áp mạnh mẽ. Càng là làm cho thiên địa rung chuyển, trong nháy mắt cuốn vào cuồng phong phi xa bên trong. Bách Lý Kinh Vĩ cùng Hoàng đế hai người thấy một lần, vội vàng ngã nhào xuống đất, đem đầu chôn sâu lòng đất, tùy ý cái kia liệt liệt cương phong theo lưng xẹt qua, lại là một trận nóng bỏng đau đớn.
mà những cái kia kiếm tinh các tướng sĩ, thì là vừa vặn đụng phải cỗ uy thế này, liền trong nháy mắt bạo liệt thành xương máu, tan đi trong trời đất. Hàng trăm hàng ngàn, hơn vạn, hơn 100.000 cao thủ, cơ hồ đều là trong nháy mắt, liền tất cả đều đánh nát thành cặn bã. Đoán chừng cho dù trước khi chết, cũng không biết chính mình chết như thế nào. Cường đại dư âm quét ngang ngàn dặm chi địa, toàn bộ đế đô, thoáng qua ở giữa, biến thành một vùng phế tích đất vàng. Chờ hết thảy bình tĩnh thời điểm, Bách Lý Kinh Vĩ hai người chậm rãi nâng lên đầu, hướng về phía trước nhìn lên, nơi này đã là đất vàng dốc cao, sa mạc ngang dọc, lại không có lúc trước đế đô tùm chi tượng. Cho dù là những cái kia may mắn đào mệnh sống sót, nhìn lấy đây hết thảy, cũng là đầy mắt vẻ hoảng sợ, tâm hung hăng cấp tốc nhảy lên, trong lòng hoảng hốt. Sau trên sống lưng, đã sớm bị mồ hôi lạnh phủ kín. Nương a, cái này là bực nào uy lực a, vậy mà thuận ở giữa đem đế đô san bằng. Tất cả mọi người, nhìn lấy đây hết thảy, đều là trong mắt chỗ sâu, sinh ra thật sâu kinh khủng, chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ một người, tại trầm ngâm một chút về sau, bỗng dưng cười to lên, ha ha ha. Nhìn đến a, đây chính là ta kiếm tinh lão tổ tông lực lượng. Trác Phàm, người coi như tính toán tường tận. Tại lão tổ tông thần uy trước mặt, cũng là con kiến hôi không chịu nổi một kích thế hệ. Nghe được lời này, lúc trước còn tràn đầy hoảng sợ kiếm tinh các tướng sĩ, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy a, đây là lão tổ tông một kiếm thần uy. Một kiếm này, liền trực tiếp đem đối thủ đưa xuống địa ngục, chúng ta. Thắng! Bách Lý Ngự Vũ từ dưới đất bò lên, nghe đến Bách Lý Kinh Vĩ kêu gào, cũng là ngăn không được giật mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng địa bốn phía xem. Một trái tim nhấc đến cổ họng nhi bên trong. Cái tên xấu xa kia, sẽ không phải thật bị lão tổ tông một kiếm giải quyết ha, tuy nói lấy lão tổ tông lực lượng, xác thực có khả năng, thế nhưng là... Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Ngự Vũ càng thêm vội vàng. Trăm dặm thừa tướng, người không khỏi cao hứng quá sớm đi. Thế mà, ngay tại lúc này, cười lạnh một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ theo thanh âm nhìn qua. Lại chính gặp tại cái kia đằng đắng cát vàng bên trong, một chỗ đài cao đúng là không nhúc nhích tí nào bình yên vô sự, trên bàn người cũng không một bị nửa phần thương tổn. Chỉ có bộ kia ba người trước, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể lắc một cái, cùng nhau phun ra một miệng đỏ tươi đến, lại chính là Đan Thanh Sinh ba vị kiếm vương. Vừa mới Trác Phàm để bọn hắn bảo hộ chi ý, cũng chính là thay trên đài tử hình người ngăn trở cái này dư âm xâm nhập, bọn họ làm đến, nhưng cũng trọng thương. Khóe miệng hơi hơi một phát, Đan Thanh Sinh không khỏi cười khổ một tiếng, không hổ là bất bại kiếm tôn kiếm uy, chỉ là dư âm liền có thể trọng thương chúng ta, muốn là tự mình đón lấy một kiếm này, chúng ta đoán chừng sớm đã biến thành cho bụi. Lão quái này vật, quả thật là đáng sợ a. Đúng vậy a, còn lại hai người nghe đến, cũng là dừng gật đầu không ngừng. Bách Lý Kinh Vĩ gặp, không khỏi tà cười một tiếng, đắc ý nói, đây là đương nhiên, lão tổ tông thần uy. Thiên hạ chớ có thể cùng kháng. Chẳng lẽ các ngươi coi là, Trác Phàm tiểu tử kia có thể theo lão tổ tông dưới một kiếm mạng sống sao? Hừ hừ, quả thực cười chê. Không là sống mệnh, mà chính là cơ hội thắng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Đan Thanh Sinh suy yếu chà chà khóe miệng đỏ tươi, lộ ra hy vọng nụ cười, trăm dặm thừa tướng, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, chúng ta thần phục kiếm tinh trăm năm, khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Để người trong thiên hạ đâm cột sống sự tình đều làm tận, tại sao lại tại lúc này, tất cả đều phản bội đế quốc. Mí mắt lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chằm chằm bọn họ, không nhúc nhích. Nhếch miệng lên, Đan Thanh Sinh lộ ra vẻ hưng phấn, hét lớn lên tiếng, bởi vì chúng ta nhìn đến hy vọng, đánh bại thiên hạ mạnh nhất, bất bại kiếm tôn hy vọng. Người kia, cũng là Trác Phàm. Lời vừa nói ra, còn lại hai người cũng là cùng nhau gật gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Thân thể hung hăng lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ biến sắc, lần nữa quay đầu hướng hai người vừa mới cái kia giao chiến chỗ nhìn qua. Hô! Một trận cuồng phong cạo qua, đem cái kia mãn thiên hoàng sa thổi tan, lại là trèo lên thì lộ ra bên trong hai đạo nhân ảnh, cùng hai thanh thần kiếm, lẫn nhau tương để, rằng co không chịu nổi. Bách Lý Ngự Thiên càng già càng dẻo dai, tay cầm bá thiên kiếm, râu tóc trong gió bay múa, rất là buông thả, Trác Phàm thân mang áo trắng. Khóe miệng hơi vểnh, trong tay hắc sắc ma kiếm, phóng thích ra quỷ dị ánh sáng, một đen một trắng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra một cỗ thâm bất khả trắc ý vị. Hai thanh thần kiếm cũng là lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng leng keng,
từng đạo sao hỏa tán phát ra, lại là không ai nhường ai. Hai người dưới một kiếm, đúng là liều cái lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể, hắn vậy mà ngăn trở lão tổ tông một kiếm thần uy. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ nhịn không được hét to lớn tiếng, trên mặt đều là khó có thể tin nhan sắc, hung hăng dao động cái đầu, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này, không có khả năng, không ai có thể ngăn trở lão tổ tông một kiếm, không có. Bọn người người gặp, cũng là ngăn không được quá sợ hãi, bao quát mấy vị kiếm vương cùng kiếm tinh những cái kia các tướng sĩ, chỉ có Đan Thanh Sinh bọn người, khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, khẽ gật đầu. Chúng ta một mực biết, tiểu tử này là bất bại kiếm tôn kẻ hủy diệt, từ khi chúng ta cùng giao thủ một khắc kia trở đi, đã là minh bạch điểm này. Kiếm tinh như vong, tất nhiên vong tại người này trong tay. Trác Phàm, đánh bại hắn, leo lên Nam Châu đỉnh phong đi. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, Trác Phàm nghe đến cái này sâu na hô, không có trả lời, nhưng là khóe miệng lại là nhếch lên một cái không sai đường cong. Cái kia, là đương nhiên. Xì xì xì. Kỳ lân tí phát ra sáng chói hồng mang, nương theo lấy Trác Phàm dùng ra kỳ lân thần lực, cái kia một mực rằng co lưỡi kiếm, cuối cùng phát sinh chách đi. Trường kiếm màu đen, mang theo tính áp đảo lực lượng, không ngừng hướng về phía trước đè ép, thẳng làm cho cái kia trường kiếm màu tím một mực lui lại. Bất bại kiếm tôn cũng là nắm chặt bá thiên kiếm, thân thể từng bước một bị ép tới lui về phía sau, trên cánh tay tuy nhiên nổi gân xanh, đã là dùng suốt toàn lực, nhưng vẫn là khó có thể cải biến lực lượng phía trên bị áp chế xu thế. Chỉ có cái kia hàm răng, còn đang một mực cắn chặt, một đôi lãnh mâu hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, lại là chiến hỏa hừng hực, liệt diễm thao thiên, thậm chí còn có vẻ hưng phấn ở bên trong. Gần vạn năm qua, có thể cùng lão phu phân cao thấp cường giả, rốt cục xuất hiện. Lão phu lưu tại nơi này, hoàn thành cái này sau cùng đỉnh phong quyết chiến, quả nhiên là đúng. Ha ha ha. Trong lòng một trận cười to, Bách Lý Ngự Thiên nhìn không được liệt lên miệng, cao hứng hét lớn âm thanh Trác Phàm. Đụng. Bách Lý Ngự Thiên bỗng nhiên vừa dùng lực, bỗng dưng nộ hống, toàn thân khí thế đại tác, Trác Phàm cũng là cánh tay phải hồng mang đại thịnh, hất lên lưỡi kiếm, hai người tất cả đều tại cái kia cự lực phía dưới, cùng nhau bị bước lui trở về, lướt qua mặt đất một đường trượt. Trác Phàm trơn 20 bước, Bách Lý Ngự Thiên cũng giống vậy trơn 20 bước mới dừng lại. Hai người lần nữa xa xa tương đối, lại đúng là lại liều cái không phân sàn sàn nhau. Nhìn lấy đây hết thảy, tất cả mọi người đã nhìn mắt trợn tròn, riêng là cái kia Bách Lý Kinh Vĩ, càng là khó có thể tin thẳng lắc đầu, làm sao có thể, hắn làm sao có thể cùng lão tổ tông đối kiếm, không rơi vào thế hạ phong. Hắn làm sao có thể sẽ có dạng này lực lượng. Kinh Vĩ, ngươi nhìn. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, Bách Lý Kinh Thế lại là gấp vội vàng hắn đầu vai. Nhất chỉ bầu trời, hô lớn. Theo hắn chỉ hướng nhìn qua, Bách Lý Kinh Vĩ thân thể lắc một cái, trong nháy mắt ngây người. Còn lại mọi người thấy, cũng là nhịn không được thân thể rung động, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Bách Lý Ngự Vũ cùng Đan Thanh Sinh những thứ này kiếm vương cao thủ, nhìn lấy màn quỷ dị này, cũng là có loại như trong mộng cảm giác. Bởi vì trong hiện thực, sao sẽ xuất hiện như thế không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ thấy giờ này khắc này, toàn bộ bầu trời, đã là nhất thời làm hai nửa, đồng loạt đứt gãy ra, dường như một cái cầu hình vòm, từ đó đứt gãy giống như. Một con chim bay trên đường đi qua nơi đây, lại là hoàn toàn không biết nên muốn thế nào bay qua, chỉ là đợi nó cưỡng ép lúc bay qua, lại là tại cái kia đứt gãy ở giữa, răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, thế mà bị cái kia đứt gãy cho cắt đứt. Cái này một cả mảnh trời hư không, đúng là bị nhân sinh sinh chém thành hai nửa. Cái này, làm sao có thể? Thế nhưng là lại xem xét cái kia đứt gãy chỗ vị trí, lại chính là mới vừa rồi hai người tách ra chỗ. Hai người lúc trước hợp lực, kết quả không phân thắng thua, kiếm khí bay thẳng bầu trời, lại là lúc này đem thiên cho chém ra. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía hai người ánh mắt, càng thêm hãi nhiên. Bọn họ kiếm đạo đến tột cùng tu đến loại nào không thể tưởng tượng chi cảnh, lại có chảm thiên chi lực. Ưng ực một tiếng. Nuốt ngụm nước bọt, mọi người nhìn về phía hai người ánh mắt, tràn đầy kinh khủng, trên đầu cũng là tầng tầng mồ hôi lạnh một mực bốc lên. Cái này, còn là người sao? Không có để ý những người kia kỳ dị ánh mắt, Bách Lý Ngự Thiên hơi trầm mặc, lại là chợt nhếch miệng cười một tiếng, phóng khoáng lên tiếng, ha ha ha. Người có thể còn sống đến trước mặt lão phu, thật sự là quá tốt.
trăm năm trước ước định, thì để cho chúng ta hôm nay kết đi. Người thắng hồi Thiên Ma Sơn, đi hướng càng cao vị trí, kẻ bại thì với tư cách người thắng bàn đạp, vĩnh viễn lớn lên chôn nơi đây. Bạch, vung lên ma kiếm, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, lãnh khốc lên tiếng, ta thì vì thế mà đến, lấy phàm giai tối cường giả thân phận, hồi tới đó, khiêu chiến càng cao tồn tại. Mỉm cười, Bách Lý Ngự Thiên cũng nghiêm túc, đồng dạng trường kiếm hoành không, tiếng hét lớn nói tốt, bất quá có thể tới đó, cuối cùng vẫn là lão phu, người thì ngoan ngoãn làm lão phu cái này trận chiến cuối cùng phân bón a, lão phu. Thắng định. Lời vừa nói ra, Bách Lý Ngự Thiên cười lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy chiến ý. Trác Phàm cũng là ngửa mặt lên trời cười dài, từ chối cho ý kiến, trên thân khí thế cũng tại cuồn cuộn chấn động. Nhìn lấy đây hết thảy, những cái kia kiếm tinh kiếm vương bất giác có chút giật mình lo lắng, lại một lần muốn vừa mới Mộ Dung Liệt nói, tựa hồ có chút minh bạch. Lão Tổ Tông hiện thân, lần này đến nhất chiến, không phải vì kiếm tinh đế quốc, chỉ là vì oanh oanh liệt liệt khiêu chiến mà thôi. Trác Phàm khổ tâm kinh doanh, muốn tiêu diệt kiếm tinh, nhất thống Nam Châu, nhưng là vừa thấy được Lão Tổ Tông mặt, liền cũng đem kiếm ngôi sao sinh tử để ở một bên, chỉ vì đơn thuần nhất chiến, không có gì có khác tâm tư. Cái này chính là cường giả cảnh giới A, không nhận phàm tục quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ có chút rõ ràng, khó trách Mộ Dung Liệt nói bọn họ một cái đều không giống Lão Tổ Tông. Quả là thế, bọn họ là, thật không giống A. Hô! Gió nhẹ lướt qua, nổi lên một mảnh đã là tàn khuyết không đầy đủ lá cây, chậm rãi tung bay tại giữa hai người, chờ cây kia lá rụng địa trong tích tắc, hai người lại là lần nữa động. Chỉ bất quá lần này, hai người không có tiếng vang cực lớn, mà chính là như một cái như u linh, lúc ẩn lúc hiện, hướng đối phương phóng đi. Bên trong thiên địa, từng đạo khí lưu, phảng phất tại lấy một loại quỷ dị hình thức, quanh quẩn tại hai người trước người. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tiểu tử này cũng đạt đến. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Bách Lý Ngự Vân hét to lớn tiếng, đầy mặt kinh dị. Lúc trước bất bại kiếm tôn chém giết cấp 9 linh thú lúc bộ dáng cũng là như vậy, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vốn là hắn coi là, toàn bộ Nam Châu có thể đạt đến như vậy cảnh giới, chỉ có bọn họ Lão Tổ Tông một người. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, trăm năm về sau, Trác Phàm liền cũng đem cảnh giới này thông hiểu đạo lý, lại là để hắn một trận kinh hãi. Tiểu tử này, thật sự là kỳ tài, chỉ sợ liền Lão Tổ Tông cũng không sánh nổi đi. Bính bính bính. Hai đạo thần kiếm lần nữa giao kích, hai bóng người lơ lửng không cố định. Mọi người chỉ thấy hai người một hồi tại đông, một hồi tại tây, một hồi ở trên, một hồi tại hạ, lại là căn bản không nhìn thấy hai người xuất thủ bộ dáng. Chỉ có cái kia đạo đạo ngâm khẽ, vang vọng bên tai. Sau một khắc, nhưng người răng rắc âm thanh không ngừng, toàn bộ bầu trời lần nữa tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối không gian. Đã là hoàn toàn che kín, tất cả mọi người bị trước mắt kỳ giống như cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hai người cảnh giới, đã siêu việt tại chỗ tất cả mọi người, bao quát kiếm vương cao thủ rất nhiều, không thể đạo lý mà tính toán. Bọn họ căn bản liền người ta làm sao xuất thủ đều nhìn không hiểu, còn thế nào giao thủ. Lúc này, mọi người dường như mới chính thức ý thức được, kiếm vương cùng bất bại kiếm tôn ở giữa chênh lệch, không chỉ là lực lượng, còn có cảnh giới. Mà tại hai phương diện này, đều có thể cùng bất bại kiếm tôn chống lại, cũng chỉ có Trác Phàm. Bính bính bính. Hai người giao thủ thanh âm, vẫn như cũ liên tiếp, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người, cũng đã tìm không thấy hai người thân ảnh. Chỉ có thể nghe đến cái kia hùng hồn có lực kim loại tiếng va chạm, còn có cái kia không ngừng vỡ vụn bầu trời, phảng phất muốn sụp đổ xuống giống như. Điều này không khỏi làm mọi người càng thêm trong lòng lo sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nhiên cái này không giống hai người lực lượng so đấu như thế, có mạnh như vậy dư âm tác động đến, nhưng là cái này cảnh giới so đấu, lại càng khủng bố hơn, bởi vì ngươi căn bản không biết, hai người bọn họ ở chỗ nào giao thủ. Tự nhiên cũng không biết nguy hiểm khi nào buông xuống, có tác động đến nguy hiểm. Thậm chí là kiếm vương cao thủ, đoán chừng đều sẽ vô duyên vô cớ bị tác động đến, đầu một nơi thân một nẻo. Xoạt! Một tiếng xé nát y phục âm thanh vang lên, đan thanh sinh bọn người lẫn nhau nhìn xem, sờ đầu một cái phía trên mồ hôi lạnh, không đi quay đầu cũng minh bạch, khẳng định lại là bị cái kia không gian tê liệt tác động đến, tứ phân ngũ liệt, liền kêu rên cơ hội đều không có. Hiện tại hai người theo thiên đạo mà đi, cảnh giới thấp căn bản cảm giác không đến, cùng người tàng hình không khác nhau chút nào. Giờ này khắc này,
kiếm vương nhóm cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hai người này đừng đánh đến bên cạnh mình, nếu không chính mình ngay cả chạy trốn cũng không biết trốn đi đến nơi nào tốt. Vù vù. Thế nhưng là ngay tại lúc này, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa, liếc nhìn nhau, nhìn lấy cái này đầy trời vết rách, nhìn không được cùng nhau cười to lên. Tốt, nghĩ không ra tại thiên đạo lĩnh ngộ cảnh giới phía trên, người tiểu tử này cũng đã có như thế cao thành tựu. Chúng ta đều có thể theo thiên đạo mà đi, vượt xa bình thường người ngũ giác lục thức, lại so đi xuống, cũng phân không ra cao thấp, như vậy coi như thôi, không so. Hung hăng hơi vung tay, Bách Lý Ngự Thiên quát to. Nghe được lời này, mọi người cuối cùng thở dài một hơi, nhưng là còn không đợi bọn hắn đem tâm thả vào bụng bên trong, Bách Lý Ngự Thiên lại là lần nữa kêu gào nói chúng ta tới so kiếm nói lĩnh ngộ. Lão Phu Bá Thiên Kiếm nói đến đối người chỗ lĩnh hội kiếm đạo, nhìn đến tột cùng ai cao ai thấp. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên nhất thời thân thể bỗng nhiên lắc một cái, đầy trời tử lôi liền đùng đùng sao không dứt chảy sông tới, rầm 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 đem những cái kia nứt ra bầu trời khe hở, từng cái đánh xuyên, hóa thành một mảnh tử sắc sấm sét hải dương. Bách Lý Ngự Thiên trong mắt ngưng tụ, Bá Thiên Kiếm hướng lên trời nhất chỉ, những cái kia lôi mang liền chen chúc mà tới, cùng nhau hướng chỗ của hắn vọt tới, cuồn cuộn khí tức khủng bố liền phủ đầy toàn bộ thiên địa, từng đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang cũng là bốn phía bay tán loạn, kiếm khí tung hoành. Hừ hừ hừ, lão phu Bá Thiên Kiếm nói tu là hủy diệt chi lực, bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt lão phu đều không chịu nổi một kích. Bình tĩnh để nó nghiền xương thành tro, vĩnh thế không được siêu sinh. Không có người hoặc sự vật, có thể che ở lão phu Bá Thiên Kiếm nói trước mặt. Thật sao, người tu là hủy diệt chi kiếm, vậy ta tu chính là thôn phệ chi kiếm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cũng là nhẹ nhàng lắc một cái thân thể, cuồn cuộn khí lưu màu đen liền trong nháy mắt từ thiên địa trong khe hở thoát ra, chớp mắt tràn ngập bên trong thiên địa. Những cái kia tứ phân ngũ liệt bầu trời mảnh vỡ. Cũng là tại những hắc khí này bên trong dần dần dung hợp, bao khỏa cùng một chỗ, hóa thành một mảnh màu đen bầu trời. Phàm là tại ngày này khung bên trong xuất hiện đồ vật, đều là bị xâm nhiễm thôn phệ, đều không ngoại lệ. Kết quả là, toàn bộ bầu trời xuất hiện một mảnh cảnh tượng kỳ dị, một bên tử mang đại thịnh, sấm sét nổ vang, một bên hắc ám xâm nhập, đưa tay không thấy được năm ngón, như đọa thâm uyên. Nương theo lấy từng trận khủng bố gầm nhẹ, khiến người ta có loại kinh hãi ngạt thở cảm giác. Tựa hồ cái kia trong bóng tối ẩn giấu một loại nào đó hung thú, khiến người ta không rét mà run. Nhưng không thể dị nghị là, hai người tại thiên địa chi lực vận dụng lên, lại là lực lượng ngang nhau, bầu trời đều chiếm một nửa, ai cũng không mạnh bằng người nào bao nhiêu. Cái này tại Nam Châu trong lịch sử, thế nhưng là gần như không tồn tại một lần, có người có thể cùng bất bại kiếm tôn cướp đoạt bầu trời địa bàn nhi. Nhìn lấy đây hết thảy, mọi người tại đây sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cho dù là kiếm vương cao thủ, da mặt cũng tại không ngừng run rẩy. Kiếm đạo quyết đấu, dẫn thiên địa lực lượng, tương đương với coi thiên địa là thành chiến trường, tất cả tại lĩnh vực này sự vật, đều trở thành vạ lây. Cái này nếu là người khác còn tốt, nhưng quyết đấu hai người hết lần này tới lần khác là bất bại kiếm tôn cùng Trác Phàm cái này quái thai. Bất bại kiếm tôn Bá Thiên Kiếm mang, chính là hủy diệt chi lực, một khi chạm đến, lúc này chém thành muôn mảnh. Trác Phàm lực lượng tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cũng không phải lương thiện. Cái này nếu như bị hai người lực lượng cuốn vào, liền xem như kiếm vương đoán chừng đều muốn ô hô ai tai, người khác thì lại càng không cần phải nói. Vừa nghĩ đến đây, mọi người trong lòng trầm hơn, bất đắc dĩ thở dài. Cùng dạng này, ngày hai vị gia còn không bằng tiến hành vừa mới cảnh giới chi chiến đây. Tuy nhiên chúng ta không nhìn thấy các người bóng người, có chút trong lòng không chừng. Nhưng tốt xấu tỷ lệ chính xác không cao a. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi ra chiêu gì chúng ta là có thể trông thấy, nhưng nhìn gặp có làm được cái gì, lớn như vậy tác động đến phạm vi, bầu trời phía dưới đều là các ngươi chiến trường, chúng ta có thể lẫn mất rồi chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người thì một trận đau khổ. Ầm ầm. Thế nhưng là đúng lúc này, hai người đối chiến lần nữa khai hỏa, nhưng nghe từng trận sấm sét nổ tung. Từng đạo kiếm khí màu tím bay lượn tại toàn bộ bầu trời phía dưới, chỗ đi qua, đều là bị hóa thành một mảnh cho bụi, một số kiếm tinh tướng lãnh không có né tránh, đụng một cái đến, lúc này cũng là chết không có chỗ chôn, kêu rên liên tục. Bất quá, đối với những thứ này người vô tội, vẫn là con em nhà mình binh, Bách Lý Ngự Thiên không chút nào không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ là Bá Thiên Kiếm hung hăng hướng về phía trước hất lên, những cái kia khủng bố kiếm mang bay tuôn,
thì thẳng tắp hướng Trác Phàm cái kia hắc ám lĩnh vực bay đi. Trác Phàm, tiếp chiêu a, tinh thần kiếm chạm, hoa dụng rực rỡ. Hiu hiu hiu.